Chương 1720, đáng sợ suy đoán. Nhìn thấy một màn này, không thiện tự bốn vị trưởng lão mặt kinh ngạc, Kim Cương Tăng lại phản ứng cực nhanh, thúc bốn vị trưởng lão trực tiếp đụng vào tường trong. Trên vách tường, quang mang liên tục lóe ra, trong nháy mắt, Kim Cương Tăng đám người thân ảnh lại biến mất. Lâm Dịch khi tiến vào tường trong nháy mắt, quay đầu lại nhìn liếc mắt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là bạch cốt khô lâu, đằng đằng sát khí, huyết thủy gào thét, cuộn trào mãnh liệt tới giống như một tòa vô gian luyện ngục, nhìn thấy mà giật mình. Tường phía sau, có khắc động thiên, cái này là công tôn trác, kim cương tăng bọn người trước kia chưa từng ngờ tới, mấy người theo bản năng nhìn về phía lâm dịch. Đây là một cái thật dài đường hầm, khai quật tốt lắm thô giáp, tựa hồ thời gian cấp bách, khó khăn lắm chỉ đủ một người thông qua. Hàn lỗi ba người cùng không thiện tử vị kia phương trượng, chính là từ nơi này chạy đi. Lâm dịch giải thích một câu, tiến nhập địa huyệt thạch thất thời điểm, Lâm dịch lại chú ý tới cái này trên vách tường vài đạo hoa ngân, đúng là hàn lỗi cùng đa bảo mập mạp dấu vết lưu lại, cũng là lưu cho người đời sau một cái nêu lên. Chỉ bất quá, ba người rời đi vô cùng vội vàng, hoa ngân cũng không rõ ràng. Tường phía sau bố trí một loại trận pháp, có thể cắt đứt bên trong khí tức, lâm dịch bảy người tiến nhập nơi đây, phía ngoài bạch cốt khô lâu trong nháy mắt mất đi cảm ứng. Những thứ này vạn giới sơn tăng nhân từ lâu ngã xuống, độc lưu một bạch cốt thân, căn bản không có một cái sinh linh phải có trí tuệ, tự nhiên vô pháp khám phá tưởng này bích bố trí. Đi thôi, mau ly khai nơi đây, lâm dịch híp hai mắt, lầm bẩm đạo ta đột nhiên có giống hãi hùng khiếp phía cảm giác, hủy diệt hóa huyết đại trận, tựa hồ đã kinh động cái này vạn Phật đại lục người giật dây. Ngay lâm dịch hủy diệt hóa huyết đại trận trong nháy mắt, ở nơi này dưới diện một cái không khí trầm lặng tinh thần lên, một đạo thân ảnh đột nhiên dưới đất chui lên ngửa mặt lên trời huyết xáo dài phát tiết lửa giận trong lòng dĩ nhiên hủy diệt rồi ta hóa huyết đại trận thật là muốn chết, người này cả người tản ra vô cùng bén nhọn sát khí, cửu kiếp giới vương khí tức vô cùng điên cuồng, trong mắt xẹt qua một cái hàn quang. Ta cũng muốn nhìn, đến tột cùng là bọn chuột nhất phương nào, dám phá hư đại sự của ta. Hiện, người này thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ở tại tại chỗ, hướng xa xa vội và đi, tốc độ cực nhanh. Lâm dịch một nhóm bảy người theo hàn lỗi khai quật ra đường hầm phát chân chạy như điên, một lát sau, trước mặt lại hiện ra một cái tia sáng. Công tôn trác trong lòng nhẹ một chút, ám chậm rãi một hơi thở. Lúc này đây vạn Phật điện hành trình, cơn sóng phức tạp, cực kỳ nguy hiểm, đến bây giờ hồi tưởng lại, vẫn là có chút khiếp đảm. Sau một lát, lâm dịch bọn người đi ra đường hầm, vừa vặn nghênh đón một cái ánh dạng đông, noi theo ở trên mặt của mọi người, mang theo một tia ấm áp. Kim cương tăng mặt hướng chiêu dương, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên, nhắm mắt hưởng thụ sinh mệnh cuối cùng này dương quang. Kim cương tăng thời gian không nhiều lắm, lâm dịch, chúng ta đi thôi. Công tôn chắc đột nhiên nói ra, công tôn chắc sợ nhất trải qua loại này sinh ly tử biệt, hắn càng không muốn trơ mắt nhìn kim cương tăng chết ở trước mặt hai người. Lâm dịch đứng ở cái động khẩu vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Qua nửa ngày, lâm dịch gương mặt của hiện ra một cái quỷ dị màu đen tơ máu, nhìn qua giữ tợn kinh người. Phốc, lâm dịch thân hình lay động, đột nhiên mở miệng, phun ra một miệng máu tươi, vết máu đỏ tươi trong, xen lẫn một luồng lũ khói đen. Thế nào, Công tôn chắc nhướng mày, tiến lên đỡ lấy lâm dịch. Lúc nãy phá vòng vây thời điểm, lâm dịch cưỡng ép thôi động khí huyết, tế xuất vô lượng trạc, làm cho trong cơ thể nguyền rủa lực lần thứ hai phát tác. Lâm dịch trong mắt xẹt qua một cái hết sạch, khoát tay áo, đạo ta không sao, người rời khỏi nơi này trước, nhanh lên một chút. Ân, công tôn chắc trong lòng khẽ động, nghe được lâm dịch mà nói bên ngoài ý nghĩ, hỏi ngược lại, người muốn đi đâu? Lâm dịch mím môi, đột nhiên trầm mặc xuống, người nhất định có chuyện gì gạt chúng ta? Công tôn chắc nhìn chằm chằm lâm dịch, một chữ một cái nói. Lâm dịch trần chờ một chút, khẽ thở dài, đây chỉ là bên ta mới nghĩ tới một cái dự đoán, hy vọng không là thật. Cái gì, công tôn chắc cao mày nói, vạn Phật đại lục chân tướng, không phải là đã tra ra manh mối sao. Lâm dịch lắc đầu, sâu kín nói ra, trên thực tế, có một vấn đề, chúng ta vẫn luôn bỏ quên. Không đợi công tôn chắc bọn người đặt câu hỏi, lâm dịch lại tiếp tục nói, vạn Phật đại lục lên, dĩ nhiên có dấu chú giới tu sĩ, hơn nữa có người trong Phật môn cái hố giết hơn 10 vạn tên giới vương cảnh tăng nhân, thời gian rằng có mấy ngàn vạn năm nhưng không có bị phát hiện, người không cảm thấy cái này nhìn qua quá mức dị thường sao. Coi như ngôi sao này ở vào Phật giới xa vùng ven, cũng không có khả năng có người giấu giếm mấy ngàn vạn năm. Phật giới là chư thiên vạn giới trong cường đại nhất giới diện một trong, việc này làm sao có thể giấu giếm được Phật môn chúa tể cấp cường giả. Công tôn chắc suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, có thể cái này vạn Phật đại lục người giật dây chính là chúa tể cấp cường giả đâu. Chúa tể cấp cường giả sẽ ham muốn giới vương cảnh tăng nhân huyết mạch lực. Lâm dịch hỏi ngược một câu, công tôn chắc cũng trầm mặc lại. Không thiện tự bốn vị trưởng lão nghe được không hiểu ra sao, kim cương tăng âm thầm gật đầu, công tôn chắc hít sâu một hơi, đột nhiên nói ra, ý của ngươi là nói, ngôi sao này không ở Phật giới trong, đúng không? Lâm dịch gật đầu, đạo, hai người chúng ta lợi dụng kỳ môn độn giáp thuật, theo không gian đường hầm rơi xuống ở chỗ này gặp ở đây miếu thật san sát đèn nhang đang thịnh liền có vào trước là chủ ý niệm trong đầu cho rằng ngôi sao này ở vào phật giới trong nhưng cái này phía sau màn độc thủ quyển dưỡng phật môn tăng nhân mấy ngàn vạn năm nếu là ở phật giới trong không có khả năng không bị phát hiện trừ phi nơi đây không phải là phật giới nếu như không phải là phật giới nơi này đến tột cùng là kia kim cương tăng nhíu nhíu mày công tôn trác thâm ý sâu sắc nhìn lâm dịch đạo ngươi cũng đã có đáp án đi. Lâm Dịch quay đầu lại nhìn đi ra ngoài cái động khẩu chậm rãi nói: ta cũng vậy mới vừa mới lóe lên ý niệm trong đầu dưới đất này thạch thất cấu tạo để cho ta nhớ lại tam giới trong một chỗ mộ huyệt. Lâm Dịch ở Hồng Hoang Đại Lục lên Thần Ma Chi Địa từng ở một chỗ địa hạ mộ huyệt trong cùng hàn lỗi làm bạn né một đoạn thời gian cái kia địa hạ mộ huyệt tuy rằng so cái này vạn Phật Điện phía dưới nhỏ đi rất nhiều nhưng cấu tạo lên lại vô cùng tương tự. Mộ giới công Tôn Trác hai mắt híp lại lẩm bẩm một tiếng. Kim cương tăng cao mày nói, lẽ nào người trong Phật môn dĩ nhiên cùng mộ giới tu sĩ liên thủ, vì đề thăng thể chất huyết mạch cái hố giết hơn 10 vạn tăng nhân. Còn có một loại khả năng, lâm dịch ngưng tiếng đạo, huyết trì khả năng không phải vì người sống chuẩn bị, bên trong khả năng uẩn dưỡng xuống một Phật môn cao tăng thi thể. Công tôn chắc cùng kim cương tăng cả người đại chấn, bốn vị trưởng lão mặt hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm. Nếu như dựa theo lâm dịch dự đoán, nơi đây là mộ giới, như vậy ở huyết trì trong dựng nuôi một cổ thi thể, liền lại không quá bình thường. Trước kia, Lâm Dịch bọn người thẳng tuốt lâm vào một cái ngộ khu, cho rằng cái huyết trì gọi là người sống chuẩn bị. Nhưng, Phật môn tăng thi thể của người, đối với chúng tăng huyết mạch, nguyện lực cũng sẽ không bài xích, hơn nữa hấp thu những huyết mạch này, nguyện lực sau, cổ thi thể này đối với Phật môn phần lớn công pháp bí thuật cũng sẽ miễn dịch, khí huyết lực cũng đem đạt đến một loại vô cùng trình độ khủng bố. Ở vạn giới sơn lên, mộ giới bảy kiếp giới vương điều khiển thi thể. Liên Lâm Dịch thân thể đều không phải là đối thủ. Có thể tưởng tượng, cổ thi thể này nếu là dựng dục đi ra, một khi có Phật môn cao tăng cùng với chém giết, gần như không có có bất kỳ cơ hội thủ thắng. Chương 1721, thi biến. Trước kia, vô luận là đối mặt khấu ti, vẫn là tại vạn Phật điện gặp phải hung hiểm, Lâm Dịch bọn người không có cảm thụ được cái loại này cho người hít thở không thông cảm giác nguy cơ. Bởi vì, ở trong lòng bọn họ, nơi này dù sao cũng là Phật giới. Một khi gặp phải không thể chống cự hung hiểm, lâm dịch bọn người hoàn toàn có thể rời khỏi ngôi sao này, khứ Phật giới trong tìm kiếm bang trợ. Nhưng người này nếu thật là mộ giới, lâm dịch bọn người thì tương đương với đặt mình trong ở long đàm hổ huyệt, tùy thời đều có chết khả năng. Nguy cơ tứ phía, huống chi, lâm dịch đem hóa huyết đại trận hủy diệt, rất khả năng đã kinh động ngôi sao này phía sau màn độc thủ. Kim Cương Tăng trầm giọng nói, nơi này nếu là mộ giới, hai vị càng không thể dừng, tốt nhất mau ly khai. Không được, lâm dịch lắc đầu, đạo ta phải trở về liếc mắt nhìn, như huyết trì trong dựng nuôi thật là một Phật môn cao tăng thi thể, ta nhất định phải xuất thủ hủy diệt cổ thi thể này. Cổ thi thể này nếu là rèn luyện đại thành, hậu quả khó có thể tưởng tượng, sợ rằng Phật giới sở hữu giới vương cảnh tăng nhân đều chưa chắc là đối thủ của hắn, đây đối với Phật giới đúng là một tràng tai nạn. Hoa giới vốn là cùng Phật giới giao hảo, ở vạn giới sơn trong, tịnh dương tăng nhân còn từng trượng nghĩa tương trợ, vì vậy mà hạ xuống khó có thể khép lại thương thế, Vô luận nhìn ở phương đó mặt, lâm dịch đều phải muốn trở về sau lưng địa hạ mộ huyệt. Nhưng địa hạ mộ huyệt trong, còn có một phiến rậm rạp chẳng chịt bạch cốt đại quân, một khi lâm dịch hiện thân, chắc chắn biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đáng sợ hơn là, cổ thi thể này là hay không ủng cố ý, ai cũng không rõ ràng lắm. Nếu là ở lâm dịch xuất thủ trong nháy mắt, thi thể này nổi lên đả thương người, ai có thể ngăn trở Cửu tử nhất sinh cục diện, công tôn chắc đột nhiên cười cười, đạo ta không muốn khuyên ngươi, người cũng chớ khuyên ta người như lộn trở lại ta cũng trở lại còn có ta kim cương tăng mặt mỉm cười ba vị tam giới người trong đang đi ra tam giới sau cũng không từng quên trong lòng kiên trì chưa từng quên trước đây một phần hiệp nghĩa hứa hẹn bốn vị trưởng lão trở về không thiện tự đi đem vạn phật điện việc công bố cho mọi người khuyên bảo tất cả động thiên cảnh tăng nhân áp chế tu vi tạm thời không muốn đột phá đến giới vương cảnh trong cơ thể phần thân chú lại không có phát tác chờ cứu viện kim cương tăng tuy rằng gần như ngã xuống làm tư duy lại vô cùng rõ ràng. Bốn vị trưởng lão cũng rõ ràng, bọn họ như là theo chân trở lại, cũng giúp không được bất kỳ vội vàng. Phổ quang trưởng lão tiến lên một bước, hướng về phía lâm dịch ba người thật sâu lại xuống phía dưới, trầm giọng nói, hy vọng ba vị thí chủ chuyến này có thể công lao thành lui thân, cứu vãn vạn Phật đại lục vua thủy hỏa trong. Ba vị thí chủ bảo trọng, lâm dịch khoát tay áo, cũng không nói chuyện, chuyển thân chui vào trong huyệt động, sau đó là công tôn trác, cuối cùng là kim cương tăng nửa ngày sau lâm dịch ba người lại lần nữa về tới mặt tường trước công tôn trác trầm giọng nói chúng ta phải thương lượng cái kế sách không thể thả sông vào lâm dịch thân trong nguyền rủa chiến lược giảm mạnh dùng công tôn trác tu vi cảnh giới cũng vô pháp bảo đảm lâm dịch có thể ở bạch cốt trong đại quân bình yên vô sự một hồi ta lợi dụng hóa ngoại phân thân hấp dẫn bạch cốt đại quân chú ý xem trước một chút huyết trì trong rốt cuộc là hay không ẩn dưỡng xuống thi thể lâm dịch trầm ngâm ít thấp giọng nói ra hiện một cái cùng lâm dịch dung mạo, giả trang độc nhất vô nhị thân hình đột nhiên hiện thân. Ngưng tụ ra cái này một hóa ngoại phân thân, lâm dịch sắc mặt trở nên lại tái nhợt rất nhiều, trên gương mặt mơ hồ có hắc khí lượn lờ, sau một lát lại biến mất. Hóa ngoại phân thân theo tường trong đi ra ngoài, phóng tầm mắt nhìn lại, không khỏi cả người chấn động. Địa huyệt trong thạch thất tình hình cùng lâm dịch bọn người suy đoán không sai biệt nhiều, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh huyết hà, trong đó mênh mông vô tận bạch cốt khô lâu chính mặt mê man tùy ý dục dịch huyết hà cũng không sâu, mặt sông chỉ là khó khăn lắm không có qua bạch cốt khô lâu hông của đang lúc. Làm lâm dịch hóa ngoại phân thân hiện thân trước mắt, sở hữu bạch cốt khô lâu tựa như có cảm giác, đồng thời dừng lại thân hình, đều nghiêng người, hai cái đen như mực lỗ thủng nhìn chằm chằm hóa ngoại phân thân, đằng đằng sát khí. Mà lâm dịch hóa ngoại phân thân, lại trực tiếp thấy được huyết trì trung ương nhất bộ phận. Chỗ đó nổi lơ lửng một huyết sắc cổ quan, cũng không biết cái này đủ cổ quan ở huyết hà trong ngâm bao lâu, quan thân sớm bị tiên huyết xuống nước. Trước kia ở huyết trì trong, cái này cổ quan chìm ở tại đáy ao, hôm nay huyết trì tan vỡ, cổ quan cũng nổi lên mặt nước, tản ra từng đợt khí tức kinh khủng. Quả nhiên, lâm dịch không nói gì, nhưng giữa hai lông mày đập sát ý, lại làm cho công tôn chắc cùng kim cương tăng đoán được, trước kia lâm dịch sở hữu dự đoán sợ rằng đều thành sự thật. Hoa lạp lạp, đông đảo bạch cốt khô lâu đều theo huyết hà trong phóng người lên, thẳng đến lâm dịch hóa ngoại phân thân phóng đi. Lâm dịch hóa ngoại phân thân thân hình lóe ra, vòng quanh địa hạ mộ huyệt phát chân chạy như điên, không cùng bạch cốt khô lâu chính diện cứng rắn va chạm, chỉ là liên tục tránh né, lé ra. Một lát sau, gần như tất cả bạch cốt khô lâu đều bị lâm dịch hóa ngoại phân thân hấp dẫn ở, nhưng vào lúc này, trên vách tường lần thứ hai hiện lên một cái tia sáng, một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên vọt ra, như mũi tên rời cung, mục tiêu nhắm thẳng vào đủ huyết sắc cổ quan. Sau lưng lâm dịch, công tôn chắc cùng kim cương tăng theo thật sát. Trong nháy mắt, Lâm dịch lại đạp mặt sông đi tới huyết sắc cổ quan bên cạnh, hít sâu một hơi, đột nhiên nhô ra hai tay, đem nắp quan tài sốc lên. Nắp quan tài rơi xuống, trôi trên mặt sông, huyết sắc cổ quan trong, lẳng lặng nằm một cái diện mục thanh tú tăng nhân, hai tay giao ác, để ở trước ngực, nhắm chặt hai mắt, mặt an tường. Nếu là suy nghĩ trong lòng, thấy cái này thần thái an tường tăng nhân, lâm dịch tuyệt đối nghĩ không ra, cái này tăng nhân trong cơ thể, dĩ nhiên tụ tập hơn 10 vạn tên Phật môn tăng nhân huyết mạch lực. Nhưng lúc này, Lâm dịch trong mắt không có có bất kỳ thương hại, đột nhiên dơ lên vô lượng chạc, chiếu cái này tăng đầu người lô lại đập xuống. Đột nhiên, huyết sắc cổ quan bên trong bộc phát ra hai đạo vô cùng chói mắt tiêm máu. An tính tăng nhân đột nhiên mở hai mắt ra, là một đôi nha huyết sắc ánh mắt, con người mắt để ở chỗ sâu trong, bắt đầu khởi động máu tanh cùng bạo ngược, cùng tăng người khí tức trên người tuyệt nhiên tương phản. Cùng chi đối diện trong nháy mắt, lâm dịch tâm thần đại chấn, suýt nữa tan vỡ. Nhưng, Lâm Dịch Dơ vô lượng chà cánh tay hơi có dừng lại, lợi dụng càng hung hiểm hơn cương mãnh trạng thái đập xuống. Ba, tăng nhân đột nhiên giơ cánh tay lên, cứ như vậy giang bàn tay ra, dễ dàng đem vô lượng chà cầm ở trong lòng bàn tay. Động tác này nhìn qua là như vậy tùy ý, tăng tay của người trưởng lại bình yên vô sự. Tuy rằng Lâm Dịch thân trong nguyền rủa, nhưng vô lượng chà lần này vẫn như cũng không phải là tu sĩ tầm thường có khả năng tay không đón đỡ. Như Lâm Dịch sở liệu, tăng thể chất của con người huyết mạch trải qua hơn ngàn vạn năm, hơn 10 vạn tên giới vương cảnh tăng nhân huyết mạch lực rèn luyện, ngâm, thân thể đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Lâm dịch theo bản năng về phía sau túm động vô lượng trạc, không ngờ lại đem tăng nhân trực tiếp theo huyết sắc cổ quan trong kéo lên. Tăng trong mắt người tia máu lóe ra, chống đi tay kia đột nhiên bạo phát, trực tiếp trùy ở lâm dịch ngực. Phốc, một tiếng vang lên, lâm dịch sau lưng của thật cao nhô ra, dừng lại trong nháy mắt, một đạo cột máu bắn ra ngoài, kinh khủng thấm nhân. Lâm dịch trái tim lại bị cái này tăng nhân một quyền đánh nát. chương 1722, sinh cơ duy nhất. Thi biến, chuyện lo lắng nhất suốt cuộc xảy ra. Lần này đòn nghiêm trọng kết kết thật thật rơi vào lâm dịch ngực, tốc độ cực nhanh, đừng nói là công tôn trác kim cương tăng hai người, coi như là lâm dịch đều không có thể phản ứng kịp. Ngược cũng không phải nói song phương chiến lược kém cách xa. Mà là lâm dịch bản thân lại đại chiến hồi lâu, lại thân trong nguyền rủa lực, vô luận là thể lực vẫn là tốc độ phản ứng, đều suy yếu tới cực điểm đối với huyết quan tăng nhân một quyền này gần như không có chống lại lực đương nhiên huyết quan tăng nhân một quyền có thể đem bỉ ngạn chân thân đánh xuyên qua hắn lực lượng của thân thể cũng có thể nói kinh khủng ở trong điện quang hỏa thạch lâm dịch trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu lúc này coi như hắn là đỉnh phong thời kỳ đối mặt một quyền này tuy rằng có thể tránh thoát nhưng chỉ sợ cũng muốn bỏ qua vô lượng trạc lâm dịch cả người đại trấn buông ra vô lượng trạc sắc mặt tái nhợt từng ngụm từng ngụm khụ xuống tiên huyết, thân hình lay động, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống vào huyết hà trong. Lâm Dịch trái tim bị đối phương một quyền đánh nát, khí huyết suy bại, cả người gần như phế bỏ hơn nửa, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tranh đấu. Công Tôn Trác cùng Kim Cương tăng sắc mặt hai người nhất biến, hai người thật là chưa từng ngờ tới, song phương chỉ là giao thủ trong nháy mắt, Lâm Dịch lại bị thua bị thương nặng. Nhưng hai người gần như không làm trần chờ, vội vã ngăn ở Lâm Dịch trước người, hét lớn một tiếng, liền muốn nhằm phía huyết quan tăng nhân. Công tôn trác trong lòng hai người cũng rõ ràng, cái huyết quan tăng nhân có thể một quyền đem lâm dịch đánh phế, bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ, xông lên cũng không khác thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng ở cái này trong thời gian ngắn, lòng của hai người trong, không có hắn ý niệm của hắn, chỉ là muốn tận khả năng ngăn ở lâm dịch trước người. Đừng động, nhưng vào lúc này, lâm dịch đột nhiên khẽ quát một tiếng, nhô ra song trưởng, níu lại công tôn trác thân hình của hai người. Ân! công tôn trác cùng kim cương tăng hai người vội vã ngừng thân hình ánh mắt chấp động rõ ràng cũng phát hiện dị thường đầu tiên bạch cốt khô lâu dị thường làm cái này tăng nhân theo huyết quan trong đứng dậy thời điểm chung quanh bạch cốt khô lâu cũng toàn bộ đều đình chỉ động tác đều mặt hướng huyết quan tăng nhân cũng không có tiến lên tựa hồ là sợ hãi tựa hồ lại là tôn kính thứ nhì chính là huyết quan tăng nhân dị thường cái này tăng nhân một quyền đẩy lùi lâm dịch lại cũng không có thừa cơ truy kích trái lại dương màu máu đỏ hai trong mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trong bàn tay vô lượng trạc, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia mê man. Một màn này, nhìn qua vô cùng quỷ dị, bình tĩnh mà xem xét, lúc này nếu là cái huyết quan tăng nhân phát cuồng, lâm dịch ba người ngay cả chạy trốn hướng tường phía sau cơ hội cũng không có. Hòa thượng này, đến tột cùng sống hay chết, công tôn chắc âm thầm chắt lưỡi, lặng lẽ truyền âm nói. Ngược lại cũng không trách công tôn chắc nghi hoặc, vị này tăng nhân trước kia nằm ở huyết quan trong, tuy rằng toàn thân tản ra vô cùng hùng hậu khí huyết lực nhưng không có bất kỳ sinh mạng dấu hiệu trái lại lộ ra một cổ nồng đậm thi khí nhìn như vậy đến cái này tăng nhân đúng là tử thi không nghi ngờ gì nhưng lúc này cái huyết quan tăng nhân lại mắt không chấp nhìn chằm chằm vô lượng trạc trong mắt lại hiện ra một loại sinh mệnh độc hữu chính là quang mang đó là tự hỏi hồi ức quang mang một tử thi tuyệt không nên có phản ứng như thế lâm dịch thấp giọng nói cái này mộ giới người chắc là nghĩ rèn luyện ra một pháp lực xong sửa thi thể, cho nên bảo lưu lại vị này Phật môn cao tăng một luồng thần hồn, lợi dụng mộ giới bí pháp khống chế tâm địa bất chính trí, lại dùng hơn 10 vạn tên giới vương cảnh tăng nhân tiên huyết liên tục cọ rửa người này thân thể, xâm nhiễm tâm địa bất chính thần, cuối cùng trầm luân vu sát lục trong biển máu, làm người sở điều khiển. Mộ giới rèn luyện thi thể, đại thể nhưng chia làm hai loại, lực thi cùng phương pháp thi. Ở giới vương cảnh, pháp lực xong, sửa thi thể rất khó rèn luyện, một mặt là bởi vì tu sĩ một khi ngã xuống, thần hồn liền sẽ tán loạn, cho nên mộ giới giới vương cảnh tu sĩ điều khiển đa số đều là thi thể không đầu. Về phương diện khác, chính là đối phương nhất định phải tự nguyện, không thể có điều chống cự, bằng không luyện thi quá trình liền sẽ thất bại. Dù vậy, muốn luyện hóa ra một pháp lực song tu thi thể, thất bại dẫn vẫn như cũ rất cao, hao tổn thời gian thật dài, ở giữa có vô tận biến số, được không bù mất, có rất ít nhân đi nếm thử. Lâm Huynh lại ý nói, vị này Phật môn cao tăng là tự nguyện bị luyện hóa là thi. Kim cương tăng nhíu nhíu mày. Lâm dịch lắc đầu nói, nhất định là tự nguyện, nhưng chưa chắc là hắn bản ý, dù sao không có ai sẽ nguyện ý dùng cái xác không hồn phương thức tổn sống sót. Có lẽ là tình thế bức bách, không làm không được ra loại hy sinh này. Công tôn chắc trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Vị này cao tăng hay không còn ủng có lý trí? Hiện tại ba người cảnh ngộ vô cùng xấu hổ, khẽ động cũng không dám động, rất sợ đã quấy rầy cái này Phật môn cao tăng, đánh bị giết tính đại phát. Khó mà nói, Lâm dịch than nhẹ một tiếng, nếu là sáng sớm một ngàn năm, có thể vị này cao tăng tâm trí, còn không có bị khí huyết sát nhuộm dần quá mức lợi hại, chúng ta còn có chút hy vọng, nhưng hôm nay, mặc cho số phận đi, lời tuy như thế, lâm dịch ánh mắt vẫn như cú ở huyết quan tăng nhân trên người liên tục dò xét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nếu là ta đoán không lầm, vị này tăng nhân khi còn sống cũng cũng không phải hạng người vô danh, bằng không, cái này mộ giới người cũng sẽ không sát phí tâm cơ, bày như vậy một cái hóa huyết đại trận đến dựng nuôi hắn. Lâm dịch ánh mắt lóe ra, tự lầm bẩm như vậy một vị cao tăng, ngay cả ngại vì tình thế, tự nguyện bị luyện hóa là thi, nhưng ở lúc đầu trong một thời gian ngắn, nhất định còn ủng có lý trí, hắn phải lưu lại chút vật gì. Có thể chính là chúng ta sinh cơ duy nhất, nhưng vào lúc này, huyết quan tăng nhân đột nhiên kêu lên một tiếng, chân mày nhíu chặt, tựa hồ bị thống khổ cực lớn, nhắm chặt hai mắt, cả người run rẩy gần như kinh luyên. Công tôn trác trong mắt sáng ngời, trong tay đột nhiên nhiều một thanh hoàng kim cự kiếm. Lúc này huyết quan tăng nhân trong cơ thể tựa hồ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Nhưng lâm dịch lại thần sắc đại biến, liền vội vàng kéo công tôn chắc cánh tay, thấp giọng nói, không thể. Lâm dịch từng ở vạn giới sơn cùng một đủ không đầu tử thi chém giết qua, dùng hắn ngay lúc đó tu vi cảnh giới, cầm trong tay vấn thiên kiếm cũng không nhất định có thể phá vỡ tử thi thân thể ngự. Huống chi là trước mắt cái này rèn luyện mấy ngàn vạn năm kinh khủng thi thể. Còn nữa nói, coi như ở thi thể này trên người đâm ra mấy cái lỗ to lung, thi thể phía sau mộ giới tu sĩ bất tử, đối với cái huyết quan tăng nhân ảnh hưởng cũng không lớn. Mộ giới tu sĩ nhược điểm lớn nhất, ngay cho bọn hắn bản thể. Đột nhiên, một cổ lạnh lẻo thấu xương chợt hàng lâm, lâm dịch ba người cả người tóc gáy đều dựng lên, ra đầu phát nổ. Chẳng biết lúc nào, huyết quan tăng người đã ngẩng đầu, trừng mắt huyết sắc hai mắt, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm công tôn trác. Chỉ là công tôn trác một cái rút kiếm cử động, đã đem huyết quan tăng nhân sát ý trong lòng triệt để giật mình tỉnh giấc. Bị cái huyết quan tăng nhân huyết sắc hai tròng mắt một nhìn, công tôn chắc trước mắt trong nháy mắt nổi lên một mảnh minh mông vô bờ huyết sắc vũng bùn, bản thân hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế, sự khó thở. Ông, ma, ni, bá, mễ, hồng, nhưng vào lúc này, công tôn chắc bên tai đột nhiên vang lên một hồi minh mông cuồn cuộn thần thánh phạm âm, trong nháy mắt đem tâm thần của hắn theo trong ảo cảnh lôi đi ra. Vẫn là Lâm Dịch nhận thấy được Công Tôn Trác dị thường, thốt ra tương trợ. Công Tôn Trác mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống, lúc nãy nếu không phải Lâm Dịch phạm âm đúng lúc vang lên, sợ rằng tâm thần của hắn đã bị khí huyết sát xâm nhiễm, trầm luân ở sát lục trong biển máu, lục thân không nhận. Chương 1723, vãng sinh kinh. Ngay Lâm Dịch phóng xuất ra Phật môn lục tự đại minh chú trong nháy mắt, không chỉ đem Công Tôn Trác cứu, huyết quan tăng nhân cũng là cả người chấn động, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia mê man trong con người huyết quang dần dần trở thành nhạt. Thấy như vậy một màn, lâm dịch trong lòng khẽ động, trong đầu hiện lên một đạo linh quang, mơ hồ nắm được cái gì. Lâm huynh, nắp quan tài trên có chữ, kim cương tăng đột nhiên nói ra, ân, lâm dịch có hơi ghé mắt, thấy rõ ràng nắp quan tài phía trên chữ viết sau, không khỏi ánh mắt ngưng trọng. Trước kia, lâm dịch xốc lên nắp quan tài, nắp quan tài trôi trên mặt sông, bên trong rõ ràng khắc xuống từng đạo tự phù, đúng là Phật môn độc hữu chính là huyền diệu chữ viết xa phía trên ba chữ hơi lớn, vãng sinh kinh, thập đại kinh Phật một trong vãng sinh kinh, cổ lão tương truyền, vãng sinh kinh là thập đại kinh Phật trong thần bí nhất điển tịch, có, khởi từ hồi sinh, công hiệu thần kỳ, nhưng chuyện này, nhưng thủy chung không người chứng thực. Sinh tử pháp tắc là chư thiên vạn giới cường đại nhất pháp tắc một trong, chưa từng nghe nói qua có người có thể nghịch chuyển. Ta đã biết, Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, khẽ hô một tiếng, đây là chúng ta ba người cơ hội duy nhất. Thấy cái này vãng sinh kinh một khắc, Lâm Dịch trong mắt phảng phát hiện ra một cái hình ảnh. Vị này Phật môn cao tăng là tình thế bức bách, bị luyện hóa là thi, nhưng lúc đầu một đoạn thời gian, lại vẫn cất giữ một tia lý trí. Mượn xuống còn sót lại lý trí, vị này Phật môn cao tăng ở cổ quan trong, lợi dụng chính mình móng tay, ở nắp quan tài trên có khắc dưới một đoạn này vãng sinh kinh, là sau lại người lưu lại một đường sinh cơ. Lâm Dịch không rõ ràng lắm, ngâm tụng vãng sinh kinh, đến tột cùng sẽ khiến hiệu quả như thế nào. Nhưng lúc này, huyết quan tăng trong mắt người huyết quang lại bắt đầu ngưng tụ, giữa hai lông mày sát ý dần dần trọng. Huyết quan tăng nhân bỗng nhiên mở miệng, phun ra một cổ vô cùng đặc hơn mùi máu tanh, đột nhiên ngửa mặt lên trời huyết sáo dài, tiếng huyết gió xuyên kim nứt đá, nhiếp nhân tâm phách. Ân, lâm dịch ba người kêu lên một tiếng, hai mắt, lỗ mũi, hai lỗ tai, khóe miệng cũng bắt đầu chảy ra một tia vết máu, khuôn mặt thê thảm. Ở huyết quan tăng nhân tiếng huyết gió dưới, ba người lại bị chấn đắc thất khiếu chảy máu. Huyết quan tăng nhân tiếng huyết gió mới vừa dừng, tất cả trong thạch thất huyết hà đột nhiên xoay tròn, hình thành một cái to lớn nước xoáy hướng phía huyết quan tăng nhân cuộn trào mãnh liệt đi. Hô, huyết quan tăng nhân dương ngụm lớn, giống như một tôn cái thế mà đầu, từng ngụm từng ngụm cắn nuốt chung quanh huyết thủy. Chỉ là trong nháy mắt, trong thạch thất huyết hà dĩ nhiên toàn bộ dũng mãnh vào huyết quan tăng nhân trong cơ thể. Huyết quan tăng nhân khí tức trở nên càng kinh khủng, càng ham huyết. Mắt thấy huyết quan tăng nhân sẽ không khống chế được mà lâm dịch đám người chính diện chiến lực, căn bản không chân mà đối kháng người này. Vãng sinh kinh là cơ hội duy nhất, chỉ có thể đi đánh bạc. Tụng kinh, không kịp nghĩ nhiều, lâm dịch khẽ quát một tiếng, khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm nắp quan tài trên vãng sinh kinh, bắt đầu lớn tiếng ngâm tụng lên. Kim cương tăng vốn là Phật môn tăng nhân, đối với Phật hiệu một đạo, tự nhiên mộ tính cực cao, niệm tụng cái này kinh văn không có áp lực chút nào. Mà công tôn chắc năm đó ở tam giới trong, đối với Phật hiệu một đạo tạo nghệ cũng có chút cao thâm, còn lĩnh ngộ qua lục tự đại minh chú. Có thể nói, nếu là đổi thành chủng tộc khác tu sĩ, ngay cả đối mặt cái này vãng sinh kinh, cũng chưa chắc có thể đọc xuống, mà Lâm Dịch ba người lại không có áp lực chút nào. Lần thứ nhất, ba người ngâm tụng xuống tới, còn hơi có đình trệ. Theo thời gian trôi qua, ba người ngâm tụng tốc độ càng lúc càng nhanh, đối với vãng sinh kinh lĩnh ngộ cũng dần dần tăng thêm. Mà khi vãng sinh kinh vang lên một khắc, cái này trong thạch thất sở hữu bạch cốt khô lâu đều là cả người chấn động, trên mặt hai cái lỗ thủng kinh ngạc, nhìn xuống lâm dịch ba người, nhưng không có bất kỳ sát khí lưu lộ. Huyết quan tăng nhân giữa hai lông mày sát ý cũng dần dần tán loạn, trong tròng mắt huyết quang trở thành nhạt, ánh mắt có chút mê man. Nhìn thấy một màn này, lâm dịch ba trong lòng người rõ ràng, lúc này đây thành công. Lúc này lâm dịch, ngược lỗ máu tuy rằng đã không chảy máu nữa, nhưng trái tim vỡ vụn, một thời nửa khắc cũng rất khó khép lại vô luận lựa chọn chạy trốn hay là liều mạng huyết quan tăng nhân cũng không có bất kỳ phần thắng nào nhưng dùng lâm dịch tình trạng ngâm tụng kinh văn nhưng cũng không ảnh hưởng tại đây đang lúc bịt kín thạch thất trong ba người ngâm sướng âm thanh đi qua quanh quẩn có vẻ càng minh mông cuồn cuộn thần thánh dư âm không dứt giống như hồng trung đại lữ trần điếc phát hội chưa phát giác ra đang lúc ba người sau đầu đồng thời dần hiện ra từng vòng trầm tĩnh quang vựng đó là thuộc về phật môn độc hữu chính là thần quang hơn 10 vạn Phật môn tăng nhân tuy rằng đã ngã xuống, hóa thành bạch cốt thân, nhưng khung ở chỗ sâu trong đối với Phật môn hướng tới cùng ôm ấp tình cảm, đã thâm căn cố đế, vãng sinh kinh đối với bọn hắn mà nói, cũng có vô cùng rõ ràng tác dụng. Vãng sinh kinh một cái trong đó tác dụng, trên thực tế chính là siêu độ vong linh. Nếu như cái này vạn Phật đại lục phía sau màn độc thủ trực tiếp để cho cái này hơn 10 vạn bạch cốt tăng nhân ngã xuống, mà không phải là muốn điều khiển bọn họ thủ hộ nơi đây, vãng sinh kinh đối với bọn hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng chính là bởi vì những thứ này tăng nhân trong đầu tồn tại một luồng ý thức, ở vãng sinh kinh dưới tác dụng, bắt đầu xảy ra to lớn chuyển biến. Đột nhiên, một cái bạch cốt khô lâu dĩ nhiên hướng về phía Lâm Dịch ba người thật sâu lại xuống phía dưới, mặc dù chỉ là bạch cốt thân, hai mắt ở trong cũng chỉ là hai cái lỗ thùng, nhưng Lâm Dịch ba người lại cảm nhận được vị này bạch cốt khô lâu tản ra một loại lòng cảm kích. Vị này bạch cốt khô lâu dĩ nhiên cũng ngồi xếp bằng, mở cốt miệng, phát ra từng đạo thanh âm quái dị, tuy rằng cũng không rõ nhưng cái này hiển nhiên chính là vãng sinh kinh kinh văn. Vị này Bạch Cốt Khô Lâu đang khôi phục, thậm chí trong nháy mắt lại lựa chọn cùng nhau ngâm tụng kinh văn, ban trợ Lâm Dịch ba người. Theo thời gian trôi qua, một cái lại một cái Bạch Cốt Khô Lâu chưa từng tận trong vực sâu thức tỉnh, cùng ngâm tụng kinh văn. Đến cuối cùng, chỉnh gian thạch thất trong xuất hiện một cái vô cùng chấn động tình cảnh. Lâm Dịch ba người khoanh chân ngồi ở thạch thất trung ương nhất, bao quanh xuống một cái lại một cái Bạch Cốt Khô Lâu, cùng ba người cùng nhau ngâm tụng vãng sinh kinh phạm âm quanh quẩn không dứt tẩy rửa tâm linh tinh lọc thế gian toàn bộ tà ác đây là một cổ khó có thể tưởng tượng minh mông nguyện lực hơn 10 vạn tăng nhân ở sinh mệnh rơi xuống một khắc cuối cùng đồng tâm hiệp lực lớn tiếng ngâm tụng kinh văn muốn tỉnh lại vị kia huyết quan tăng trong lòng người còn sót lại lý trí trên thực tế tại đây loại lớn thần thánh kinh văn tẩy rửa dưới lâm dịch ba người cũng nhận được lớn lao chỗ tốt ba người tâm thần biến được càng linh hoạt kỳ ảo thuần túy thần hồn cảnh giới chính đang nhanh chóng tăng lên Thần hồn của lâm dịch cảnh giới, vốn là đạt tới 8 kiếp giới vương tình trạng, hôm nay đang ở hướng cửu kiếp giới vương rảo bước tiến lên. Ngay cả lâm dịch trong cơ thể nguyền rủa lực, tại như vậy minh mông cuồn cuộn phạm âm dưới, đều bị rõ ràng áp chế. Lâm dịch hít sâu một hơi, ở ngâm tụng hết vãng sinh kinh sau, bắt đầu ngâm tụng đi tới kinh, hiện tại kinh, bỉ ngạn kinh ba bộ Phật môn thánh điển. Lúc này, huyết quan tăng trong mắt người tia máu đã triệt để biến mất, trong đôi mắt vẻ mê mang, cũng dần dần tản đi, mơ hồ hiện ra một luồng thanh minh. Nhưng vào lúc này, kim cương tăng thanh âm dần dần yếu ớt xuống phía dưới, cuối cùng quy về vô thanh. Lâm dịch cùng công tôn chắc cả người chấn động, không khỏi ghé mắt nhìn lại. Cái này một nhìn, hai người chỉ cảm thấy mũi đau xót, viên mắt ửng đỏ, nước mắt mơ hồ tầm mắt. chương 1724, một phen cơ duyên. Đi ra tam giới sau, vô luận là lâm dịch còn là công tôn chắc, cũng không có qua loại này xúc động sâu trong nội tâm bi thương. Ba canh giờ đã đến, Kim Cương Tăng cũng nữa không chịu nổi. Lúc này, Kim Cương Tăng ngồi xếp bằng, hai tay tạo thành chữ thập, có hơi cúi đầu, nhắm hai mắt, khóe miệng mang theo một tia nhiệt nhạt tiểu ý, thần thái an tường sự yên lặng. Ở Kim Cương Tăng trên người, không cảm giác được bất kỳ đối với tử vong sợ hãi cùng kinh hoàng. Hướng chết mà sinh, chính như Kim Cương Tăng trước kia nói qua, tử vong là đúng sinh mạng một loại kéo dài cùng quay về. Kim Cương Tăng trong cơ thể hiện ra một cái sáng, dần dần khuếch tán, bốc cháy lên, phần thân chú lực lượng triệt để bạo phát. Hô, trong ngọn lửa, kim cương tăng thân hình như ẩn như hiện, thần sắc bình tĩnh, không có bộc lộ chút nào thống khổ. Phần thân chú lực lượng là theo trong cơ thể bạo phát, hướng phía ngoài lan tràn, kim cương tăng ngũ tạng lục phủ trước hết hóa thành cho tàn, sau đó chính là gân cốt, huyết nhục, cuối cùng mới là thần hồn. Công tôn chắc quay đầu chỗ khác, cắn chặt răng, không hề nhìn, chỉ có run rẩy kịch liệt hai tay của, khả năng cho thấy trong lòng hắn bi thống. Lâm dịch môi run rẩy, trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn một màn này giờ này khắc này coi như thần hồn của kim cương tăng bảo tồn xuống tới cũng vô pháp ngưng tụ ra một chân chính giới vương thân muốn trọng tố thân thể nhất định phải có huyết mạch của mình cho dù là từng chút một nhưng ở phần thân chú hỏa diễm dưới kim cương tăng huyết nhục đã toàn bộ hóa thành cho tàn trong nháy mắt thần hồn của kim cương tăng cũng bắt đầu bốc cháy lên một khi thần hồn hóa thành cho tàn kim cương tăng đem triệt để rơi xuống và bị thiêu cháy không có ở chư thiên vạn giới trong lưu lại bất kỳ dấu vết. Đột nhiên, dị biến nhất thời, ngay lâm dịch cùng công tôn trác đã tuyệt vọng thời gian, một cổ vô cùng dày đặc tinh túy tiên huyết từ trên trời giáng xuống, lâm ở tại thần hồn của kim cương tăng trên. Cái này cổ huyết mạch ẩn chứa một loại Phật môn thần thánh tường hòa khí tức, vô cùng cường đại hùng hậu, cái huyết mạch chủ nhân lực lượng, so lâm dịch cảnh giới cao hơn. Phần thân chú bộc phát ra hỏa diễm, tại đây huyết mạch đổ dưới, lực lượng giảm đi. Ân Lâm dịch cùng công tôn chắc cả người chấn động, vội vã ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy huyết quan tăng nhân chính nháy một đôi trong suốt hai tròng mắt, mắt không chấp nhìn chằm chằm kim cương tăng, đột nhiên mở miệng tà môn ma đạo, cho ta tán. Huyết quan tăng nhân đưa tay trái ra, ở trên cổ tay phải rạch một cái, một cổ vô cùng dâng trào nồng nặc khí huyết bắn ra ngoài, liên tục liên tục trào hướng kim cương tăng. Chú thuật, vốn là là Phật môn công pháp khác quy định. Lâm dịch bọn người sở dĩ vô pháp cởi ra phần thân chú, cũng không phải là bởi vì tìm không được phương pháp, mà là tu vi cảnh giới không đủ. Nhưng trước mắt cái này huyết quan tăng nhân, lúc này hiển lộ ra tuyệt đối là cửu kiếp giới vương đỉnh phong thực lực, vô cùng kinh khủng. Huyết mạch phụ thuộc thủy, mà phần thân chú thuộc hỏa, thủy mồi lửa vốn là có khắc chế tác dụng. Huyết quan tăng nhân huyết mạch trong, còn ẩn chứa hơn 10 vạn giới vương cảnh tăng nhân khí huyết lực, còn có Phật môn độc hữu chính là khí thức cùng nguyện lực, đối với phần thân chú tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Két két két, phần thân chú cùng huyết quan tăng nhân huyết mạch va chạm, phát ra một hồi thấm nhân âm hưởng. Huyết mạch lực rõ ràng chiếm thượng phong, còn có hơn 10 vạn tăng nhân cao giọng ngâm tụng hướng sinh nguyền rủa, cái này gian thạch thất tối tăm tà khí hễ quét là sạch, hoàn toàn đổi thành một chỗ Phật môn thánh địa. Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác mừng rỡ trong lòng, nhìn huyết quan tăng nhân tình trạng, rõ ràng cho thấy khôi phục lý trí. Nhưng trong lòng hai người lại rõ ràng, vô luận là chung quanh hơn 10 vạn bạch cốt khô lâu, hay là huyết quan tăng nhân, trên thực tế đã sớm bỏ mình. Hôm nay ở vãng sinh kinh dưới tác dụng, chỉ có thể được cho hồi quang phản chiếu. Bọn họ có thể ở trên cái thế giới này tồn tại bao lâu, ai cũng không rõ ràng lắm. Sau một lát, kim cương tăng chung quanh hỏa diễm đã triệt để dập tắt, lâm dịch hai người thần sắc vẫn như cũ ngưng trọng, thấp thỏm bất an trong lòng. Kim cương tăng thân thể đã hủy diệt, mà thần hồn cũng bị đốt thành một đoàn đen thùi lùi đồ đạc, không có chút nào sinh mệnh khí tức lưu lộ, ai cũng không rõ ràng lắm kim cương tăng hôm nay sống hay chết huyết quan tăng nhân lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nghe được một tiếng thở dài, lâm dịch cùng công tôn trác trong lòng cũng là run lên, ánh mắt nhất thời ảm đạm rồi xuống tới. Đa tả các ngươi xuất thủ tương trợ, có thể để cho ta Phật môn những thứ này vô tội tăng nhân hướng sinh cực nhạc, ba vị thí chủ công đức vô lượng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Huyết quan tăng nhân hướng về phía lâm dịch cùng công tôn trác thật sâu lại xuống phía dưới. Tiền bối, ngươi, lâm dịch há miệng, muốn nói lại thôi. Huyết quan tăng nhân tựa hồ nhìn ra lâm dịch nghi ngờ trong lòng, mỉm cười, đạo thân ta đã chết, hôm nay chỉ có thể coi là còn sót lại một đạo chấp niệm, bị ba vị thí chủ dùng Phật môn pháp lực tỉnh lại. Ta thời gian không nhiều lắm, nhưng còn có thể hơi tận non nớt, hai vị thí chủ mạo hiểm tới đây, làm có một phen cơ duyên. Huyết mạch tẩy rửa, huyết quan tăng nhân chỉ về phía trước, chỗ cổ tay vết thương băng liệt, hiện ra một mảnh đỏ ngầu huyết thủy, bao phủ ở lâm dịch cùng công tôn chắc xung quanh. Một cổ tinh thuần, mình mông cuồn cuộn, thần thánh, minh mông khí huyết lực dũng mãnh vào hai người trong cơ thể, trải kinh tứ chi bách hài, chui luyện mỗi một tấc huyết nhục. Đây là một loại tương tự với thể hồ quán đỉnh thủ đoạn. Năm đó Lâm Dịch vì cưỡng ép để thăng sở liên nhi thể chất huyết mạch, lại từng lợi dụng qua loại bí thuật này. Lúc đó, Lâm Dịch sắp chặn giết tiên đảo một đám tu sĩ, ôm hẳn phải chết chi tâm, cùng hôm nay huyết quan tăng lòng của người ta cảnh tương tự. Huyết quan tăng nhân cũng rõ ràng, bản thân mệnh không lâu rồi, mới tướng lần này cơ duyên đưa cho lâm dịch cùng công tôn trác hai người. Hai vị thí chủ đều là chư thiên vạn giới sủng nhi, một vị là ngũ hành thể, một vị là bỉ ngạn chân thân, sau này rất khả năng thành tựu nhân quả thể. Lúc này đây huyết mạch tẩy rửa không có cải biến hai vị thể chất, nhưng sẽ để cho các ngươi thân thể trở nên càng cường đại hơn, cứng cỏi. Hơn 10 vạn giới vương cảnh tăng nhân, tích lũy mấy ngàn vạn năm huyết mạch lực, tuy rằng phương pháp tả ác ác độc, nhưng loại này huyết mạch lại vô cùng thuần túy, tích chứa Phật môn độc hữu chính là nguyện lực. Có thể nói, cái này phía sau màn độc thủ mấy ngàn vạn năm bố trí, toàn bộ cho lâm dịch hai người làm may áo. Huyết quan tăng người tới trước người hai người, đem vô lượng chạc một lần nữa dẫn tới lâm dịch cổ tay trái trên, nhẹ giọng nói, bên trong cơ thể người có một đạo cửu kiếp giới vương bản mệnh chú, vô cùng tả ác, dùng lực lượng của ta cũng khó mà loại trừ. Dừng một chút, huyết quan tăng nhân đang nói nhất chuyển, bất quá, ta có thể lợi dụng vô lượng chạc, đem cái này cổ nguyền rủa lực phong ấn tại người cổ tay trái ở trong. Nguyền rủa lực không có trừ tận, người sau này không nên dùng cánh tay trái. Lâm dịch trong lòng vui vẻ, tuy rằng vẫn chưa trừ tận gốc nguyền rủa lực, nhưng sau này, lâm dịch xuất thủ lại thiếu rất nhiều cố kỵ. Đương nhiên, lâm dịch chiến lực cũng có trình độ nhất định cắt giảm, cánh tay trái không thể thả vận dụng, vô lượng trạc dùng để phong ấn nguyền rủa lực, tự nhiên cũng không có thể vận dụng. Xung quanh hơn 10 vạn tên bạch cốt khô lâu ngâm tụng vãng sinh kinh vẫn luôn đang vang vọng, Phạm âm không dứt, ở hoàn cảnh này dưới, huyết quan tăng nhân huyết mạch rèn luyện Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác huyết nhục, trong huyết mạch tích chứa minh mông bảng bạc nguyện lực, liên tục tư dưỡng hai thần hồn của nhân. Thần hồn của Lâm Dịch cảnh giới đã đạt đến cửu kiếp giới vương. Mà Công Tôn Trác mặc dù chỉ là bốn kiếp giới vương, nhưng thần hồn đã cũng đã đạt đến sáu kiếp giới vương. Nhưng vào lúc này, ở Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác bên cạnh, đột nhiên nổi lên một tia sinh mạng ba động, tuy rằng rất nhỏ, nhưng trong lòng hai người lại nhấc lên sóng to gió lớn chương 1725, sinh tử thể. Lâm dịch bên cạnh hai người chính là Kim Cương Tăng, liền huyết quan tăng nhân đều đã bỏ qua Kim Cương Tăng. Ân, huyết quan tăng nhân khẽ di một tiếng, mắt không chấp nhìn chầm chầm Kim Cương Tăng chỗ ở vị trí, vậy có một đoàn đen thùi lùi đồ đạc, vốn là thần hồn của Kim Cương Tăng, hôm nay lại tản ra một hồi sinh mệnh độc hữu chính là luật động. Lâm dịch cùng công tôn chắc hai người mừng rỡ như điên. Vô luận hai người đạt được bao nhiêu cơ duyên, cũng không sánh bằng kim cương tăng, chết mà phục sinh. Chỉ thấy một đoàn đen thùi lùi đồ mặt ngoài, đột nhiên hiện ra từng đạo vết nứt, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, dần dần bóc ra, lộ ra một đoàn trong suốt trong sáng, tản ra rồi rào sinh cơ thần hồn. Thần hồn không có rơi xuống và bị thiêu cháy, cái này kim cương tăng không chết. Tốt, 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 nếu không chết, liền lợi dụng ta khí huyết trọng tố thân thể đi. Huyết quan tăng nhân cũng có chút vui mừng, liên tục gật đầu. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác trong tâm khẽ động, hai người đồng thời cảm nhận được một luồng vô cùng khí tức kinh khủng, bao vây lấy thần hồn của Kim Cương Tăng. Cổ hơi thở này dung nhập vào huyết quan tăng nhân huyết mạch trong, dùng thần hồn của Kim Cương Tăng làm trung tâm, trọng tố thân thể. Chẳng biết tại sao, ở Kim Cương Tăng huyết mạch dưới, Lâm Dịch bị ngạn chân thân cùng Công Tôn Trác ngũ hành thể, đều cảm nhận được một tia áp lực. Đây là, Lâm Dịch ánh mắt chấp động, lẩm bẩm một tiếng. Huyết quan tăng nhân tựa như có cảm giác, cả người đại chấn kinh hô sinh tử pháp tắc sinh tử thể chư thiên vạn giới cửu đại thể chất một trong danh tiếng gần với nhân quả thể sinh tử thể xuất thế kết cục này sợ rằng liền lâm dịch đều không từng ngờ tới ngoài dữ liệu lại đang tình lý trong sớm lúc trước kim cương tăng lại đã khám phá sinh tử nói ra một phen sống hay chết kinh hãi luận đạo thân trong phần thân chú vốn là thân thể hóa thành cho tàn lại từng tự mình trải qua sinh tử gian bồi hồi nhưng nếu như không có huyết quan tăng nhân đúng lúc xuất thủ, kim cương tăng trong cơ thể phần thân chú cũng chưa chắc có thể khu trừ. Nghe xung quanh hơn 10 vạn tăng nhân cao giọng ngâm tụng phạm âm, vãng sinh kinh tiếng vọng liên tục, lâm dịch trong tâm mơ hồ có cái suy đoán, sinh tử thể ngưng tụ, có thể cái này vãng sinh kinh tổng số 10 vạn tăng nhân khổng lồ nguyện lực, cũng đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu. Loại này loại toàn bộ, hội tụ vào một chỗ, mới làm cho sinh tử thể xuất thế. Có thể nói, kim cương tăng trải qua toàn bộ, không thể sao chép, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp nhân duyên quả báo thần hồn của kim cương tăng dục hỏa trùng sinh sau ở minh mông nguyện lực tẩy rửa dưới trực tiếp tấn trước đến ba kiếp giới vương đỉnh phong mà ở trọng tố thân thể trong quá trình kim cương tăng tu vi cảnh giới cũng ở đây dùng một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên liền lâm dịch năm đó tốc độ tu luyện đều có sở không kịp một kiếp giới vương đỉnh phong hai kiếp giới vương lúc đầu trung kỳ đỉnh phong thẳng tuốt đột phá đến ba kiếp giới vương loại này kim cương tăng tu vi cảnh giới mới khó khăn lắm ngừng, cùng lúc đó, một hoàn mỹ không tì vết thân thể trọng tố mà thành, trong suốt trong sáng, không tì vết không cấu. Lần này trở về địa hạ mộ huyệt, kim cương tăng trở thành lớn nhất người thắng. Không chỉ triệt để thoát khỏi phần thân chú uy hiếp, còn ngưng tụ ra sinh tử thể, tương lai thành tựu khó có thể phỏng chừng. Vào giờ khắc này, vô luận là lâm dịch còn là công tôn trác, trong lòng chỉ có mừng rỡ, vui vẻ, không có chút nào đố kỵ cùng mất mát. Tới trước, hai người lấy được chỗ tốt cũng không thiếu. Thứ hai, hai người vốn là tam giới trong thiên tài, ngay cả tiến nhập chư thiên vạn giới trong, cũng xưng đáng yêu nghiệt. Công tôn chắc người mang ngũ hành thể, huyết mạch cũng không phải so tầm thường, ngay cả thật là đối mặt sinh tử thể, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Lâm dịch tình huống càng phức tạp, kinh khủng. Hôm nay, lâm dịch mặc dù là bị ngạn chân thân, nhưng trong tương lai khả năng ngưng tụ ra nhân quả thể, ngoài ra còn có một hỗn độn phân thân, một huyền hoàng thể, ba người nếu là hợp lại làm một, chính là lâm dịch trung cực tình trạng. Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là kim cương tăng còn sống. Cũng không lâu lắm, kim cương tăng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lâm dịch cùng công tôn trác, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia sống sót sau tai nạn vui sướng. Ở kim cương tăng sau khi tỉnh lại, xung quanh hơn 10 vạn bạch cốt khô lâu ngâm tụng thanh âm cũng dần dần thấp trầm xuống. Từng đạo hư ảnh hiện lên ở giữa không trung những thứ này đều là năm đó vạn Phật đại lục trên tăng nhân, hướng về phía lâm dịch bốn người thật sâu cúi đầu, sau đó tiêu tán đầy đất huyệt trong. Từng cổ một khô lâu vỡ nát tan tành tán lạc đầy đất, không còn có bất kỳ khí thức gì ba động. Ai, kim cương tăng thở dài một tiếng, huyết quan tăng nhân nhẹ giọng nói, những thứ này Phật môn đệ tử vãng sinh đi, trước khi đi, bọn họ đã chuộc đi tội ác, không tiếc nuối, coi như là một loại giải thoát. Vừa dứt lời, huyết quan tăng nhân tựa như có cảm giác, nhíu nhíu mày. Cũng không lâu lắm, lâm dịch cũng là thần sắc nhất biến, Cảm nhận được một cổ vô cùng mạnh mẽ, khí tức cuồng bạo đang từ tinh thần bên ngoài chạy nhanh đến. Vạn Phật Đại Lục phía sau màn độc thủ muốn hiện thân. Ba người các ngươi đi thôi, ta còn có thể cho các ngươi ngăn cản một hồi. Huyết Quan Tăng nhân tay áo bảo huy động, trực tiếp đem mặt đất đánh xuyên qua, lộ ra một cái to lớn cái động khẩu. Sau đó, Huyết Quan Tăng nhân mang theo Lâm Dịch bốn người trở về mặt đất. Lâm Dịch híp hai mắt, trầm giọng nói, "Tiền bối, chúng ta hợp lực có thể hay không chém giết người này?" quyển dưỡng hàng tỷ sinh linh, cái hố giết hơn 10 vạn Phật môn tăng nhân, loại này thảm tuyệt nhân hoàn thủ đoạn, đã triệt để khơi dậy lâm dịch trong lòng sát khí. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, huyết quan tăng nhân lắc đầu, đạo các ngươi rời khỏi nơi đây, mau chóng đi Phật giới, tìm kiếm Phật giới cao tăng đến đây, đem cái này vạn Phật đại lục sinh linh chừng cứu ra ngoài. Lúc này, sứ giả khí tức đã càng ngày càng gần, liền kim cương tăng đều cảm thụ được rõ ràng. Tiền bối, còn không biết người năm đó pháp hiệu, Lâm dịch lại hỏi một câu, huyết quan tăng nhân cả người chấn động, trong mắt phảng phất thoáng hiện qua năm đó ở đại hùng bảo điện trong, sư tôn là hắn quy y ban cho số một màn. Người sau này mệnh vận đau khổ, có nhiều kiếp nạn, cũng không biết có thể hay không chịu đựng qua đi, tu thành chính quả, vi sư hôm nay lại ban cho người pháp hiệu, huyền bi. Sư phụ, huyền bi mặc dù không có chịu đựng qua đại kiếp nạn, nhưng trong lòng không hối hận, chưa từng phụ sư phụ năm đó giáo huấn. Huyền bi tăng nhân mặt mỉm cười, than nhẹ một tiếng đi mau chậm thì không kịp huyền bi tăng nhân thở sâu theo trong trí nhớ tỉnh táo lại lớn tiếng dục một câu bay lên trời nhìn huyền bi tăng nhân đi xa thân ảnh kim cương tăng thấp giọng nói đi thôi huyền bi tiền bối nếu nói ra lời nói này sứ giả nhất định vô cùng kinh khủng thủ đoạn không phải so tầm thường tuyệt không phải bọn ta có khả năng lực địch lâm dịch ba người cũng bay lên trời trong nháy mắt lại đi tới tinh thần bên ngoài khi thấy hai người kiếm bạt nỗ trương rằng co trong đó một vị là huyền bi tăng nhân một vị khác cả người tản ra vô cùng nồng nặc thi khí, cho người buồn nôn, hắc bào, tóc đen, có vẻ sắc mặt càng tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm lâm dịch ba người. Ba vị quang lâm ta mộ giới trong, cư nhiên không cùng ta chủ nhân này lên tiếng chào hỏi, thật là có mất lễ phép. Hắc bào nam tử sâu kín nói ra, mộ giới thiếu chủ, lâm dịch ba trong lòng người dùng mình, hàn ân, đã lâu không gặp, huyền bi tăng nhân mặt không thay đổi nói một câu. Hàn ân cười lạnh một tiếng, người cái người chết, không có tư cách nói chuyện với ta, ngươi cho là ngươi khôi phục ý thức, liền có thể đánh với ta một trận. Chương 1726 thoát đi, Huyền Bi tăng nhân lắc đầu, thản nhiên nói, Hàn Ân, ta chẳng bao giờ nghĩ tới muốn đánh với ngươi một trận, bởi vì ngươi đã thua, nghe được câu này, Hàn Ân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi nhọc lòng, muốn đem bần tăng ngao luyện thành thi, hôm nay lại công lao thua thiệt tại vỡ, mấy ngàn vạn năm nỗ lực thất vọng buông xuôi, thân ta dù chết, nhưng trong lòng không tiếc huyền bi thanh âm lộ ra một loại phật môn thần thánh khí thức có thể để cho người tâm thần trở nên linh hoạt kỳ ảo sự yên lặng ha 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 hàn ân cười lớn một tiếng mắt không chấp nhìn chằm chằm huyền bi tăng nhân chậm rãi nói huyền bi người nghĩ rằng ta ngang dọc chư thiên vạn giới nhiều năm như vậy cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn oanh hàn ân đại thủ vỗ một cái túi đựng đồ một ngụm thanh đồng cổ quan đột nhiên bay ra nặng nề lạc ở trên hư không trong phát ra một tiếng kinh hãi nổ bang bang phanh thanh đồng cổ quan mới vừa xuất hiện, lại tản mát ra một cổ tà ác hung ác sát khí, bên trong truyền đến một hồi kịch liệt gõ âm thanh, nắp quan tài rung động, tựa hồ có một đầu tuyệt thế hung ma sắp xuất thế. Ha ha, người đã không thể chờ đợi sao? Hàn ân vỗ vỗ thanh đồng cổ quan, trầm giọng nói, ra đi. Cũng trong lúc đó, huyền bi lớn tiếng nói các người còn không đi. Đi thôi, huyền bi tiền bối nhưng có thể chống đỡ không được bao lâu. Công tôn chắc tựa hồ ý thức được cái gì, thấp giọng nói ra. Lâm Dịch híp hai mắt, đột nhiên lớn tiếng nói: Hàn Ân, người quyển dưỡng hàng tỷ sinh linh, cái hố giết hơn 10 vạn Phật môn tăng nhân, tội ác ngập trời. Hôm nay ngươi nếu không chết, lúc tới ta chắc chắn tay ngươi nhận. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch chụp được túi đựng đồ, tế xuất một chiếc tinh thuyền, đem công tôn chắc cùng kim cương tăng tới phía trên, chuyển thân rời đi. Trước khi rời đi, Lâm Dịch trong lòng nhớ, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy thanh đồng cổ quan trong bò ra ngoài một cái diện mục dử tận tu sĩ một thân huyền sắc trường bào trên vết máu loang lổ, cả người tản ra cho người buồn nôn huyết tinh khí. Lâm dịch ánh mắt ngưng trọng, nếu không phải thi thể này trên đỉnh đầu lộ ra 9 giờ dưới 3, bộc lộ ra hắn khi còn sống thân phận, lâm dịch ở thi thể này trên người, đích thực không cảm giác được mảy may Phật môn tăng nhân từ bi khí tức. Phật môn trong, dùng đỉnh đầu dưới 3 số lượng, đến nhận hắn ở Phật môn trong địa vị. Tu vi cao tăng nhân, nếu là Phật hiệu lĩnh ngộ không đủ, đỉnh đầu dưới ba số lượng cũng sẽ không nhiều lắm, Tương truyền, Phật môn trong, chỉ có Phật tổ đỉnh đầu có 12 giờ dưới 3. Mà giới vương cảnh tăng nhân, dùng 9 giờ dưới 3 số lượng là xa, ngay cả là vạn giới sơn người mang kim cương bất hoại thể tịnh dương tăng nhân, đỉnh đầu cũng chỉ có 8 giờ dưới 3. Huyền bi tăng nhân cùng cái này thanh đồng cổ quan trong tăng nhân, đỉnh đầu đều có 9 giờ dưới 3, có thể thấy được hai vị này tăng nhân năm đó ở Phật môn trong địa vị đều không thấp. Phanh, huyền bi tăng nhân cùng cổ quan tăng nhân đối đầu một quyền, người trước thần sắc nhất biến, đạp 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 ngược lùi lại mấy bước. Huyền bi tăng nhân mượn cùng cổ quan tăng nhân kéo ra khoảng cách, hai tay bóp động pháp quyết, làm ra một cái có chút quái dị pháp quyết, giống như là nữ tử ở cầm hoa. Niêm hoa chỉ, huyền bi tăng nhân nhẹ khiển trách một tiếng, như chuồn chuồn lướt nước vậy, về phía trước nhẹ nhàng nhất chỉ. Hưu, một đạo dáng vẻ sạch hiện lên, đi theo một mảnh xinh đẹp đóa hoa, phá vỡ hư không, chạy hàn ân vội và đi. Đối với mộ giới tu sĩ nhược điểm, huyền bi tăng nhân cũng là rõ như lòng bàn tay hàn ân cười lạnh một tiếng không lùi không tránh cổ quan tăng nhân trực tiếp ngăn ở hàn ân trước người dĩ nhiên cứng rắn dùng thân thể kháng trụ cái này niêm hoa chỉ cổ quan tăng nhân tuy rằng thuộc về lực thi phạm trù nhưng bởi vì phương pháp luyện chế đặc thù đối với phật môn đại đa số pháp thuật cũng sẽ miễn dịch lúc này lâm dịch đám người đã rất xa ly khai vạn phật đại lục ánh mắt nơi tận cùng cũng chỉ có thể mơ hồ thấy hai cái thân ảnh tránh kích liệt chém giết va chạm đi thôi sớm một chút đi Phật giới, tìm kiếm cao tăng đến đây mới điều quan trọng nhất. Công tôn chắc nhìn ra, lâm dịch thần sắc ngưng trọng, tựa hồ tâm sự nặng nề. Lâm dịch trầm giọng nói, huyền bi tiền bối khí huyết, đại đa số từ lâu dùng để tẩy rửa ba người chúng ta huyết mạch, hôm nay chiến lực giảm mạnh, rõ ràng không phải là cổ quan tăng đối thủ của người, hắn sợ là kéo không được bao lâu. Ý tứ của ngươi, công tôn chắc nhíu nhíu mày, một hồi nếu là hàn ân truy sát đến, ta xuất thủ ngăn chặn hắn, các ngươi đi trước, không muốn trần chờ. Lâm dịch ánh mắt chấp động, sát ý cuộn trào mãnh liệt. Không đợi công tôn chắc khuyên bảo, lâm dịch lại nói yên tâm, ta có kỳ môn độn giáp thuật, tại đây chư thiên vạn giới trong, nếu là ta muốn chạy trốn, giới vương cảnh không người có thể ngăn cản ta. Những lời này có vẻ vô cùng hung hăng càn quấy, nhưng ở lâm dịch trong miệng nói ra, lại nghe đến rất là tự nhiên. Từ lúc vạn giới sơn thời điểm, lâm dịch lại rõ ràng, một khi hắn tấn trước đến sáu kiếp giới vương, có thể phóng xuất ra kỳ môn độn giáp, ở giới vương cảnh không nói ngang dọc vô địch, nhưng tự bảo vệ mình có thừa. Ầm ầm, vừa dứt lời, ở phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ. Dù có từ lâu rời xa vạn Phật đại lục, thanh âm này truyền vào lâm dịch ba người bên tai, vẫn có vẻ vô cùng rõ ràng. Trên tinh thuyền, ba người trong mắt đều xẹt qua một cái bi thương sắc. Huyền bi tiền bối lựa chọn tự bảo, đã bỏ mình. Kim Cương Tăng thở dài một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, mặc niệm vãng sinh nguyền rủa. Ba người rõ ràng huyền bi tiền bối ngã xuống, muốn không được bao lâu, hàn ân liền sẽ truy sát đến. Chỉ cần không có đến Phật giới, bọn họ tùy thời đều có chết nguy cơ. Nhưng vào lúc này, trước mặt đột nhiên xuất hiện đội một âm khí xâm xâm mộ giới tu sĩ, ước chừng có 100 người, một người cầm đầu tu vi cảnh giới là cửu kiếp giới vương. Trước mặt người phương nào, dẫn đầu cửu kiếp giới vương hướng phía lâm dịch bọn người hét lớn một tiếng. Lâm dịch ba người bộ dạng cùng mộ giới người trong không hợp nhau, một nhìn liền không thuộc về mộ giới, cái này hơn 100 vị mộ giới tu sĩ đều theo trong túi đựng đồ tế suốt một ngụm quan tài, sắc mặt bất thiện. Lâm dịch hai mắt híp một cái, thấp giọng nói các ngươi đi trước, ta một hồi lại chạy tới. Đối mặt hơn 100 vị mộ giới tu sĩ, tinh thuyền tốc độ không giảm, trái lại dùng càng hung mãnh khí thế vào tới. Lâm dịch nhảy xuống, thân hình lóe ra, thẳng đến dẫn đầu cửu kiếp giới vương nhào tới. Muốn chết, mộ giới cửu kiếp giới vương ý thức được lâm dịch tu vi chỉ có 6 kiếp giới vương, không khỏi suy cười một tiếng, căn bản cũng không có đụng tới thi thể, bay thẳng đến lâm dịch nginh đón. Chiến, lâm dịch bỗng nhiên há mồm, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng hô. Oanh, cửu kiếp giới vương như bị sét đánh, cả người run lên, chỉ cảm thấy trong đầu ông một cái, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Không đợi phản ứng kịp, người này liền cảm giác trước mắt một đen, một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi vào trên đỉnh đầu của hắn. Phốc, huyết quang tung tóe, mộ giới cửu kiếp giới vương phơi thây tại chỗ. Lâm dịch một trưởng vỗ chết một vị cửu kiếp giới vương, dẫn tới hơn trăm vị mộ giới tu sĩ một mảnh ổ lên, trận cước đại loạn. Dùng lâm dịch hôm nay chiến lực, nếu là đúng trên có cửu đại thể chất tám kiếp giới vương, cửu kiếp giới vương, có thể không phải là đối thủ, nhưng đi qua huyền bi tăng nhân huyết mạch tẩy rửa sau, dù có chính diện cứng rắn và chạm thông thường cửu kiếp giới vương, cũng có thể chiếm thượng phong. Huống chi, đối thủ không rõ ràng lắm lâm dịch thủ đoạn, khinh thị lơ là dưới, bị giết trở tay không kịp, Lâm dịch tốc độ không giảm, một trường chết rơi đối phương, trực tiếp đụng vào hơn trăm người trong, một chút mộ giới tu sĩ phản ứng hơi chậm, bị lâm dịch dùng cường đại thân thể, tại chỗ đụng phải tứ phân ngũ liệt, cụt tay cụt chân bay múa đầy trời. chương 1727, ám sát, lâm dịch lúc này đây xuất thủ, trực tiếp đem trong đám người đối với hắn uy hiếp lớn nhất cửu kiếp giới vương chém giết, còn lại tuy có mấy vị bát kiếp giới vương, bảy kiếp giới vương cũng đã không đủ gây cho sợ hãi. Một vị bát kiếp giới vương nắp quan tài mới vừa sốc lên, lại bị lâm dịch một cước đạp lạc, một lần nữa đắp lên. Trong quan tài thi thể liên tục giấy ruộng, va chạm, muốn xông đi ra bên ngoài, đại khai sát giới, lâm dịch phất tay một quyền, đem người này đầu đánh nát. Mộ giới tu sĩ bản thể rơi xuống và bị thiêu cháy, trong quan tài thi thể cũng nhất thời mất động tính. Tương tự chính là một màn liên tiếp phát sinh, rất nhiều mộ giới tu sĩ căn bản cũng không kịp tế xuất thi thể, bản thể lại bị đả kích chí mạng, phơi thây tại chỗ. Lâm dịch trước một bước theo trên tinh thuyền nhảy xuống, xông vào trong đám người, giết được mộ giới tu sĩ giải tán lập tức. Tinh thuyền tốc độ không giảm, một sông mà qua, trước mặt gần như không có có bất kỳ cản trở, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền bị lâm dịch dọn dẹp ra một cái trống không khu vực. Sau đó, lâm dịch lại lần thứ hai nhảy lên tinh thuyền, hóa thành một đạo lưu quang, vội và đi. Tất cả quá trình phát sinh quá nhanh, vẫn có một chút mộ giới tu sĩ theo bản năng chạy trốn, chờ mọi người phản ứng kịp thời gian, Lâm Dịch ba người đã tiêu thất tung tích. Lâm Dịch rất rõ ràng ba người tình cảnh, muốn đem cái này đội một mộ giới tu sĩ toàn bộ chém giết, ngược lại cũng không khó sự tình, nhưng nơi đây chính là mộ giới, phía sau còn có mộ giới thiếu chủ truy sát, ba người không thích hợp dừng, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi mộ giới mới là vô cùng cấp bách việc. Ba người cưỡi tinh thuyền, ở mộ giới trong một đường bay nhanh, cũng không biết trải qua bao lâu, trước mặt xuất hiện giới diện thành lũy. Ba trong lòng người vui vẻ, vội vã điều khiển tinh thuyền đụng tới cùng lúc đó ba người phía sau vào tới một cổ vô cùng điên cuồng hung tàn khí tức đang nhanh chóng tới gần ba cái tiểu bối các người muốn chạy trốn tới kia lâm dịch ba người nhìn lại chỉ thấy xa xa có một đạo hắc mang chính nhanh như điện chấp tới hàn ân ngồi ở một ngụm đen kịt quan tài trên đã đuổi theo miệng quan tài tạo hình có chút đặc biệt chiếc bưng bén nhọn ở trên hư không trong phi hành có thể rất tốt giảm thiểu trở ngại lâm dịch híp hai mắt hàn quang lóe ra đại khái suy đoán một phen Hàn Ân tốc độ rất nhanh, dựa theo cái này xu thế xuống phía dưới, sợ rằng ba người không đợi tiến nhập Phật giới, liền muốn bị Hàn Ân đuổi theo. Phanh, ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc, lâm dịch ba người phá tan mộ giới giới diện thành lũy, một cổ chư thiên vạn giới độc hữu chính là minh mông khí tức đập vào mặt, để cho ba người tâm trong nhiều một tia ấm áp. Ở mộ giới trong, khắp nơi đều tràn đầy âm lãnh, tĩnh mịch, vô cùng áp lực. Loại cảm giác này, thẳng đến tiến nhập chư thiên vạn giới trong, khôn ngoan có giảm bớt. Lâm dịch trực tiếp theo trên tinh thuyền nhảy xuống, chỉ một cái phương hướng, trầm giọng nói, các ngươi đi trước, một đường thẳng được, là có thể đến Phật giới. Ba người đã sớm thương nghị tốt cái kế hoạch này, công tôn chắc cùng Kim Cương Tăng cũng không do dự. Tương lai tái kiến, công tôn chắc nói một câu, lại thôi động tinh thuyền nhanh chóng rời khỏi. Lâm dịch một lần nữa theo trong túi đựng đồ tế xuất một chiếc tinh thuyền, lái đi tới xa xa, đột nhiên quay lại đầu thuyền, hướng phía mộ giới trong hàn ân đụng tới. Hàn Ân mới vừa phá vỡ giới diện thành lũy, một chiếc to lớn tinh thuyền lại trước mặt đánh tới, tốc độ cực nhanh, một cái bạch sam tu sĩ đứng ở phía trên điều khiển, trong mắt bắt đầu khởi động điên cuồng. "Đây, cùng ta liều mạng." Hàn Ân khóe mắt một hồi kinh hoàng, lại cũng không kịp rất nhiều, vội vã bỏ qua dưới thân quan tài, bay lên không, hướng một bên nhanh chóng đi. Ở cấp tốc dưới, tinh thuyền cùng tinh thuyền trong lúc đó va chạm, sẽ sản sinh vô cùng kịch liệt kinh khủng nổ tung. Hai người tinh thuyền đẳng cấp cũng rất cao trong nháy mắt sinh ra lực lượng, rất khả năng hủy diệt cửu kiếp giới vương, Hàn Ân cũng không dám khinh thường. Ân, ngay Hàn Ân theo quan tài trên thoát đi trong nháy mắt, trong lòng báo động chợt nhanh chóng. Hàn Ân nói không rõ cái này nguy cơ đến từ chính nơi đó, càng không xác định cái này nguy hiểm là hay không tồn tại, nhưng nhiều năm trước tới nay sinh tử chém giết kinh nghiệm, hãy để cho hắn làm ra xa phản ứng nhanh. Hô, nhưng vào lúc này, Hàn Ân phía sau hiện ra một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh, quần áo bạch sam, tóc đen phiêu động, hai tròng mắt tản ra lành lạnh sát ý, đúng là lâm dịch. Trên tinh thuyền thân ảnh, chỉ là lâm dịch một đạo hóa ngoại phân thân. Còn chân chính lâm dịch, từ lâu mượn già thần phi phong, dự đoán ra hàn ân né tránh tuyến đường, trước một bước mai phục tại chỗ đó, tùy thời nhi động. Lâm dịch cũng rõ ràng, dùng trước mắt hắn tu vi cảnh giới cùng tình trạng, chính diện cứng rắn va chạm, chỉ sợ không phải là đối thủ của hàn ân. Bởi vì thời gian vội vàng, lâm dịch chuẩn bị được không nhiều lắm, chỉ có thể lợi dụng hóa ngoại phân thân cùng giả thần phi phong bố trí ra như vậy một cái giết trận. Nhìn như giản đơn, nhưng khắp nơi đều tràn đầy tính toán. Oanh, lâm dịch tuột tay chính là một cái phiên thiên ấn, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vứt hướng hàn ân đầu. Lần này thế lớn lực nặng phiên thiên ấn đập xuống, khắp hư không đều xảy ra biến hình, có hơi sụp đổ. Lâm dịch dám khẳng định, ngay cả là lạc cổ, lý mạc đến đây, đầu cũng tuyệt đối gánh không được đã biết một chiêu, tại chỗ sẽ bị đập đến tứ phân ngũ liệt nhưng ngay lâm dịch xuất thủ trước mắt hàn ân dĩ nhiên cưỡng ép dừng lại nguyên bản né tránh tuyến đường đột nhiên về phía trước bước một bước chính là cái này kém một bước để cho lâm dịch nguyên bản phải đập trúng hàn ân đầu phiên thiên ấn nặng nề rơi vào hàn ân sau lưng của trên phanh không có phát ra huyết nhục va chạm thanh âm trái lại truyền đến một cái như đánh bại cách âm thanh lâm dịch bàn tay va chạm vào hàn ân phía sau lưng trong nháy mắt cũng rõ ràng cảm thụ được hàn ân mặc trên người nhất kiện phòng ngự hộ giáp hơn nữa đẳng cấp không thấp Đáng tiếc, Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thân là một cái cường đại giới diện thiếu chủ, không có một cái là dễ dàng hạng người, muốn mượn ngoại lực, tính toán đem đánh bại có thể có thể, nhưng thật muốn muốn chém giết đối phương, lại khó như lên trời. Vạn giới sơn trước, Lâm Dịch cái hố giết lạc cổ thời điểm cũng là như vậy. Trên thực tế, nếu để cho Lâm Dịch nhiều một chút thời gian bố trí ra một chút trận pháp, phối hợp hóa ngoại phân thân, gia thần phi phong, chưa hẳn thì không thể đem Hàn Ân cái hố giết. Nhưng hôm nay Hàn ân cái kia nguy cơ bén nhạy khứ giác cùng trên người của hắn hộ giáp, cứu hắn một cái mạng. Phiên thiên ấn tuy rằng bị hàn ân dùng hộ giáp cứng rắn thừa nhận rồi, nhưng người sau cũng tuyệt không dễ chịu. Lâm dịch nhân cơ hội này, liền muốn lấn người mà lên, bộc phát ra một hồi cuồng phong mưa rào vậy thế tiến công. Lâm dịch rất rõ ràng, một khi để cho hàn ân triệu hoán thi thể là hắn tác chiến, hắn lại khó hơn nữa chém giết người này. Nhưng lâm dịch một chân mới vừa bước ra ngoài, trước mắt lại đột nhiên hiện ra một cái đen kịt quang mang, âm lãnh quỷ dị tản ra một cổ làm người sợ hãi khí tức t tại đây một cái quang mang trước mặt lâm dịch thần sắc đại biến theo bản năng lui về phía sau đâm rồi vài vóc xé rách chi tiếng vang lên lâm dịch nhíu nhíu mày may là lâm dịch phản ứng nhanh chóng vẫn đang chậm một bước không kịp thu già thần phi phong lại bị đạo tia sáng này trực tiếp xé thành hai nửa già thần phi phong cùng lâm dịch hơn trăm năm lập được không ít công lao hôm nay lại hủy ở mộ giới thiếu chủ tay trong Sơ ý, Lâm Dịch hít sâu một hơi, nắm chặt tay. Lúc nãy vẫn là Hàn Ân ở về phía trước tránh né đồng thời, trở tay về phía sau chém ra một cái ám chiêu. Nếu không phải Lâm Dịch trốn tránh đúng lúc, sợ rằng trên người đều phải thêm trên một vết thương. Lâm Dịch híp hai mắt, không có hành động thiếu suy nghĩ, cường đại linh giác nói cho hắn biết, Hàn Ân trong tay cầm không phải là nhất kiện tầm thường binh khí. Chương 1728, Tuyệt mệnh bút. Hàn Ân cứng rắn thừa nhận rồi Lâm Dịch một chiêu phiên thiên ấn, ngay cả có hộ giáp bảo hộ, hắn cũng cũng không tốt qua. Hàn ân bỗng nhiên chuyển thân, sắc mặt trở nên càng tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia đỏ thắm vết máu. Ngay lâm dịch tiếc hận không có thể một chiêu chết rơi Hàn ân thời điểm, người sau tâm lý, lại từ lâu nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Hàn ân trên người hộ giáp, là sư tôn của hắn tự mình luyện chế, tặng cùng hắn đỉnh cấp phòng ngự chi khí. Sư tôn của hắn từng nói qua, ngay cả là cửu kiếp giới vương toàn lực một kích, cũng chưa chắc có thể công phá cái này hộ giáp phòng ngự. Nhưng hôm nay, lâm dịch một cái phiên thiên ấn, lại đem hàn ân hộ giáp, đập ra một đạo liệt ngân. Không chỉ như vậy, phiên thiên ấn cái này cương mãnh không chú lực lược, bị hộ giáp triệt tiêu hơn nửa, vẫn có một phần nhỏ dũng mãnh vào đến hàn ân trong cơ thể, để cho hắn nội phủ bị chấn động không nhỏ. Gần như có thể tưởng tượng, lúc nãy nếu là không có cái này hộ giáp chống đỡ, hàn ân thân thể trong nháy mắt sẽ bị lâm dịch vỗ tứ phân ngũ liệt, ngay cả hắn có nhất thân mạnh đại thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể tránh được lâm dịch truy sát rất tốt người rất tốt hàn ân ánh mắt lạnh lùng cắn răng nghiến lợi nói ra không chỉ xông vào mộ giới trong phá hư đại sự của ta còn muốn giết ta thật là thật can đảm lâm dịch không nói lời nào chỉ là nhìn chằm chằm hàn ân trong bàn tay binh khí như có điều suy nghĩ đó là gốc rễ một thước dài ngắn to bằng ngón tay thiết côn khắp cả người đen kịt một mặt sắc bén chợt một nhìn ngược như là một cây bút lông lúc nãy hủy diệt già thần phi phong chính là cây thiết côn này. cái này nhìn như không tầm thường chút nào thiết côn trên tản ra từng đợt làm người sợ hãi khi tức, vô cùng kinh khủng. ha ha, Hàn Ân khẽ cười một tiếng, giơ giơ lên trong tay thiết côn, thản nhiên nói: người ngược cũng có chút kiến thức, cư nhiên nhận ra cái này cây bút lai lịch. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nghĩ tới sáu đại tiên thiên trí bảo trong nhất kiện bút hình dạng binh khí, tuyệt mệnh bút, Lâm Dịch ánh mắt lóe ra, thử dò xét hỏi một câu. không sai. Hàn ân ngạo nghễ nói, chắc chắn ngươi cũng nghe qua tuyệt mệnh bút danh tiếng, tuyệt mệnh bút dưới, tất có vong hồn. Có tuyệt mệnh bút nơi tay, hôm nay ngươi chắp cánh mà khó thoát. Ai cũng không nhất định, lâm dịch giọng nói thản nhiên, có kỳ môn độn giáp trong người, hắn thật đúng là không có đem Hàn ân uy hiếp không coi vào đâu. Bị ngạn chân thân, Hàn ân khẽ di một tiếng, nhìn lâm dịch ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng cực nóng, tự lẩm bẩm, người cái này đủ thân thể cũng không sai. Nếu là đem ngươi bắt giữ, cũng có thể bù đắp ta cái này tổn thất. Đi đem hắn cho ta bắt giữ, nhìn vạn cẩn thận, không muốn đả thương tính mạng hắn. Hàn ân vỗ xuống bên cạnh thanh đồng cổ quan, nắp quan tài xốc lên, trước kia cùng huyền bi tăng nhân chém giết tăng nhân lần thứ hai nhảy ra ngoài, sát khí tận trời, diện mục dữ tợn, hướng về phía lâm dịch phát ra một tiếng gào thét. Thùng thùng đông, cổ quan tăng nhân bỏ qua đi nhanh, đạp lạc ở trên hư không trong, phát ra một hồi lôi động đại cổ buồn bực, đi tới lâm dịch trước người không chút nào làm bộ, trực tiếp một quyền đập tới mang theo một cổ nồng đậm huyết tinh khí lâm dịch trong mắt xẹt qua một cái hết sạch thân hình phiêu động trong nháy mắt tránh được cổ quan tăng nhân một quyền nhưng thi thể này tựa hồ có linh trí phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng cất bước tiến lên bất đồng chiêu thức dùng hết lần thứ hai vào tới cùng lâm dịch cận thân chém giết cổ quan tăng nhân thuộc về lực thi một loại khổ sở nhất dây dưa lực thi toàn thân không có chút nào sơ hở lì lợm nước lửa bất xâm lại thêm lực lớn vô cùng cùng lâm dịch cận thân chém giết, lâm dịch cũng không có biện pháp chút nào. Coi như lâm dịch cận chiến kỹ xảo cao minh, có thể sáng tạo ra rất nhiều cơ hội bắn chúng cổ quan tăng nhân, cũng vô pháp phá vỡ hắn cường đại phòng ngự. Đối phó loại này lực thi, hoặc là đem hàn ân chém giết, hoặc là đem thi thể này đánh nát, tuyệt vô con đường thứ hai có thể chọn. Lâm dịch thần sắc bình tĩnh, chỉ là liên tục cùng cổ quan tăng nhân dây dưa, bằng vào cường đại linh giác, quỷ thần khó lường hỗn độn thuật tận lực trì hoãn thời gian. Một phen tranh đấu xuống tới, cổ quan tăng nhân bị lâm dịch bắn trúng vài cái, hồn nhiên chưa phát sát ra, mà lâm dịch cũng là lông tóc không tổn hao gì. Ân, Hàn Ân dần dần cảm thấy không thích hợp, trước mắt cái này sáu kiếp giới vương hiển lộ ra thủ đoạn cùng chiến lực, đã xa xa vượt qua cái khác sáu kiếp giới vương, hắn huyết mạch tuy rằng thuộc về hoa giới, nhưng nhất thân thủ đoạn, lại dung hợp cổ giới, đạo giới, Phật giới công pháp bí thuật, có thể nói nghịch thiên. Người đến tột cùng là nhân, Hàn Ân đại nhíu, thậm chí trong đầu hiện ra một cái cổ quái ý niệm trong đầu người này không phải là hoa giới cổ giới đạo giới phật giới liên thủ bồi dưỡng được một cái yêu nhiệt đi ngay hàn ân tâm thần hơi có phủ động trong nháy mắt bên tai truyền tới một thanh âm lạnh như băng giết người là ngươi lâm dịch trong mắt quang mang đại thịnh nhẹ khiển trách một tiếng huyễn ảnh cửu biến hô cuồng phong phất qua ở trên hư không trong đột nhiên nổi lên chín đạo cùng lâm dịch thân ảnh giống nhau như đúc tạo thành một vòng tròn xa nhất thân ảnh liền sau lưng hàn ân Ảo thuật, Hàn Ân trong lòng dùng mình, cách đó không xa cổ quan tăng nhân trực tiếp đem đối diện, lâm dịch, một quyền đánh nát, nhưng huyễn ảnh cử biến xa chỗ cường đại, ngay vô cửu đạo thân ảnh có thể tùy thời cắt. Lâm dịch sớm có thể thoát khỏi cổ quan tăng nhân, sở dĩ lựa chọn cùng chi dây dưa, liền là muốn trì hoãn thời gian, đợi công tôn chắc cùng kim cương tăng triệt để rời xa nơi đây. Mà hôm nay, coi như Hàn Ân đuổi theo đuổi hai người, chỉ sợ cũng muốn vô ích mà lui. Quấn Lâm dịch lợi dụng huyễn ảnh cửu biến, đi tới hàn ân phía sau, hai tay mỗi bên bấm pháp quyết, trong thức hải bị ngạn hoa hồn nhẹ nhàng lay động. Ngay hàn ân dưới chân của, không có cơ sở sinh trưởng ra từng cây một tráng kiện cây tử đằng, đầy kinh thức thẳng đến hàn ân thân thể quấn đi tới. Cùng lúc đó, lâm dịch chân đạp thất tinh, trong tay pháp quyết lần thứ hai biến hóa, phóng xuất ra đạo giới bí thuật thất tinh chi liêm. ầm ầm trên bầu trời đột nhiên hiện ra bảy khối ngôi sao to lớn, lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ có một loại không rõ liên hệ, hợp thành một cái tựa như lưỡi hái đồ án, cùng lâm dịch thất tinh bộ diêu tương chiếu giỏi. Cuối cùng, tầng tầng lớp lớp lực lượng đổ vào cùng một chỗ, ở lâm dịch trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một thanh đằng đằng sát khí màu tím liêm đao. Chém, lâm dịch hét lớn một tiếng, hai mắt trừng trừng, huy động màu tím liêm đao, thẳng đến hàn ân đầu vạch tới. Cách đó không xa cổ quan tăng nhân cũng ở đây hướng nơi đây bay nhanh, nhưng lại dĩ nhiên không kịp, lợi dụng nguyễn ảnh cử biến, Lâm Dịch thành công sáng tạo ra cùng Hàn Ân bản thể đơn đả độc đấu cục diện. Muốn chết, Hàn Ân thân thể bị màu tím dài đằng quấn, thân sắc lại chấn định như thường, cả người bắn ra ra một cổ cho người buồn nôn thi khí, liền tử kinh dài đằng cùng chi đụng chạm, cũng dần dần uể oải xuống phía dưới. Chết, Hàn Ân đột nhiên huy động trong tay tuyệt mệnh bút, hướng về phía Lâm Dịch, ở trên hư không trong viết xuống một cái to lớn, chết chữ. Ở tuyệt mệnh bút ngòi bút, tràn ra một luồng tĩnh mịch hắc khí, một cái chết chữ dĩ nhiên trở nên ngưng thật rất nặng tản ra từng đợt khí thức kinh khủng ân lâm dịch đột nhiên sắc mặt đại biến kêu lên một tiếng biểu hiện ra lâm dịch thân thể không có bị tổn thương chút nào nhưng ở trong thức hải bị ngạn hoa hồn xung quanh lại dính vào tầm một hủy diệt tính vẻ lo lắng bị ngạn hoa một hồi lay động kịch liệt nhiều lần tản mát ra một đoàn đoàn xương mù lực lượng quang vựng ngăn trở cái này của vẻ lo lắng gặm nhấm bị ngạn hoa hồn lần đầu tiên hướng lâm dịch truyền lại ra một loại kinh hoàng tâm tình sợ hãi. Tuyệt mệnh bút, đối tượng lại là tu sĩ thần hồn. chương 1729, Vạn Kiếm Tinh. Lâm dịch trong thức hải, trừ tử bách thánh tràn ngập chính khí thanh âm vang lên, Phật môn bốn bộ kinh thư phạm âm cũng bắt đầu quanh quẩn không dứt phối hợp bị ngạn hoa hồn lực lược, lược, tài khó khăn lắm đem tuyệt mệnh bút khí thức làm hao mòn hầu như không còn. Ngay cả như thế, lâm dịch bị ngạn hoa hồn cũng huệ oải rất nhiều. Lâm dịch trong lòng kinh hãi, sợ, nếu không phải trước kia dưới đất mộ huyệt trong, lâm dịch đem thần hồn cảnh giới để thăng tới cửu kiếp giới vương lại được vãng sinh kinh tương trợ chỉ là tuyệt mệnh bút một lần công kích hắn sẽ chết ở chỗ này hàn ân vốn tưởng rằng mượn tuyệt mệnh bút đủ để một chiêu đem lâm dịch chém giết nhưng không nghĩ tới lâm dịch thân hình chỉ là lung lay nhoáng lên dĩ nhiên lại đứng lại ở giữa không trung chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt làm sao có thể hàn ân trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc tuyệt mệnh bút đối tượng chính là tu sĩ thần hồn dùng hắn cửu kiếp thần hồn của giới vương lực mượn tuyệt mệnh bút, coi như đối phương là cửu kiếp giới vương, cũng không nhất định có thể chịu đựng lúc này đây công kích. Lâm dịch biểu hiện ra bất động thanh sắc, trong đầu lại đang nhanh chóng chuyển ý niệm trong đầu, dùng hắn hôm nay tình trạng, căn bản không kiên trì được bao lâu. Hàn ân có sáu đại tiên thiên trí bảo một trong tuyệt mệnh bút tương trợ, như tiếp tục dây dưa tiếp, hắn trái lại có thể ngã xuống nơi này. Đi qua một hồi này trì hoãn, Lâm Dịch tin tưởng Hàn Ân lúc này lại đuổi theo giết công tôn chắc hai người, đã không kịp hắn nếu có thể bình yên thoát đi nơi đây, coi như vạn sự đại cát. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, Hàn Ân, không cần tiến. Ngăn hắn lại cho ta, Hàn Ân nhận thấy được Lâm Dịch đi ý, ý niệm khẽ động, cổ quan tăng nhân khí thế hung hăng giết hướng Lâm Dịch. Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, hai tay liên tục biến hóa pháp quyết, đầu ngón tay bắn ra ra từng đạo lưu quang, tiến vào trong hư không. Oanh, 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 liên tục bát tiếng nổ, ngay lâm dịch xung quanh không có cơ sở hiện ra bát cái cửa đá thật to, chậm rãi xoay tròn, sau đó ở lâm dịch dưới sự khống chế, đột nhiên đụng vào nhau. ầm ầm bát môn hợp nhất, kỳ môn hàng lâm, hàn ân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, cắn răng nói kỳ môn độn giáp. Dùng hàn ân kiến thức, dĩ nhiên là rõ ràng kỳ môn độn giáp cường đại. Nhưng coi như là ở đạo giới trong, cũng chưa nghe nói qua, có giới vương cảnh tu sĩ tu luyện thành kỳ môn độn giáp, hàn ân thật là vô pháp lý giải một cái có hoa giới huyết mạch nhân làm sao có thể tu luyện thành loại này đạo giới bí thuật bát môn hợp nhất ngưng tụ ra một tòa càng rất nặng cứng rắn cửa đá toàn thân đều tản ra một loại thê lương phong cách cổ xưa khí tức cổ quan tăng nhân trước mắt sẽ đánh lên lâm dịch giữa hai người lại đột nhiên nhiều một tòa cao vót cửa đá phanh cổ quan tăng nhân đụng phải trên cửa đá phát ra một tiếng to lớn buồn bực cổ quan tăng nhân cua cua đầu rút lui vài bước cửa đá nhưng mà một hồi kịch liệt run rẩy. Lâm dịch cười lạnh một tiếng, không trần chờ nữa, thân hình lóe lên, tiến vào trong kỳ môn, trong nháy mắt biến mất. Chờ cổ quan tăng nhân đang muốn lại đụng, trong hư không cửa đá đã ẩm ầm tán loạn. Nếu không phải lâm dịch tu vi cảnh giới không đủ, hắn hoàn toàn có thể mượn trong kỳ môn không gian đường hầm, đem cổ quan tăng nhân dẫn vào trong đó, tại đây hủy diệt hàn ân của thi thể này. Nhưng lâm dịch dự đoán một cái, dùng cổ quan tăng nhân thân thể kinh khủng cường độ, coi như không có độn giáp hộ thân, tiến nhập cái này trong kỳ môn, cũng chưa chắc sẽ phải chịu bao nhiêu bị thương. Như là không cách nào hủy diệt cổ quan tăng nhân, bị hắn xâm nhập hoa giới trong, sợ là lại muốn khiến cho một hồi tai họa. Không gian đường hầm trong, lâm dịch mặt ngoài thân thể, nhanh chóng hiện ra nhất kiện áo giáp, phía trên hiện đầy tinh mịn phức tạp ký hiệu, lóe ra trong suốt thần bí quang mang, bao phủ lâm dịch. Không gian đường hầm một chỗ khác, chính là hoa giới trong tử kinh tinh. Lúc này đây không có ngoại lực quấy dày, lâm dịch độn giáp lại thành công thả ra ngoài, kỳ môn độn giáp truyền tống cũng sẽ xảy ra hiện ngoài ý muốn. Sáu đại tiên thiên trí bảo, lâm dịch đã thấy thứ ba, theo thứ tự là khai thiên phủ, vô lượng trà cùng tuyệt mệnh bút. Mặt khác ba món là ảo diệt kiếm, mâm long tác cùng thái hư thánh bảo. Mà tiêu tan kiếm ngay kiếm giới trong, lâm dịch ở trong khoảng thời gian ngắn chưa hẳn có thể nhìn thấy, nhưng bản tôn lại có cơ hội. Không biết bản tôn ở bên kia thế nào, lâm dịch trong lòng thầm nghĩ. Lâm Dịch cùng Bản Tôn mặc dù không có cắt đứt liên lạc, nhưng Bản Tôn ở kiếm giới trong đến tột cùng đã trải qua chuyện gì, Lâm Dịch lại không được biết. Lâm Dịch chỉ là rõ ràng, Bản Tôn tạm thời không việc gì, không có gì nguy cơ. Kiếm giới, Vạn Kiếm Tinh, kiếm giới trung tâm nhất ngôi sao, chỉ có đứng đầu nhất tu sĩ, tài có tư cách ở phía trên có một chỗ ngồi. Nơi đây bản nguyên lực vô cùng dày đặc, tràn đầy vô cùng vô tận phong mang, thích hợp nhất kiếm tu tu luyện. Kiếm giới cho tới bây giờ liền không thiếu hụt tranh chấp đương nhiên đây chỉ là chúa tể cấp cường giả dưới tu sĩ trong lúc đó tranh đấu gay gắt đối với kiếm giới chúa tể cấp cường giả mà nói tuy rằng ở vào bất đồng gia tộc nhưng cũng không có thâm cửu đại hận gì nếu là phát sinh giới diện tranh đấu kiếm giới tuyệt đối sẽ đoàn kết cùng một chỗ hơn nữa chúa tể cấp cường giả đối với giới vương trong lúc đó tranh đấu vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt ở vào ngầm đồng ý tình trạng kiếm tu nhất định phải có phong mang có phong mang liền khó tránh khỏi phải có tranh đấu chỉ có đang không ngừng chém giết, tranh đấu trong, tài có thể sinh ra cường giả chân chính. Kiếm giới trong, có hai cái lớn nhất gia tộc, Lý Gia cùng Lộ Gia. Bởi vì hơn một ức năm qua, Lộ Gia Thủy Trung không có sinh ra huyền hoàng thể, ở vạn kiếm tinh trên, vẫn luôn được Lý Gia đẻ ép một đầu. Loại tình huống này thẳng tuốt rằng có rất nhiều năm, thẳng đến trước đó vài ngày, Lộ Gia Lộ Vân mang theo một vị sáu kiếp kiếm tu theo vạn giới sơn chạy về. Lâm Vũ, một cái tên xa lạ, xông vào kiếm giới trong, đưa tới không nhỏ cơn sóng. Nguyên nhân không ngoài nơi này thể chất của con người, huyền hoàng thể. Nguyên bản, ở lúc này đây kiếm giới thiếu chủ nhân tuyển trong, kiếm giới chỉ có lý mà có tư cách này. Cửu kiếp giới vương, huyền hoàng thể, gần như không có có bất kỳ huyền niệm gì. Nhưng hôm nay, bản tôn xuất hiện, lại làm cho kiếm giới thiếu chủ tranh đấu xuất hiện một tia biến số. Đương nhiên, ở đại đa số kiếm tu trong mắt, cái này biến số cũng không lớn. Đều là huyền hoàng thể, một là sáu kiếp giới vương, một là cửu kiếp giới vương, tranh lệch quá mức rõ ràng. Lúc đầu, còn có một chút lý ra kiếm tu trong lòng không phục, trước tới khiêu chiến. Nhưng mấy trận tranh đấu xuống tới, những thứ này kiếm tu toàn bộ bị thua, ngay cả là bắt kiếp kiếm tu, cũng vô pháp ở bản tôn tay trong chống nổi 10 chiêu. Bị thua người, không chết cũng bị thương, nếu không phải người khác cứu, sợ rằng không ai sống sót. Bản tôn lạnh lùng dị thường, xuất thủ mạnh mẽ, không nói tình cảm. Ngay sau đó, vạn giới sơn đánh một trận dần dần ở kiếm giới trong truyền lưu ra, tới cửa khiêu chiến kiếm tu lại thiếu rất nhiều. Một hồi huyết chiến, tử thương vô số, thận trọng phỏng trừng, có ít nhất 10 vạn tên giới vương bỏ mạng ở vạn giới sơn dưới chân. Có thể theo loại trình độ đó thì sơn huyết hải trong sống đi ra nhân, há là dễ dàng hàng người. Đến vạn kiếm tinh một tháng sau, bản tôn được an trí ở một chỗ trong nhà, tuy rằng vẫn luôn ở cung cấp nguyên thạch tu luyện nhưng nhưng vẫn không có kiếm giới người chủ sự đến đây gặp lại đổi thành người khác, được lượng ở chỗ này một tháng, sợ rằng từ lâu tâm thần đại loạn, chung quanh hỏi thăm tình huống. Nhưng bản tôn chặt đức thất tình lục dục, căn bản sẽ không có bất kỳ nôn nóng đích tình tự, ở kiếm giới trong, chỉ là lợi dụng chung quanh vô tận kiếm khí cùng liên tục liên tục nguyên thạch tiếp tế tiếp viện, đến để thăng tu vi cảnh giới. Một ngày này, ngoài cửa tới một vị khách không mời mà đến. Người ngược lại trầm trụ khí, Lý Mạc đẩy cửa mà vào, ánh mắt trực tiếp rơi vào bản tôn trên người, không chút nào che giấu trong đó định ý, chương 1730, kiếm giới khảo nghiệp. Trong sân, bản tôn ngồi xếp bằng, vấn thiên kiếm đặt ngang vu trên hai đầu gối, hai tay tùy ý thả ở phía trên, cả người tản ra một loại sinh ra chớ vào khí tức. Bản tôn mâu quang cơn sóng không sợ hãi, nhàn nhạt nhìn lý mạc liếc mắt, ánh mắt lại lần nữa rơi vào vấn thiên kiếm trên, không nói lời nào. Người có bí mật gì ta rõ ràng nhất bất quá, người gia nhập ta kiếm giới mục đích, ta cũng nhất thanh nhị sở. Lý Mạc lạnh giọng nói, ngươi cho là ngươi là huyền hoàng thể, lại có tư cách học tập vạn giới kiếm quyết bản tôn vẫn không có phản ứng đầu ngón tay chỉ là nhẹ nhàng đi qua vấn thiên kiếm biểu hiện ra nhìn không ra bất kỳ sơ hở lý mạc trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái thất vọng trên thực tế lý mạc đối với bản tôn tình huống nhưng mà không hiểu ra sao ban đầu ở hồng quân động phủ trong lý mạc cùng biện lương từng vô cùng chân thật cảm thụ được lâm dịch trên người có huyền hoàng nhân quả hai loại khí tức nhưng đến vạn giới sơn người trước mắt không chỉ tính danh cải biến hơn nữa trên người tán phát ra khí tức, cũng tuyệt nhiên bất đồng. Lâm Dịch, Lâm Vũ, còn có cái kia hỗn độn cổ thể, giữa bọn họ có quan hệ gì? Lý Mạc đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, vì sao ba người dung mạo tương đồng, lại huyết mạch khác hẳn. Lý Mạc không phải là không muốn qua phân thân thuật khả năng, nhưng phân thân sau, còn có thể có cửu đại thể chất ba loại huyết mạch, cái này nghe vào thật sự là ngàn lẻ một đêm, tuyệt đối không thể có thể. Ở Lý Mạc trong tâm, tổng cộng có hai cái dự đoán. Đệ nhất ba người là huynh đệ xanh đôi, đệ nhị, chính là trong đó có hai người cố tình cải biến dung mạo. Nhưng dù vậy, trên người một người, dung hợp nhân quả, huyền hoàng hai loại khí tức lại giải thích thế nào? Trên người ngươi nhân quả khí tức đi nơi nào? Ngươi cho là ẩn tàng rồi khí tức, liền có thể ở kiếm giới trong dấu giếm được đi. Lý Mạc lại hỏi, bị đoạt đi rồi, bản tôn đột nhiên mở miệng, lạnh lùng trả lời một câu. Bản tôn trả lời, ngược lại làm cho Lý Mạc sửng sốt một chút, nhưng chớp mắt, Lý Mạc lại phản ứng kịp, cười nhạo đạo, nhân quả khí tức cũng có thể bị cướp đi. Bản tôn thản nhiên nói, nguyên bản trên người ta mang theo vô lượng trạc, sau lại bị lâm dịch đoạt đi rồi. Vô lượng trạc, Lý Mạc trước mắt sáng ngời, sáu đại tiên thiên trí bảo vô lượng trạc từ khi hoa giới chủ nhân ngã xuống sau, đã mất tích hơn một ức năm. Bản tôn dù chưa nói rõ, nhưng Lý Mạc lại nghe được trong đó nói bên ngoài ý nghĩ. Lâm vũ trên người sở dĩ mang theo nhân quả khí tức là bởi vì vô lượng trạc. Lý Mạc trong lòng thầm nghĩ, vô lượng chạc năm đó là tiêu tuyết tiên tử thiếp thân vật, phía trên dính mang theo nhân quả khí tức, ngược cũng bình thường. Bản tôn đột nhiên giải thích, dĩ nhiên là có mục đích khác. Lấy cớ này, từ lúc vạn giới sơn thời điểm, Lâm Dịch cũng đã nghĩ xong, tuy có sơ hở, nhưng Lý Mạc nhưng căn bản tìm không được chứng cứ. Đến kiếm giới sau, kiếm giới đối với bản tôn thái độ, để cho bản tôn ý thức được, kiếm giới rất khả năng tại hoài nghi thân phận của hắn. Trong này, tất nhiên có Lý Mạc ở trợ giúp biểu hiện ra nhìn lý mạc cái này một mình tới nhưng bản tôn mơ hồ ý thức được từ một nơi bí mật gần đó rất khả năng cất giấu kiếm giới cường giả chân chính bản tôn giải thích nhìn như là ở hướng về phía lý mạc nói trên thực tế cũng là đang nói cho ẩn núp trong bóng tối kiếm giới cường giả nghe lâm dịch là ai lý mạc lại hỏi bản tôn đạo hắn vốn là tam giới người trong hôm nay gia nhập hoa giới các ngươi là quan hệ như thế nào huynh đệ lý mạc cười lạnh một tiếng nếu là huynh đệ hắn còn cướp ngươi đồ đạc tu đạo đường có sự tình bản tôn hỏi ngược một câu lý mạc trầm giọng nói nói như vậy các ngươi nếu là lại gặp lại liền sẽ trở mặt thành thù từ lâu xích mích bản tôn trả lời cẩn thận lý mạc trong lúc nhất thời cũng trầm mặc xuống nửa ngày sau lý mạc đột nhiên cười cười đạo ha ha cửa thứ nhất này coi như ngươi qua bất quá ngươi cũng đừng cao hứng qua sớm này kiếm giới trong ngươi cuối cùng là người ngoại lai nghĩ phải cùng ta tranh đoạt thiếu chủ vị liền làm tốt rơi xuống chuẩn bị lý mạc dĩ nhiên không chút nào che giấu trong lòng sát khí lược tiếp theo câu ngoan thoại chuyển thân rời đi ngay lý mạc rời khỏi không bao lâu lộ vân đẩy cửa mà vào ánh mắt phức tạp nhìn bản tôn thấp giọng nói gia chủ ở đệ tam ngọn núi cao nhất giống đợi người đi bái kiến đi bản tôn gật đầu đối với cái này an bài bản tôn sớm có dự liệu lúc nãy lý mạc đến đây bất quá là lần đầu tiên thăm dò nếu như lý mặc cửa ải này đều làm khó dễ, bản tôn tự nhiên liền bái kiến lộ ra ra chủ tư cách cũng không có. Vạn kiếm tinh trên, quần phong đứng sừng sững, cao vót trong mây, tản ra vô cùng kiếm khí bén nhọn. Quần phong trong, có 14 tòa chủ phong, mỗi một tòa chủ phong trên, ít nhất đều ở chứ một tôn chúa tể cấp cường giả. Bản tôn đi tới đệ tam ngọn núi cao nhất trước, nhìn trước mắt ngọn núi, trong mắt dần dần nổi lên một tia ngân huy. Ở dịch kiếm nhãn dưới, cái này đệ tam ngọn núi cao nhất phảng phất hóa thân làm một thanh to lớn trường kiếm, sông thẳng lên trời, từ trên trời giáng xuống, chặt đứt hư vô, phong mang bức người. Cái này trường kiếm dĩ nhiên hướng phía lâm dịch bổ xuống tới. Ở đệ tam ngọn núi cao nhất trước, bản tôn cảm nhận được một loại vô cùng kinh khủng kiếm ý. Bản tôn lù lù bất động, cứng rắn thừa nhận loại này kiếm ý, cơ thể mặt ngoài cả người băng liệt, chảy ra một luồng lũ vết máu, quần áo bạch sam bị nhuộm được huyết hồng. Bản tôn thần sắc bất biến, tựa hồ không cảm giác được đau đớn. Tại đây loại kiếm ý trước mặt, bản tôn huyền hoàng thể huyết mạch, trở nên càng tinh thuần, mạnh mẽ, bộc lộ tài năng. Bản tôn tu vi cảnh giới cũng đang nhanh chóng để thăng, kiếm hồn cảnh giới tăng lên tốc độ nhanh hơn. Kiếm ý, lại nói tiếp hư vô mờ mịt, chỉ có đối với kiếm đạo lĩnh ngộ được cực hạn, khả năng không có cơ sở sinh ra một loại ý chí lực lượng. Loại lực lượng này nguồn gốc, còn là đến từ vu thần hồn. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi tới, ngày đêm thay thế, nhật nguyệt luân chuyển, trong nháy mắt, bản tôn ở đệ tam ngọn núi cao nhất dưới đã đứng một ngày một đêm, vẫn cứ chưa phát giác ra. Ở 14 tòa chủ phong trong lúc đó, có một đạo đạo mịt mờ ý niệm đang ở trao đổi. Thanh niên nhân này ở đệ tam ngọn núi cao nhất dưới đã đứng một ngày một đêm. Năm đó Lý Mạc, ở kiếm ý này trước mặt cũng bất quá mạnh trống giữ ba canh giờ, thiên phú đã coi như là đỉnh tiêm. Đừng nói Lý Mạc, kiếm giới từ trước tới nay, có thể ở chủ này phong trước mặt chịu đựng một ngày một đêm kiếm tu cũng lác đác không có mấy ha ha lộ ra lần này nhưng nhặt được bảo khó nói nếu là thân phận có chuyện người này lại không lưu được bản tôn đối với tình huống của ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả hắn từ lâu đắm chìm trong cái này kiếm ý bén nhọn trong lợi dụng loại này sắc bén tới cực điểm kiếm ý bản tôn đang không ngừng rèn luyện tâm thần rèn luyện kiếm hồn thậm chí là rèn luyện vấn thiên cửu thức như thế như vậy lại đi qua hai ngày hai dạ bản tôn mới từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Trước mắt ngọn núi, lại khôi phục như lúc ban đầu, nhưng bản tôn nhưng ở ngọn núi này trên người, cảm nhận được một tia thân thiết. Trên ngọn núi, chỉ có một loại thảm thực vật, tam diệp kiếm thảo. Tam diệp kiếm thảo chỉ có ba cái lá cây, mỗi một cái lá cây đều dài nhỏ, sắc bén, giống như một chuôi lợi kiếm cao mất thẳng tắp. Nhưng khi bản tôn bước trên ngọn núi một khắc, tất cả tam diệp kiếm thảo đều có sở dị độc, nhẹ nhàng lay động, tản mát ra một loại vui sướng đích tình tự cũng không uốn lượn diệp tử, cũng đều cúi người, đỉnh cao toàn bộ đối với hướng bản tôn. Một màn này giống như vạn kiếm cúi đầu, bảo vệ xung quanh chứ bản tôn leo lên đệ tam ngọn núi cao nhất, mỗi một bước đạp lạc, bản tôn trên người kiếm ý đều trở nên ngưng thật một phần. chương 1731, lộ ra gia chủ. Trên đỉnh núi, bản tôn thấy được một người, chuẩn xác mà nói, là một người bóng lưng, người này chắc hai tay sau lưng, đứng ở đỉnh núi vùng ven, ngắm nhìn phương xa, quần áo thanh sam cùng chung quanh tam diệp kiếm thảo màu sắc gần, cả người phảng phất triệt để sáp nhập vào cái này phiến thiên địa, cùng hoàn cảnh chung quanh tuy hai mà một. Ở trên người của người này, bản tôn không cảm giác được chút nào kiếm ý. Nhưng bén nhạy linh giác thời khắc đều đang nhắc nhở bản tôn, người này rất nguy hiểm. Lộ ra ra chủ lộ quyền, có huyền hoàng thể chúa tể cấp cường giả, không những ở kiếm giới là một tay che trời tồn tại, coi như ở chư thiên vạn giới trong, nhưng mà nói một không hai, uy danh hiển hách nếu là đổi thành cái khác kiếm tu nhìn thấy lộ quyền sợ rằng từ lâu kinh sợ quỳ xuống đất hành lễ nhưng bản tôn lại thần sắc lạnh lùng đừng nói tiến lên bái kiến tựa hồ cũng lười nói câu nhìn thấy ta vì sao không quỳ lộ quyền thanh âm ôn nhuận nhưng lộ ra một loại áp bách lòng người uy nghiêm bản tôn thản nhiên nói không có cái kia thói quen tiếng nói vừa dứt lộ quyền không có phản ứng gì chung quanh ngọn núi cao nhất trong lúc đó lại nổi lên một tia mịt mờ ba động tiểu tử này có tính cách ha lộ quyền bị người trẻ tuổi này một câu nói sặc che giấu ha ha có ý tứ bộc lộ tài năng hơn nữa loại này lạnh lùng không phải là giả vờ chúng ta đều có thể cảm thụ được đến dùng bản tôn tu vi cảnh giới dĩ nhiên là không phát hiện được những chúa tể đó cấp cường giả trao đổi nhưng bản tôn cùng lộ quyền cái này một hỏi một đáp nếu là truyền đi sợ rằng đủ để hù dọa phá hư không ít người tư chất của ngươi cao đúng là trước đây chưa từng gặp nếu là thật lòng gia nhập ta kiếm giới trong ta cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Dùng tư chất của ngươi, tương lai thành tựu tuyệt không sẽ ở ta dưới. Lộ quyền vẫn không có chuyển thân, tự cố nói ra, nhưng nếu là ngươi có mục đích khác, mưu đồ ta kiếm giới vạn giới kiếm quyết, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, đừng nói là kiếm giới, coi như là ở chư thiên vạn giới trong, cũng không đủ ngươi đất dung thân. Trước mặt một câu nói, lộ quyền thái độ còn vô cùng ôn hòa, đến phía sau những lời này, lại đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm khắc. Tiếng nói vừa dứt, Lộ quyền có hơi nghiêng người, lộ ra một đôi hẹp dài hai mắt, hai tròng mắt giống như lợi kiếm, hàn quang bắt đầu khởi động. Theo lộ quyền cái này một cái nghiêng người, xung quanh hồn nhiên vốn có ý cảnh trong nháy mắt bị đánh phá, phảng phất bị một thanh phong mang bén nhọn trường kiếm, xé thành mảnh nhỏ. Bị như vậy một đôi mắt để mắt tới, bản tôn đột nhiên cảm giác lưng lạnh cả người, toàn thân dĩ nhiên động một cái cũng không thể động. Lộ quyền trên người không phải là không có kiếm ý, mà là tất cả kiếm ý, đều liếm vào một đôi mắt trong một cổ khổng lồ, mình mông, làm người sợ hãi linh hồn lực lượng bao phủ ở bản tôn trên người, bản tôn mơ hồ cảm giác được, mình nếu là hơi có dị động, tuyệt đối sẽ đầu thân khác thường. Bản tôn thức hải bị phá ra, một đạo linh hồn lực lượng ở bên trong đánh một vòng, thấy được bản tôn kiếm loại thần hồn, loại này linh hồn lực lượng rõ ràng tản mát ra một loại vui mừng tâm tình. Bản tôn rõ ràng, liền là mới vừa trong nháy mắt, hắn lại ở quỷ môn quan đánh một vòng nha. Nếu như trước đây lâm dịch không có lựa chọn phân thân đến đây, hôm nay bị ngạn hoa hồn liền tất nhiên sẽ bại lộ ở kiếm giới chúa tể cấp cường giả trước mặt, kết quả tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Một người dung mạo có thể giả mạo, nhưng huyết mạch cùng thần hồn lại không làm được giả. Làm ý thức được bản tôn có kiếm loại thần hồn thời điểm, lộ quyền rốt cục yên lòng. Rất tốt, người rất thành thực, lộ quyền xoay người lại, khóe miệng có hơi nhếch lên, lộ ra mỉm cười, hoan nghênh người gia nhập kiếm giới, sau này người chính là ta lộ ra kiếm tu. Bản tôn gật đầu, cũng không nói lời cảm tạ. Lộ quyền trầm giọng nói, gia nhập ta lộ ra bên cạnh tộc tu sĩ cũng rất nhiều, nhưng đa số đều không có tư cách đổi họ. Hôm nay, ta làm chủ ban cho ngươi lộ họ, sau này ngươi liền kêu lộ vũ. Bản tôn mâu quang nhất chuyển, lắc đầu nói, thứ cho khó tỏng mệnh. Ân, lộ quyền thần sắc lạnh lẽo, hai mắt đột nhiên híp lại. Lộ quyền hai mắt vốn là hẹp dài, cái này một nghế, cặp mắt giống như hai thanh lợi kiếm, tản ra sát ý vô tận. Thanh niên nhân, kiếm giới những gia tộc khác đánh vỡ đầu, đều muốn đổi họ là lộ người đừng không biết tốt xấu biến thành ta lộ ra người ta lại đem ngươi coi là tộc nhân ngươi lộ quyền lời còn chưa dứt bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm lâm vũ ngươi gia nhập ta lý ra, ta sẽ không cần cầu ngươi đổi họ ta lý lương dịch dùng gia chủ chi danh làm chứng vẫn như cũ sẽ đem ngươi coi là tộc nhân lý lương dịch ngươi cút ngay cho ta lộ quyền hét lớn một tiếng mày kiếm nhân một cái lạnh giọng nói người này thân phận không có vấn đề các người cũng đừng đến dò xét, đây là ta lộ ra sự. Người lão thất phu này, bức người đổi họ, ta lý ra sẽ không quy củ nhiều như vậy. Cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên, hừ, lộ quyền hừ lạnh một tiếng, không thay đổi cũng không đổi, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, lầm vũ người yên tâm, không thay đổi họ cũng không sao cả. Lời còn chưa dứt, lộ quyền tay áo bảo huy động, mang theo bản tôn tiến nhập đỉnh núi nhất hiện trong thạch thất, khổng lồ linh hồn lực tản mát ra đi, nhất thời ngăn cách ngoại giới cảm ứng. Bản tôn cự tuyệt đề nghị của lộ quyền, đương nhiên cũng có nhất định phiêu lưu, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, lại đối với đổi họ một chuyện vô cùng chống cự. Huống chi, bản tôn không tin, bởi vì, nay sự kiện, lộ quyền lại sẽ ra tay đem chém giết. Giới vương cảnh huyền hoàng thể, tất cả kiếm giới cũng chỉ có hai cái, mà hắn lộ ra, chỉ có bản tôn một người. Trong thạch thất, lộ quyền sắc mặt có chút khó coi, hắn mới vừa còn đang uy hiếp bản tôn, hôm nay lại ngại vì tình thế, đối với chuyện này thỏa hiệp, rất có điểm mang lên đá đập chân cảm giác. Trầm mặc một hồi, lộ quyền hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lời mới rồi, người cũng không nhất định để ở trong lòng, tính tình của ngươi rất đúng ta khẩu vị, kiếm tu phải có loại này phong mang. Những lời này cũng không phải giả, kiếm giới kiếm tu, chú trọng cái duy tâm trong một kiếm, không có vật gì khác nữa cảnh giới. Tốt nhất liền cái gì sự tình, hữu tình đều ném sau ót, khả năng đem kiếm đạo uy lực phát huy được. Mà bản tôn chặt đức thất tình lục dục, vừa vặn phù hợp điểm này. Vô luận là lộ quyền hay là kiếm giới những thứ khác chúa tể cấp cường giả, đều có thể ở bản tôn trên người, cảm nhận được cái loại này sâu tận xương tủy lạnh lùng cùng vô tình. Người như thế nếu là nhất tâm tu luyện kiếm đạo, tương lai thành liền bất khả hạn lượng. Tuy rằng bản tôn cảnh giới chỉ có 6 kiếp giới vương, nhưng chỉ là phen này tiếp xúc, ở kiếm giới mấy vị chúa tể cấp cường giả trong lòng, đối với bản tôn đánh giá cũng còn ở lý mạc trên. Đương nhiên, hai người kém ba cái đẳng cấp, vẫn là không thể coi thường lạch trời khoảng cách, ngay cả thiên phú nghịch thiên người muốn đột phá ba cái đẳng cấp chỉ sợ cũng phải ngàn năm nếu như muốn ở bản tôn cùng lý mạc giữa hai người lựa chọn kiếm giới chúa tể còn sẽ chọn người sau ngươi là có tư cách tu luyện vạn giới kiếm quyết điểm này không thể nghi ngờ lộ quyền trầm giọng nói bất quá ta nghe nói chính ngươi cũng có một bộ có chút không tầm thường kiếm thuật nếu gia nhập ta kiếm giới trong ngươi sẽ đem bộ này kiếm thuật truyền tới không thể tàng tư dừng một chút lộ quyền rất sợ bản tôn cự tuyệt vội vã lại nói, cái này là danh giới cuối cùng, nếu là ngươi không đem bộ kia kiếm thuật truyền tới, kiếm giới những thứ khác chúa tể cũng sẽ không cho phép ngươi tu luyện vạn giới kiếm quyết. Lộ quyền ở sâu trong nội tâm, đích thực bị bản tôn cự tuyệt được có phần sợ. Bất đắc dĩ đến một khắc đồng hồ thời gian, lộ quyền liền bị bản tôn chống nhiều lần. Hắn cái này chúa tể cấp cường giả, lộ ra thân phận của gia chủ, ở thanh niên nhân này trong mắt, tựa hồ cùng người khác chút nào không khác biệt. Trường 1732, số mệnh tranh đấu, Ngoài lộ quyền dữ liệu, bản tôn tựa hồ đối với chuyện này cũng không chống cự, không làm trần chờ gật đầu, xem như là đồng ý. Lộ quyền nhẹ chậm rãi một hơi thở, thần sắc hơi chậm, nhìn bản tôn ánh mắt của, cũng nhu hòa rất nhiều. Bản tôn đột nhiên hỏi, ở đâu tu luyện vạn giới kiếm quyết? Đây là bản tôn leo lên đệ tam ngọn núi cao nhất, lần đầu tiên chủ động đặt câu hỏi. Tuy rằng bản tôn đã ủng có tư cách tu luyện vạn giới kiếm quyết, nhưng như thế trần chuồng, không dằn nổi hỏi lên, hãy để cho lộ quyền cảm giác được có chút quái dị. Lộ quyền trong đầu xẹt qua một cái nghi hoặc, đem người này chiêu vào kiếm giới, chiêu vào lộ ra, rốt cuộc là có phải hay không một cái quyết định chính xác. Thoáng qua đang lúc, lộ quyền lại đem cái ý niệm này ép xuống. Mặc kệ bản tôn thiên phú tư chất làm sao nghịch thiên, hắn cuối cùng chỉ là một sáu kiếp kiếm tu, thủy chung đều tại hắn nắm trong tay dưới, trở mình không dậy nổi sóng gió gì. Việc này không vội, một hồi sẽ có người dẫn người đi truyền thừa vùng đất, đến chỗ đó, người tự nhiên sẽ nhìn thấy vạn giới kiếm quyết. Lộ quyền khoát tay áo, đạo có một việc, người được để ở trong lòng, bằng không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Bản tôn lạnh lùng nhìn lộ quyền, không nói lời nào. Một hồi này tiếp xúc, lộ quyền đối với bản tôn tính tình cũng biết đại khái, hắn cũng không có trông cậy vào bản tôn chủ động hỏi, lại tự cố nói ra, người cũng biết, vì sao chư thiên vạn giới cửu đại thể chất như thế rất thưa thớt. Hơn nữa ở giới vương cảnh, mỗi cái giới diện đều giống nhau, vì sao rất ít xuất hiện song hùng xương bá cục diện. Bản tôn lắc đầu, lộ quyền trầm giọng nói cái này dính đến một loại thuyết pháp, nghe có chút hư vô mờ mịt, nhưng thời gian tích lũy chứng minh, loại thuyết pháp này không phải không có lý. Số mệnh tranh đấu, lộ quyền chậm rãi nói ra bốn chữ, bản tôn biểu hiện ra cơn sóng không sợ hãi, nhưng nhưng trong lòng khẽ động, nghĩ tới chư thiên vạn giới đệ nhất pháp tắc, vận mệnh pháp tắc. Trên thực tế, vô luận là ở tam giới vẫn là tại chư thiên vạn giới trong, liên quan tới vận mệnh pháp tắc truyền thuyết, đều là chỉ tốt ở bề ngoài, khó bề phân biệt. Không ai có thể xác định vận mệnh pháp tắc có hay không tồn tại. Chư thiên vạn giới từ trước tới nay cũng chưa từng xuất hiện qua mệnh vận thân thể, cũng chưa từng xuất hiện qua có thể nắm trong tay vận mệnh pháp tắc tu sĩ. Lộ Quyền tiếp tục nói, số mệnh tranh đấu thuyết pháp, xây dựng ở vận mệnh pháp tắc cơ sở trên, dĩ nhiên là có vẻ hư vô mờ mịt, nhưng phải có tin. Có cửu đại thể chất tu sĩ, đều là chư thiên vạn giới sủng nhi vâng chịu đại khí vận sinh ra người nếu là ở đồng nhất cái giới diện đồng nhất cái cảnh giới xuất hiện hai cái cửu đại thể chất huyết mạch tu sĩ liền tất nhiên phải có tranh đấu người có thể đem số mệnh tưởng tượng thành một đoàn cố định không đổi lực lượng một người kế thừa loại lực lượng này tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lược nhưng nếu là hai người đi gánh vác loại lực lượng này hai người thành tựu đều khó khăn dùng đạt đến cực hạn lộ quyền những lời này nghe huyền diệu khó giải thích nhưng bản tôn lại mơ hồ cảm giác được lời nói này không phải không có lý nhân quả thể sở dĩ cường đại không chỉ là bởi vì nhân quả pháp tắc bài danh phía trước hơn nữa duyên vu trước kia vô số năm qua cũng không có nhân quả thể xuất thế mà tiêu tuyết tiên tử sinh ra thừa kế vô tận năm tháng tích lũy được số mệnh cho nên chiến lược nghịch thiên đắp áp cùng dai lộ quyền chậm rãi nói nghe lý mạc nói người đến từ chính một cái man hoang giới chỗ đó nhưng mà bàn cổ trôn xương vùng đất mà khi năm chư thiên vạn giới nổi danh nhất số mệnh tranh đấu Liên phát sinh ở thương cổ cùng bàn cổ trong lúc đó. Số mệnh mà nói, là hỗn độn nhất tộc phát hiện trước nhất, mà cổ giới cũng thủy chung quán triệt thuyết pháp này. Hỗn độn cổ thể tranh đấu vô cùng tàn nhẫn, bị thua nhất phương khí huyết, nguyên thần, cũng sẽ bị người thắng cắn nuốt hết, lớn mạnh huyết mạch của mình cùng thần hồn. Nếu là đổi thành người khác, sợ rằng khó có thể lý giải lộ quyền lần này kinh thế hãi tục thuyết pháp, nhưng bản tôn rõ ràng, hỗn độn thuật trong quả thật có cắn nuốt trang, hơn nữa ở cắn nuốt trang cuối cùng, liền nhắc tới cắn nuốt hỗn độn cổ thể thủ đoạn. Lộ quyền tiếp tục nói, năm đó bàn cổ cùng thương cổ tranh đấu vô cùng lóa mắt, bàn cổ vẫn luôn chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn tâm tính quá mềm, Thủy Trung không có lựa chọn cắn nuốt thương cổ, cuối cùng số mệnh rốt cuộc phát sinh nghiêng, hai người tranh đấu, dùng bàn cổ rơi xuống kết quả kết thúc. Bản tôn đột nhiên nhớ lại một việc, năm đó Lý Mạc xuất hiện ở man hoang giới, cùng hắn phát sinh giao thủ, nhìn như là trùng hợp, nhưng cái này chưa hẳn không phải là vận mệnh an bài. Hai người giao phong, cũng sớm đã phát sinh, ta nhìn ra được, người cũng là có dã tâm người, tuyệt không cam lòng khuất phu người dưới, hơn nữa tư chất của người thiên phú, đã chiếm được mấy người chúng ta tán thành. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, hôm nay người so với Lý Mạc, còn kém nhiều lắm. Bản tôn chính mình cũng rõ ràng, vô luận là lực lượng thượng hay là thần hồn trên, hắn đều ở hạ phong. Ngay cả ở kiếm thuật trên, bản tôn có thể cùng Lý Mạc chống lại, nhưng tu vi cảnh giới kém ba cái đẳng cấp, cũng rất khó đi bù đắp nếu là bản tôn tấn trước đến bát kiếp giới vương có thể mới có ba thành cơ hội thủ thắng lộ quyền đột nhiên đổi chủ đề đạo trên thực tế tuy rằng ngoại giới đồn đãi chỉ có một vị hỗn độn cổ thể giới vương nhưng chúng ta đều rõ ràng cổ giới ngoại trừ lạc cổ còn có một vị khác giới vương cảnh hỗn độn cổ thể bất quá người này lòng dạ sâu đậm tu vi cảnh giới không sánh bằng lạc cổ từ đầu chí cuối đều không lộ tài năng một mực ngủ đông đợi người cái này ở vạn giới sơn đem lạc cổ làm trọng thương người này cũng sẽ trồi lên mặt nước, lộ ra nanh vuốt, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Bản tôn nghe được lộ quyền mà nói bên ngoài ý nghĩ. Lộ quyền trầm giọng nói, sau ngày hôm nay, Lý Mạc nhất định sẽ trăm phương ngàn kế ép người đánh với hắn một trận, mà người phải làm, chính là ngủ đông, nhìn vạn không thể ứng chiến. Một khi các người công bình đánh một trận, ngay cả thân ta là lộ ra gia chủ, cũng không có biện pháp đứng ra hỗ trợ. Bản tôn im lặng không nói, Lý Mạc muốn chu diệt bản tôn đoạt được số mệnh, bản tôn làm sao nếm không ôm xuống ý tưởng giống nhau. Huống chi, Lý Mạc biết sự tình xa so người khác nhiều, nếu là bản tôn hơi hơi lộ ra một chút sơ hở, Lý Mạc cũng có thể có thể đem bản tôn cùng lâm dịch liên tưởng đến cùng nhau. Nhưng dùng bản tôn hôm nay tu vi cảnh giới, chống lại Lý Mạc, thuần túy là lấy trứng trọi đá. Mặc kệ thế nào, trước đem vạn giới kiếm quyết học được. Bản tôn trong lòng là một cái quyết định, được rồi, người xuống núi đi, tự sẽ có người dẫn người đi truyền thừa vùng đất, người mau chóng tu luyện, nắm giữ vạn giới kiếm quyết nếu là có chỗ không hiểu có thể tùy thời lên núi tới tìm ta bản tôn mặt vô biểu tình xoay người rời đi khụ khụ lộ quyền ho nhẹ hai tiếng trầm ngâm nói cái kia người bộ kia kiếm thuật bản tôn lấy ra một cái ngọc giản đặt ở nơi mi tâm ít sau vứt cho lộ quyền lộ quyền tiếp nhận ngọc giản biểu hiện ra bất động thanh sắc nhưng nhưng trong lòng một hồi mừng rỡ đối với vạn giới sơn đánh một trận hắn cũng sớm có nghe thấy đối với vấn thiên cửu thức Lộ Quyền đã sớm ôm hứng thú thật lớn, muốn một trộm nhìn đến tột cùng. Nếu là có thể có điều được, không biết còn có thể lĩnh ngộ một cái pháp tắc, có thể để cho linh hồn của chính mình cảnh giới để thăng nhất giai. Bản tôn rời đi không lâu, Lộ Quyền cái này gian thái thất trong, đột nhiên xông tới mười mấy thân ảnh, không chút nào che giấu trong mắt nóng bỏng. Lộ Quyền, màu đem ngọc giản kia cho chúng ta sao chép mấy phần, thứ này người cũng không thể độc chiếm. Lý gia gia chủ lý lương dịch thúc dục nói ra chương 1733, vạn giới kiếm quyết. Chân núi, Lộ Vân đã chờ đã lâu. Lâm Huynh, chúc mừng. Lộ Vân nhìn thấy bản tôn bình yên vô sự theo đệ tam ngọn núi cao nhất trên đi xuống. Tự nhiên rõ ràng, bản tôn đã thông qua gia chủ khảo nghiệm. Có một số việc bản tôn không biết, nhưng Lộ Vân trong lòng lại nhất thanh nhị sở. Lâm Huynh, chuyện hôm nay người đừng để trong lòng, đều là Lý Mạc ở sau lưng trợ giúp. Trước đó, Lý Mạc dù sao cũng là kiếm giới duy nhất huyền hoàng thể, vô cùng được sủng ái, nói cũng rất có phân lược ở cái khác chúa tể hiếp bước dưới gia chủ cũng không khỏi không so sánh một phen phô phương bản tôn lắc đầu lộ vân dù sao ở vạn giới sơn từng toàn lực xuất thủ tương trợ bản tôn thái độ đối với hắn ngược lại cũng không tính là quá mức xa lánh ta dẫn người đi truyền thừa vùng đất lộ vân nói một câu coi như đi trước đi lộ vân mang theo lý mạc một đường bay nhanh gặp không ít kiếm tu những thứ này kiếm tu nhìn bản tôn ánh mắt của đều có chút cổ quái có chút ước ao cũng có chút kính nể vạn giới sơn đánh một trận ảnh hưởng dần dần khuếch tán khai dọc theo đường đi bản tôn thủy trung đều là im lặng không nói phóng tầm mắt dò xét bản tôn phát hiện tại đây vạn kiếm tinh trên quần phong san sát cao vót trong mây mỗi một ngọn núi đều lộ ra một loại vô cùng bén nhọn khí tức đó là kiếm đạo độc hữu chính là sát phạt lực cũng không biết những thứ này ngọn núi ở vạn kiếm tinh trên tồn tại bao lâu trải qua vô số năm tháng vô tận kiếm khí tẩy rửa có thể nói mỗi một ngọn núi lực lượng đều không thể khinh thường bản tôn bất động thanh sắc trong mắt lại nổi lên một tia ngân huy quen thuộc bản tôn người đều rõ ràng làm dịch kiếm nhãn hiện lên thời điểm chính là bản tôn lâm vào một loại cao tốc phân tích thôi diễn thời điểm bản tôn chỉ là bằng vào một luồng cảm ứng theo ở lộ vân trên người hắn đại bộ phận tâm thần từ lâu đặt ở một chuyện khác mặt cũng không biết trải qua bao lâu lộ vân thanh âm truyền đến lâm huynh đến bản tôn cả người chấn động mở mắt nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa xúc lập một khối to lớn bia đá phía trên khắc xuống từng đạo rõ ràng vết kiếm, chi chít, chợt một nhìn, cho người hoa cả mắt. Ở tấm bia đá này phía dưới, ngồi mấy trăm tên kiếm tu, tu vi cảnh giới so le không đồng đều, nhưng khí huyết đều vô cùng mạnh mẽ, có thể thấy được đều là mỗi bên đại gia tộc tinh chọn vạn chọn người. Đây là vạn kiếm tinh truyền thừa kiếm thạch, Lộ Vân giải thích, vạn giới kiếm quyết, trên thực tế chính là kiếm giới vô số tiền bối lẫn nhau ấn chứng tổng kết ra chọn vẹn kiếm thuật năm đó những cái kia tiền bối đem bản thân đắc ý nhất kiếm thuật khắc vào tấm bia đá này trên, một chiêu một chiêu tích lũy xuống tới, cũng liền thành tựu vạn giới kiếm quyết chi danh. Lâm Huynh, người ở đây truyền thừa kiếm thạch dưới tìm tìm một chỗ, thả lòng tâm thần, trong thức hải tự nhiên sẽ hiển hóa ra vạn giới kiếm quyết sở hữu chiêu số, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền đầy đủ nhìn một cái người tư chất cùng cơ duyên. Bản tôn gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp đi xuyên qua đám người mà qua, đi tới truyền thừa kiếm thạch phía dưới, khoanh chân ngồi xuống. Lộ ra kiếm tu ngược khá tốt, đều tránh ra một con đường, Lý Gia Kiếm Tu rõ ràng biểu hiện ra địch ý, nhưng ngại vì bản tôn hung uy, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm bản tôn, không người nào dám tiến lên khiêu khích. Bản tôn mới vừa ngồi xuống, trong thức hải lại vang lên một cái thanh âm lạnh lùng. Kiếm đạo, sát lục chi đạo, kiếm thuật, sát lục thuật, kiếm tâm, sát lục chi tâm. Lạnh lùng, vô tình, ở kiếm chi bên ngoài không có vật gì khác nữa, nơi này là vạn giới kiếm quyết tinh hoa. Vạn giới kiếm quyết khúc dạo đầu lại lộ ra một loại đặc hơn lành lạnh sát khí mùi máu tanh đập vào mặt cho người cực sợ sau đó không lâu ở bản tôn trong thức hải nổi lên từng chiêu kiếm pháp mỗi một chiêu quỹ tích xuất thủ kiếm ý đều ở đây dịch kiếm nhãn dưới không chỗ nào che giấu bản tôn lâm vào buồn chán thôi diễn trong tu luyện một tháng sau đệ tam ngọn núi cao nhất trên lộ quyền tay trong tùy ý nắm một thanh trường kiếm cũng không ra vẻ đột nhiên về phía trước đâm một cái kiếm quang nổi lên một cổ vô cùng thảm thiết khí tức bắn ra, thạch thất trong nháy mắt nhiều một cái kiếm động. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, đúng là vấn thiên cửu thức trong chu thiên nhất thức. Chỉ là một tháng thời gian, lộ quyền lại đem chu thiên nhất thức lĩnh ngộ được toàn bộ, chợt một nhìn, cùng bản tôn chu thiên nhất thức không có có bất kỳ phân biệt, nhưng chỉ có lối quyền rõ ràng, một thức này hình tuy có, nhưng ít hơn một phần, ý. Không thích hợp, lộ quyền cao mày, lắc đầu, chiến, lộ quyền khẽ quát một tiếng, trở tay lại là một kiếm, đúng là chiến thiên nhất thức, nhưng mà dùng được hữu mô hữu dạng, uy lực không tầm thường. Nhưng kiếm thế vừa ra, lộ quyền khí thức lại để lộ, lại là lắc đầu. Kiếm pháp này quả thật không tệ, vô cùng cao minh, nhưng vì sao dùng đến, lại dù sao vẫn cảm giác thiếu vài thứ, vô pháp đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Bản tôn sở dĩ cũng không chống cự đem vấn thiên cửu thức giao ra đây, cũng là bởi vì bản tôn từ lâu ngờ tới, coi như đem vấn thiên cửu thức truyền thụ ra ngoài, người khác cũng vô pháp lĩnh ngộ trong đó chân ý vấn thiên cửu thức, chế tạo ra cơ sở, hoàn toàn duyên vu năm đó vấn thiên đánh một trận. Không có tự mình trải qua, mắt thấy trận chiến ấy tu sĩ, căn bản vô pháp lý giải tam giới chúng sinh cái loại này chống lại, bất khuất, dũng cảm tiến tới, thà làm ngọc vỡ quyết đoán cùng sinh lực. Chỉ nói chu thiên nhất thức, sáng tạo cơ sở chính là tam giới cửu đại thánh khí, thiên chu cung cùng địa diệt tiến hợp thể. Vì sao phải thiên chu địa diệt? Chính là vì thoát khỏi thiên đạo trói buộc cùng nô dịch. Lộ quyền là chúa tể cấp cường giả, ở trong tay của hắn dùng ra chu thiên nhất thức uy lực tăng thêm sự kinh khủng, nhưng chưa từng thấy qua thiên chu địa diệt, tự nhiên cũng liền vô pháp lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Chiến thiên nhất thức cũng là như vậy, chiến tộc bí thuật, chính là muốn không sợ hãi, quyết chí tiến lên, ngay cả đối mặt xa mạnh mẽ hơn tự mình tu sĩ, cũng dám cùng một trong chiến. Lộ quyền địa vị cao quý kiếm giới huyền hoàng thể, tu đạo đến bây giờ, cũng chỉ có hắn nô dịch người khác tình cảnh, lại nơi đó có thể lĩnh ngộ tam giới chúng sinh tam thế chiến thiên thảm liệt một tháng qua lộ quyền nhiều lần phỏng đoán cái này vấn thiên cửu thức trước vẫn không được hắn phương pháp giống như là chu thiên chiến thiên lăng thiên táng thiên già thiên phần thiên cái này sáu kiểu còn có tích khả tuần còn có thể tiến hành tu luyện mà dịch thiên diễn thiên vấn thiên ba kiểu lộ quyền lại hoàn toàn không được hắn phương pháp dịch thiên nhất thức hoàn toàn không có chiêu thức pháp quyết ở bản tôn ngọc giản trong chỉ để lại một câu nói dịch kiếm thuật như kỳ đối dịch liệu địch tiên cơ không chiêu vô ngã, dùng người dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch. Những lời này ngược lại dễ hiểu, phía sau lộ ra ý cảnh cũng có chút không tầm thường, nhưng không chiêu không kiểu, lại nên tu luyện như thế nào, phóng thích. Diễn thiên nhất thức, dùng lộ quyền kiến thức, ngược lại nhìn thấu tinh túy trong đó. Trận pháp, một thức này trong, dùng hợp rất nhiều trận pháp, mình mông pha tạp, có thể công có thể thủ, nhưng lộ quyền đối với trận pháp căn bản là rốt đặc cán mai. Muốn tu luyện một thức này kiếm thuật, thì phải làm sao đi trước nghiên cứu trận pháp. Về phần sau cùng vấn thiên nhất thức, ngưng tụ là tam giới tam thế chúng sinh văn minh, chúng sinh ý chí. Thiên đạo bất nhân, thiên địa mất tâm, vậy thì chu thiên đạo, diệt thương khung, toái càn khôn. Lộ quyền ngay cả là huyền hoàng thể, thiên phú nghịch thiên, cũng vô pháp lĩnh ngộ vấn thiên nhất thức. Lộ quyền một tháng qua, không ăn không ngủ, cũng không từng có nửa phần chậm trễ, nhưng chỉ là đem vấn thiên cửu thức lĩnh ngộ cái thất linh bát toái, trong lòng rất là buồn bực. Trường 1734, Mượn đao giết người nhưng vào lúc này trong thạch thất xông tới mấy đạo thân ảnh trong đó một vị chính là lý gia gia chủ lý lương dịch mấy vị chúa tể cấp cường giả liếc mắt nhìn nhau nhất thời đều hiểu từng người trải qua xấu hổ thế nào tu luyện một tháng đều nói nói từng người tâm đắc cùng cái nhìn đi chúng ta cũng lẫn nhau ấn chứng một cái kiếm pháp này có phần quỷ dị nhắm mắt làm liều cuối cùng không được lý lương dịch trầm giọng nói kiếm pháp quả thật không tệ mấy kiểu kiếm pháp đem kiếm đạo giết chóc cùng khí thế hung ác hoàn toàn phóng thích ra ngoài nhưng dùng lại dù sao vẫn cảm giác không đúng. Trong đó một vị chúa tể cấp cường giả cao mày nói. Một vị khác chúa tể cũng gật đầu nói, liền nói phần thiên nhất thức, một khi thả ra ngoài, lại là muốn thiêu đốt chính mình bản nguyên lực cùng linh hồn, đây coi là cái gì? Lẽ nào muốn đem một thức này uy lực phát huy đến lớn nhất, còn muốn đem bản thân thiêu bất thành? Lộ quyền than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, một tháng qua, ta cũng không đủ hiểu được kiếm pháp này tinh hoa, đương nhiên cũng có thể là tìm hiểu thời gian quá ngắn. Các ngươi nói, cái này Lâm Vũ phải chăng tàng tư, không có đều đem kiếm pháp yếu quyết truyền thụ đi ra. Một vị chúa tể thấp giọng hỏi, tiếng nói vừa dứt, Lộ Quyền cùng Lý Lương Dịch đồng thời lắc đầu. Dùng tu vi của hai người cảnh giới tự nhiên có thể phân biệt ra được, cái này vấn thiên cửu thức đúng là một bộ hoàn chỉnh kiếm thuật. Biểu hiện ra nhìn, Dịch Thiên nhất thức không có kiếm chiêu, pháp quyết, tựa hồ tồn tại vấn đề rất lớn, nhưng trên thực tế, cảnh giới đến chúa tể cấp bậc đều có thể cảm nhận được Dịch Thiên nhất thức phía sau ẩn núp ảo diệu kiếm pháp này không đơn giản nếu là có thể đều lĩnh ngộ đủ để ở chuyện thừa kiếm thạch trên lưu vết lộ quyền chậm rãi nói ra chuyện thừa kiếm thạch trên lưu vết đây cơ hồ là kiếm giới lớn nhất vinh quang lộ quyền cái này đánh giá nếu là truyền đi sợ rằng dẫn tới một mảnh ổ lên ta đã xem vấn thiên cửu thức truyền xuống phía dưới chúng ta trong vòng một tháng đều khó khăn dùng hiểu được tinh túy trong đó sợ rằng những cái kia tiểu bối càng là không đùa lý lương dịch lắc đầu chúng ta tụ chung một chỗ lại nghiên cứu một đoạn thời gian có thể có thể lĩnh ngộ trong đó chân ý cũng nói không chừng. Một tháng qua, bản tôn thẳng tuốt ngồi ở chuyện thừa kiếm thạch trước, hai chồng mắt hiện lên ngân huy, hóa chỉ là kiếm, thỉnh thoảng đâm ra một cái, nhưng này kiếm chiêu nhìn qua mềm nhún, vô cùng quái dị, căn bản cũng không phải là vạn giới kiếm quyết. Cái này Lâm Vũ đang làm cái gì, tựa hồ một tháng thời gian, hắn liền một chiêu vạn giới kiếm quyết cũng không có học được. Ha ha, cái này cũng bình thường, dù sao cũng là man hoang giới tới ngoại tộc người, chưa thấy qua cảnh đời, trước kia ở vạn giới sơn đánh một trận cũng đơn giản là ỉ vào huyền hoàng thể khí huyết muốn ta nhìn vạn giới kiếm quyết cùng người này vô duyên đối với chung quanh kiếm tu xì xào bàn tán bản tôn làm như không nghe thấy tâm tình không có chút nào ba động người khác căn bản không biết ở bản tôn trong thức hải vạn giới kiếm quyết mỗi một chiêu đều đã bị dịch kiếm nhãn tiến hành rồi vô số lần hóa giải thôi diễn phân tích ngay cả là phức tạp nhất huyền ảo một chiêu kiếm thuật tinh túy trong đó cũng ở đây dịch kiếm nhãn dưới không chỗ nào che giấu. Chỉ là, bản tôn vẫn chưa lựa chọn tu luyện vạn giới kiếm quyết. Bản tôn hành sự, khắp nơi ngoài dự đoán mọi người, không có ai biết trong lòng của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Một tháng sau, bản tôn đột nhiên đứng dậy, cũng không chào hỏi, trực tiếp ly khai chuyện thừa kiếm thạch. Vạn giới kiếm quyết đứng hàng tứ đại kỳ công một trong, kiếm thuật phức tạp, huyền ảo, mạnh mẽ, bản tôn dịch kiếm nhãn tuy rằng có thể đem hắn một chút hóa giải, phân tích ra được, nhưng đối với bản thần hồn của tôn lại là một loại to lớn tiêu hao. Một tháng thời gian đã là cực hạn, bản tôn cần nghỉ ngơi một cái. Rời khỏi chuyện thừa kiếm thạch, bản tôn nhìn như tùy ý rãnh rỗi đi dạo, đến một ngọn núi trước kia mới có thể đình chỉ cước bộ. Nhắm mắt dưỡng thần một hồi, bản tôn mà bắt đầu vòng quanh ngọn sơn phong này lên chuyển nha. Cũng không lâu lắm, bản tôn liền rời đi nơi đây, tiếp tục đi dạo. Chỉ như vậy ở bên ngoài đi một chút dừng một chút, lại qua một tháng, bản tôn trở về chuyện thừa kiếm thạch, tiếp tục lâm vào buồn chán phân tích, thôi diễn trong. Bản tôn cử động nhìn qua có chút quái dị, lúc đầu còn đưa tới không ít tu sĩ chú ý. Nhưng theo thời gian trôi qua, đông đảo kiếm tu cũng không đủ phát hiện dị thường, cũng liền thấy nhưng không thể trách, không ai lại đi quan tâm bản tôn. Nửa năm sau, Lý ra, ở trong một cái viện, Lý Mạc ngồi ở một cái cổ hương cổ vận bàn gỗ trước, trước người để một chén bốc lên hừng hực nhiệt khí trà thơm. Theo vạn giới sơn sau khi trở về, Lý Mạc khí thức trở nên càng nội liếm, phong mang ẩn vào hai tròng mắt ở chỗ sâu trong, khi thì xẹt qua một cái lành lạnh hàn quang. Nửa năm không gặp, Lý Mạc tu vi cảnh giới đã vô hạn tiếp cận cửu kiếp giới vương đỉnh phong, phong mang thu phóng như thường, trở nên càng thâm bất khả chắc, tu vi rõ ràng có điều tinh tiến. Ở Lý Mạc trước người, đứng mấy vị Lý gia kiếm tu, mỗi người đều có cửu kiếp giới vương cảnh giới. Cái kia lâm vũ gần nhất đang làm cái gì? Lý Mạc nhấp một miếng trà, nhàn nhạt vấn đạo, khởi bẩm lý sư huynh, Lâm Vũ hành vi vẫn là vậy quái dị, ở chuyện thừa kiếm thạch trước tính tọa một tháng, lại ra ngoài đi dạo một tháng, như vậy lặp đi lặp lại, vạn giới kiếm quyết cũng chưa từng thấy hắn tu luyện qua. Người này ở chuyện thừa kiếm thạch trước thỉnh thoảng phóng thích mấy chiêu kiếm pháp, cũng hoàn toàn bất thành con đường, không có chút nào uy lực đáng nói. Lý Mạc gật đầu, thần sắc bất biến, cũng nhìn không ra hắn suy nghĩ trong lòng. Lý Đại ca, cái kia lâm vũ so người kém ba cái đẳng cấp, người cần gì phải lo lắng. Người nói chuyện lộ ra một cổ ngạo khí, dương cao đầu đạo, đừng nói là Lý Đại ca, coi như là ta Lý Hạ cũng đủ để đem dẫm ở dưới chân. Lý Hạ, ngồi đi, Lý Mạc đầu ngón tay phất qua chén trà vùng ven, trong lòng khẽ động, ôn nhu nói, vấn thiên cửu thức, người tu luyện được thế nào? Hừ, đừng nói nữa, Lý Hạ nghe nói việc này, mặt có sắc mặt giận dữ, cắn răng nói, cái này vấn thiên cửu thức căn bản cũng không đầy đủ, dịch thiên nhất thức liền chiêu thức cùng pháp quyết cũng không có, rõ ràng cho thấy lâm vũ cố ý tàng tư nửa năm qua ta chuyên tâm tu luyện nhưng mà kiến thức nửa vời lý mạc cười khổ một cái còn có một câu lý mạc chưa nói mặc dù chỉ là kiến thức nửa vời đối với tu vi của hắn cảnh giới cũng đề thăng không nhỏ đương nhiên càng là như thế lý mạc càng muốn một trộm nhìn vấn thiên cửu thức toàn cảnh lý mạc than nhẹ một tiếng được rồi lâm vũ dù sao cũng là huyền hoàng thể coi như hắn cố ý tàng tư chúng ta cũng không có biện pháp làm sao không có biện pháp nghe được câu này Lý Hạ nhất thời nhịn không được, vô án, lạnh giọng nói, Lý Đại ca ngươi lòng dạ rộng, không muốn cùng hắn tính toán, ta Lý Hạ liền nhẫn không đi xuống. Dựa vào cái gì chúng ta kiếm giới vạn giới kiếm quyết có thể đều truyền thụ cho hắn, hắn lâm vũ lại không chịu đem vấn thiên cửu thức truyền tới. Thiên hạ không có đạo lý này, được rồi, sau lưng của hắn có lộ ra gia, gia chủ hỗ trợ, không cần để ý tới hắn. Lý Mạc trong mắt xẹt qua một cái đắc ý, trong nháy mắt lại biến mất, nói khuyên nhủ lý hạ cười lạnh một tiếng hắn có lộ ra gia chủ hỗ trợ ta cũng có cha ta che chở ta cũng muốn nhìn cái này đem vạn giới sơn quậy đến gió tanh mưa máu người có bản lãnh gì nói xong lý hạ giận đùng đùng chuyển thân rời đi lý mạc khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên phụ thân của lý hạ đúng là hôm nay lý gia ra chủ lý lương dịch lý mạc trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động tự lẩm bẩm lâm vũ ta sẽ không để cho ngươi lớn lên a à, ta biết một chút điểm tướng ngươi ép đến chết sừng chương 1735, kích khởi sát ý. Chuyện thừa kiếm thạch trước, bản tôn ngồi trên chiếu, năm ngón tay đang lúc, có một luồng kiếm khí phảng phất có linh tính vậy, đang bay múa xuyên qua. Nhưng vào lúc này, xa xa có đội một kiếm tu chạy nhanh đến, trùng trùng điệp điệp có chừng mấy trăm người, toàn bộ đều là lý gia kiếm tu, đằng đằng sát khí, sắc mặt bất thiện, người cầm đầu đúng là cửu kiếp kiếm tu Lý Hạ. Lý Hạ mang theo nhiều người như vậy, một vị lộ ra kiếm tu lại càng hoảng sợ, đoán chừng là tìm đến Lâm Vũ phiền toái, nhanh đi thông chi lộ vân sư huynh, để cho hắn phái người đến đây tương trợ. Một vị cửu kiếp kiếm tu thần sắc tĩnh táo, trong nháy mắt ý thức được sự thái nghiêm trọng tính. Lý gia cùng lộ ra mặc dù tại vạn giới sơn trên bình thường phát sinh ma sát, nhưng còn theo không có người dám ở chuyện thừa kiếm thạch trước động võ. Như hôm nay loại này mấy trăm người trận thế, càng là trước đây chưa từng gặp. Hôm nay không đem nói nói rõ, ai cũng đừng nghĩ đi ra nơi đây. Lý hạ đạp không mà đứng, vung tay lên, phía sau mấy trăm vị kiếm tu đều tản ra, trong nháy mắt lại đem nơi đây vây quanh cái chật như nêm cối. Lý Hà cái này mang tới kiếm tu, tu vi thấp nhất cũng có 7 kiếp kiếm tu cảnh giới, chỉ là cửu kiếp kiếm tu liền có 10 vị nhiều, 8 kiếp kiếm tu gần trăm vị. Ở chuyện thừa kiếm thạch trước tu luyện kiếm tu, cũng bất quá mấy trăm người, hơn nữa tu vi so le không đồng đều, còn có một nửa vốn là lý gia tộc nhân. Cứ như vậy, lộ ra đông đảo kiếm tu nhất thời rơi vào tầng tầng lớp lớp trong vòng vây bản tôn vẫn như cũng ngồi ở chuyện thừa kiếm thạch dưới vẫn không nhúc nhích mặt vô biểu tình tựa hồ đối với ngoại giới phát sinh toàn bộ hồn nhiên không biết lý hạ người có ý gì chuyện thừa kiếm thạch trước lộ ra duy nhất một vị cửu kiếp kiếm tu đứng ra chân mày nhíu chặt trầm giọng hỏi lý hạ mày kiếm nhân một cái lạnh lùng nói lộ văn ngạn người cút ngay cho ta cái này không có chuyện của ngươi lộ văn ngạn trong mắt nổi lên một đoàn sát khí nhưng thấy lý hạ bên người chín vị cửu kiếp kiếm tu trong nháy mắt lại đè xuống lửa giận trong lòng kiếm tu vốn là có phong mang nếu là đổi lại cái địa điểm đổi lại cái thế cục sợ rằng hai người không thiếu được muốn tới một phen chém giết nơi này là truyền thừa vùng đất có chuyện gì đi ra bên ngoài nói người lý hạ tuy rằng thân phận cao quý nhưng tốt nhất không muốn ở chỗ này động thủ lộ văn ngạn hít sâu một hơi chậm rãi nói ra lý hạ đột nhiên cười cười trường kiếm trong tay bỗng dưng ra khỏi vỏ thương lang réo rắt kiếm minh tiếng vang lên đi theo một cổ băng lãnh đến xương sát khí, ầm ầm tản ra. Phốc, tiên huyết tung tóe, Lộ Văn Ngạn mặt kinh ngạc cúi đầu nhìn ngược lỗ máu, trong mắt xẹt qua vẻ khó tin. Hắn thật là không ngờ rằng, Lý Hạ lại đang truyền thừa vùng đất, không chút do so dự ra tay với hắn. Lộ Văn Ngạn không có chút nào phòng bị, trái tim bị Lý Hạ đâm rách, khí huyết nhanh chóng suy bại, đạp 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 ngược lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, chống trường kiếm khả năng miễn cưỡng đứng thẳng. Lý Hạ xuất thủ không có chút nào báo trước, xung quanh lâm vào trong nháy mắt yên lặng, sau đó khiến cho một mảnh ồ lên. Lộ văn ngạn cùng Lý Hạ đều là cửu kiếp kiếm tu, ngay cả người sau huyết mạch hơi mạch, song phương như là công bình đánh một trận, Lý Hạ cũng tuyệt khó ở trong khoảng thời gian ngắn đánh bại lộ văn ngạn. Mà lần này Lý Hạ xuất thủ, rất có điểm đánh lén vị đạo. Người thật to gan, cũng dám ở truyền thừa vùng đất động thủ. Lộ văn ngạn cái chán đã hiện ra tầng một mồ hôi lạnh, thanh âm hơi có run rẩy. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, Lý Hạ ngửa đầu, mặt kiêu căng, bao quát lộ văn ngạn, lạnh giọng nói cút. Tình thế bức người, kiếm tu ngay cả có phong mang, cũng không phải là kẻ đần đột, dùng lộ văn ngạn hôm nay tình trạng, căn bản ngăn cản không được Lý Hạ. Cái khác lộ ra kiếm tu bởi vì Lý Hạ lúc này đây xuất thủ, cũng hoàn toàn bị chấn nhiếp. Lý Hạ chậm rãi đi về phía trước, dĩ nhiên không một người dám lên trước ngăn cản. Lộ văn ngạn rốt cục ý thức được, hắn dĩ nhiên thành Lý Hạ lập uy đá mài dao, giết gà dọa khỉ. Ai, một chút lộ ra kiếm tu âm thầm thở dài một tiếng, nhìn bản Tôn ánh mắt mang theo một tia thương hại. Lý Hạ phen này làm khó dễ vô cùng đột nhiên, lộ ra căn bản không có chút nào chuẩn bị, hơn nữa bọn họ bị Lý ra mấy trăm tên kiếm tu bao vây, tin tức vô pháp truyền ra ngoài, Lâm Vũ kết quả sợ rằng sẽ rất thảm. Cho tới giờ khắc này, bản Tôn vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, như lão tăng nhập định vậy, đưa lưng về phía Lý Hạ, tựa hồ cảm thụ được không đến phía sau truyền tới nguy cơ. Lâm Vũ Lâm Vũ, có người tìm ngươi phiền toái. Lâm Vũ, ngươi nghìn vạn phải nhẫn nại ở, không muốn cậy mạnh. Ngươi dù sao cũng là huyền hoàng thể, lý hạ phách lối nữa, hắn cũng không dám bị thương tính mệnh của ngươi. Một chút lộ ra kiếm tu đều hướng về phía bản tôn truyền âm, rất sợ bản tôn không ý thức được tình thế nghiêm trọng, khoe khoang khí phách tranh đấu. Bản tôn bị người theo trong tu luyện đánh thức, khẽ nhíu mày, thần sắc càng băng lãnh. Lâm Vũ, ngươi trăm phương ngàn kế gia nhập ta kiếm giới trong, tu luyện vạn giới kiếm quyết, nhưng không có đem hoàn chỉnh vấn thiên cửu thức giao ra đây, người cho chúng ta kiếm giới người trong đều là người ngu. Lý Hạ đi tới Lâm Vũ đứng phía sau xác định, cố nén từ phía sau một kiếm đâm chết bản tôn xung động, chậm rãi nói ra. Bản tôn đứng dậy, lộn lại nhìn về phía Lý Hạ. Chẳng biết tại sao, bị bản tôn màu bạc trắng hai tròng mắt nhìn chầm chầm, Lý Hạ tâm thần dĩ nhiên chiến run một cái, cả người tóc gáy đều dựng lên. Người nhìn cái gì vậy? Lý Hạ cưỡng chế trong lòng khủng cụ, ngoài mạnh trong yếu quát, đem dịch thiên nhất thức chiêu thức cùng pháp quyết giao ra đây, ta hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, đừng trách ta lý hạ. Lý hạ lời còn chưa dứt, bản tôn dĩ nhiên thu hồi ánh mắt, chuyển thân rời đi. Không đếm xỉa, chân chuồng không đếm xỉa, lý hạ uy hiếp, bản tôn căn bản là không có để ở trong lòng, ở bản tôn trong mắt, lý hạ tựu như cùng một cái nhảy nhót vở hài kịch, hắn đều lười phản ứng. Ở đây sở hữu kiếm tu đều là trợn mắt hốc mồm. Cùng bản tôn bình tĩnh, lạnh lùng so sánh với, thân là cửu kiếp giới vương Lý Hạ, lúc này hình như một người ngu ngốc. Lý Hạ tu đạo tới nay, chẳng bao giờ bị qua loại khuất nhục này. Coi như bản tôn phản bác vài câu, Lý Hạ cũng sẽ không ngoài ý muốn, nhưng hắn lại bị không đếm xỉa. Khoảng cách của hai người bất quá ba thước, Lý Hạ có mười thành nắm chặt đem bản tôn ngay tại chỗ chém giết. Ta lại giết người này thì như thế nào? Lẽ nào kiếm giới chúa tể các trưởng lão còn có thể bởi vì một ngoại nhân, lấy tính mạng của ta? Trong lòng tức giận, ác hướng can đảm biên giới sinh nhìn bản tôn bóng lưng lý hạ nhiệt huyết dâng lên thương lang một tiếng rút ra trường kiếm thẳng đến bản tôn sau đầu đâm tới lâm vũ cẩn thận xung quanh truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô đông đảo lộ ra kiếm tu hoảng sợ biến sắc hiện trường kiếm phá không hàn quang bắt đầu khởi động khoảng cách song phương quá gần cơ hồ là trong thời gian ngắn lý hạ mũi kiếm lại đâm tới bản tôn sau đầu lý hạ trong lòng vui vẻ ngay cả lâm vũ là huyền hoàng thể cũng tuyệt đối gánh không được hắn trường kiếm phong mang. Hô, ngay trong điện quang hỏa thạch, bản tôn cùng Lý Hạ giữa hai người đột nhiên nổi lên một tia quái dị lực lượng ba động, người sau dĩ nhiên cảm giác được trường kiếm của mình mơ hồ không khống chế được, mũi kiếm run lên, xảy ra hơi thành kiến. Lý Hạ trong lòng kinh hãi, không rõ tại sao lại xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Lý Hạ vội vã thôi động khí huyết cùng bản nguyên lực, muốn một kiếm đâm xuống, đâm chết bản tôn. Nhưng mà ở hai loại lực lượng dưới tác dụng, Lý Hạ mũi kiếm lệch khỏi quỹ đạo, thân kiếm đại bộ phận lại kiên quyết thẳng tắp, làm cho trường kiếm xảy ra nghiêm trọng uốn lượn. Nhưng vào lúc này, bản tôn bỗng nhiên chuyển thân, chương 1736, sát phạt quyết đoán. Bản tôn một cái xoay người, vừa vặn tránh né Lý Hạ trường kiếm trong tay phong mang. Bản tôn thân là huyền hoàng thể, phóng xuất ra dịch kiếm thuật sau, Lý Hạ trường kiếm nhất thời lệch khỏi quỹ đạo quỹ tích, kiếm phong lướt qua bản tôn gò má quét, hiểm chi lại hiểm. Nhưng ngay cả như thế, bản tôn trong mắt như trước cơn sóng không sợ hãi tựa hồ đối với một màn này từ lâu ngờ tới bản tôn phân tích thôi diễn đã tinh chuẩn đến một cái trình độ khủng bố cùng bản tôn chấn định so sánh với lý hạ liền có vẻ có chút thất kinh một màn trước mắt đích thực quá mức quỷ dị lý hạ căn bản không minh bạch vì sao bản thân trường kiếm trong tay đâm về phía bản tôn sẽ phát sinh chết đi loại cảm giác này giống như là trường kiếm có sinh mệnh không muốn thậm chí là không dám đối với bản tôn xuất thủ trong lúc bất chợt, Lý Hạ nghĩ tới một câu nói. Dịch kiếm thuật, như kỳ đối dịch, liệu địch tiên cơ, không chiêu vô ngã, dùng nhân dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch. Chẳng lẽ đây là dịch thiên nhất thức lực lượng, Lý Hạ ý niệm trong đầu không lạc, bản tôn đột nhiên xuất thủ. Bản tôn tay trái một sao, trực tiếp cầm Lý Hạ tay, xuống phía dưới lắc một cái, rắc một tiếng, Lý Hạ tay lúc này bị bẻ gấy. Cũng trong lúc đó, bản tôn dẫm trận tại chỗ tiến lên, một quyền đập trúng Lý Hạ ngực, huyền hoàng thể khí huyết bắn ra, toàn bộ dũng mãnh vào lý hạ trong cơ thể kiếm khí ngang dọc sinh ra vô cùng lực tàn phá kinh khủng lý hạ trái tim nhất thời bị bản tôn một quyền đánh xuyên qua tiên huyết biên cuồng giang giác một tiếng vang lên vẫn là bản tôn tại dẫm trận tại chỗ tiến lên lúc một cước quét ngang đá vỡ lý hạ hai đầu gối sạch sẽ lưu loát giản đơn bạo lực đối mặt cửu kiếp kiếm tu lý hạ bản tôn thậm chí ngay cả vấn thiên kiếm cũng không có đụng tới cái này liên tiếp phản kích như nước chảy mây trôi hành văn liền mạch lưu loát, căn bản không có cho lý hạ cơ hội phản ứng, bản tôn cận chiến lực, kinh khủng như vậy. Một chút từng tại vạn giới sơn gặp qua một hồi huyết chiến kiếm tu, trước mắt phẳng phất lại hiện ra, cái kia tại thi sơn huyết hải trong nhẹ nhàng đi bộ thân ảnh màu trắng. Ngay cả bọn họ đã sớm đã biết bản tôn cận chiến lực, nhưng ở cái này trong thời gian ngắn, nghịch chuyển thế cục, trực tiếp đem lý hạ phế bỏ, hãy để cho chúng tâm thần người đại chấn. Phát thông, lý hạ sắc mặt ảm đạm trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Bản tôn động tác căn bản không có bất kỳ dừng lại, tay trái bẻ gãy lý hạ tay, tiện thể xuống lại đem rơi xuống trường kiếm chờ tay cầm tại trong lòng bàn tay. Bản tôn tay phải bám lý hạ tóc, tay trái cầm kiếm, mũi kiếm trực tiếp dồn đến lý hạ trên mi tâm của, kiếm mang giống như lưỡi rắn, phun ra nuốt vào muốn ra. Lâm huynh lưu thủ, ngươi dám, đông đảo kiếm tu phản ứng kịp, vội vã lên tiếng ngăn cản, hơn nữa không riêng gì lý ra kiếm tu, ngay cả lộ ra kiếm tu cũng là lại càng hoảng sợ. Nếu như nói, trước kia lý hạ một kiếm phế bỏ lộ văn ngạn chấn nhiếp lộ ra kiếm tu kia bản tôn cái này liên tiếp phản kích lại đem hiện trường sở hữu kiếm tu đều dọa sợ đây mới thật sự là lập uy lý hạ ngay cả mang đến mấy trăm vị kiếm tu còn có chín vị cửu kiếp kiếm tu đối mặt cục diện này cũng là sợ ném chuột vở đồ không dám hành động thiếu suy nghĩ mấy trăm danh lý ra kiếm tu dĩ nhiên toàn bộ trở thành trang trí bản tôn mặt vô biểu tình thần sắc băng lãnh trong tròng mắt lóe lên ngân huy để cho lòng của mọi người để không tự chủ mọc lên một cổ tử hàn khí ai cũng không dám bảo đảm bản tôn một kiếm này có hay không sẽ đâm xuống đi qua nửa năm qua này tiếp xúc một chút kiếm tu đã ý thức được bản tôn hành sự không thể theo lẽ thường độ chi lâm huynh đừng xung động phụ thân của lý hạ là lý gia gia chủ lý lương dịch giáo huấn hắn một cái là đủ rồi nghìn vạn không thể gây thương tính mạng hắn lộ văn ngạn trầm giọng nói lúc này lý hạ hai đầu gối vỡ vụn quỳ trên mặt đất tóc tai bù xù, bị bản tôn mang theo tóc, chật vật không chịu nổi, cả người vết máu loang lổ, cả người khí huyết suy bại, liền chữa trị thương thế đều làm không được. Địa vị cao quý Lý gia gia chủ nhi tử, Lý Hạ khi nào bị qua bực này khuất nhục. Ánh mắt chung quanh lộn lại, Lý Hạ chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực nóng rực, mới vừa mọc lên khủng cụ, trong nháy mắt lại bị lửa giận thay thế. Cẩu vật, buông, Lý Hạ ánh mắt lạnh lùng, thê giống một tiếng, đấu tranh vài cái, nhưng khí huyết kém, lại sao có thể thoát khỏi bản tôn nắm trong tay. Lâm Vũ, người phải rõ ràng người địa vị của mình, người phải rõ ràng người bây giờ đang làm cái gì. Một vị lý gia cử kiếp kiếm tu híp hai mắt, chậm rãi nói ra. Bản tôn mặt vô biểu tình, không nói lời nào, trường kiếm trong tay, lại vẫn như cô ép tại lý hạ mi tâm của ở trong. Một vị cử kiếp kiếm tu trong mắt xẹt qua một cái hàn quang, trầm giọng nói, Lâm Vũ, thả người đi, chuyện hôm nay, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe chung quanh thanh âm, Lý Hạ trong lòng sức mạnh một đủ, cười lạnh nói, Lâm Vũ, ta Lý Hạ Minh nói cho người biết, người nếu dám bị thương tính mạng của ta, hôm nay cũng đừng nghĩ sống đi ra truyền thừa vùng đất. Phốc, một tiếng vang lên, huyết quang chợt chợt hiện, toàn trường lặng ngắt như tờ, rơi vào như chết yên lặng. Mỗi một cái kiếm tu, vẻ mặt hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm nhìn chuyện thừa kiếm thạch trước bản tôn, trong đầu trống rỗng. Bản tôn dĩ nhiên tại trước mắt bao người, một kiếm đem Lý Hạ đầu đâm thùng. Lý Hạ ánh mắt của mờ mịt, hai mắt trừng trừng, một đầu mới ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Lý Hạ muốn tìm phiền toái, thật sự là tìm lộn nhân. Đổi lại là lâm dịch, giờ này khắc này, có thể cũng sẽ cố kỵ một cái lý ra ra chủ thế lực cùng thủ đoạn, nhưng bản tôn lại hoàn toàn là một cái loại khác. Lộ văn ngạn cả người lay động, trên người mới vừa chữa trị vết thương lần thứ hai băng liệt, trong lòng trầm xuống, xảy ra chuyện lớn. Bản tôn nếu như chém giết cái khác bất kỳ một cái nào cửu kiếp kiếm tu, hoặc là đem hắn chín người toàn bộ giết chết, cũng chưa chắc sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng, nhưng thân phận của Lý Hạ quá nhạy cảm. Phanh, ngay đông đảo kiếm tu ngây người thời điểm, bản tôn nhưng không có nghỉ tạm, thân hình lóe ra, trực tiếp đụng vào trong đám người, thừa dịp một vị cửu kiếp kiếm tu tâm thần phù động trước mắt, đem đánh bay. Người này thân hình coi như ở giữa không trung, huyền hoàng thể kiếm khí bén nhọn lại toàn bộ dũng mãnh vào người này trong cơ thể, kiếm khí trong nháy mắt đem ngũ tạng lục phủ cắt thành mảnh vỡ. Người này thân hình nhanh chóng bành trướng, âm ầm nổ tung, thần hồn tịch diệt, tiên huyết nhiễm đỏ chốc lát không chung. Một vị khác cửu kiếp kiếm tu phản ứng kịp, trường kiếm mới vừa rút ra một nửa, liền được bản tôn một trường vỗ đi vào, sau đó biến trưởng thành quyền, trực tiếp đem người này đầu đánh nát. Đối mặt cường thế vô cùng bản tôn, một vị cửu kiếp kiếm tu thậm chí ngay cả kiếm cũng không có rút. Trong nháy mắt, coi là Lý Hạ ở trong, đã có ba cái cửu kiếp kiếm tu chết tại bản tôn trong tay. Ba vị cửu kiếp kiếm tu tiên huyết, để cho truyền thừa vùng đất mông thượng tầng một túc sát khí cũng trong lúc đó thứ hai ngọn núi cao nhất trên một hồi đột nhiên xuất hiện hết hồn cảm giác đem lý lương dịch từ trong tu luyện giật mình tỉnh giấc không tốt lý lương dịch tản ra khổng lồ linh hồn lực bao phủ ở vạn kiếm tinh trong nháy mắt sắc mặt đại biến sát khí sậu khởi thân hình lóe lên đã tiêu thất tại tại chỗ cùng lúc đó đệ tam ngọn núi cao nhất đường quyền cũng khẽ di một tiếng chân mày cao lại đứng lên trực tiếp đi ra thạch thất trong lúc nhất thời 14 ngọn núi cao nhất trên chúa tể cấp cường giả đều ý thức được chuyện gì xảy ra, toàn bộ bị kinh động. Tại một cái không tính là thu hút trong sân, Lý Mạc cảm thụ được xa xa truyền tới từng đợt điên cuồng kiếm khí bén nhọn, trong mắt tạo nên mỉm cười, lẩm bẩm đạo, Lâm Vũ, muốn cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắm. Giết ngươi, cần gì phải ta tự mình động thủ, ha ha. Chương 1737, kiếm giới tổ huấn. Dừng tay cho ta, truyền thừa kiếm thạch trước, một cổ vô cùng kinh khủng linh hồn uy áp trượt hàng lâm, hơn một nghìn tên kiếm tu nhất thời bị áp chế vẫn không nhúc nhích, bản tôn cũng không ngoại lệ. Cùng bên cạnh trong mắt người hoảng sợ, lo lắng so sánh với, bản tôn thần sắc lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, tính táo có chút đáng sợ. Thân là chúa tể cấp cường giả, từ ngọn núi cao nhất chạy tới truyền thừa kiếm thạch, cũng bất quá là trong thời gian ngắn. Nhưng chính là như vậy một lát sau, lại có hai vị lý gia cửu kiếp kiếm tu chết tại bản tôn trong tay. Có huyền hoàng thể, hơn nữa tu luyện dịch kiếm thuật, tất cả kiếm tu tại bản tôn trước mặt đều phải bị một loại khó có thể tưởng tượng áp chế. Lý Lương Dịch nhìn nằm trên mặt đất trên lý hạ thi thể, trong mắt xẹt qua một cái hàn quang, sát ý bắt đầu khởi động. Nhưng vào lúc này, Lộ Quyền đột nhiên xuất hiện tại bản tôn trước người, nhìn một màn trước mắt, cảm thấy khó giải quyết, nhíu nhíu mày. Truyền thừa kiếm thạch trước, rơi xuống kiếm tu cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là cửu kiếp kiếm tu, liên tiếp đã chết năm cái, cái này tại vạn kiếm tinh cũng cũng ít khi thấy là tối trọng yếu là, một người trong đó đúng là hôm nay Lý Gia Gia chủ nhi tử. Tại kiếm giới, tuy nói dùng huyền hoàng thể vi tôn, nhưng phụ thân của Lý Hạ dù sao cũng là chúa tể cấp kiếm tu, hơn nữa còn là kiếm giới xa đại gia tộc gia chủ. Lý Hạ bỏ mình, không chỉ là chọc giận Lý Lương Dịch, tất cả Lý Gia bộ mặt, thanh thế đều phải bị nghiêm trọng đả kích. Lý Lương Dịch híp hai mắt, lạnh giọng nói, lộ quyền, người tránh ra. Ban nãy đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta không được biết, ta xem hay là trước hỏi rõ trong đó nguyên nhân gây ra, quá trình. Lộ quyền lời còn chưa dứt, liền được Lý Lương dịch cắt đứt, ta mặc kệ quá trình, ta chỉ biết là, Lý Hạ bị cái này ngoại tộc người giết. Lâm Vũ đã gia nhập kiếm giới, chính là ta kiếm giới kiếm tu, không là cái gì ngoại tộc người, điểm này, trước kia cũng nhận được các ngươi tán thành. Lộ quyền nửa bước không cho, đối chọi gay gắt, dừng một chút, lộ quyền trầm giọng nói, còn có một chút, Lâm Vũ thân là huyền hoàng thể, người mọi người ý chí, không có tư cách bài bố sống chết của hắn. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta tranh tài một cuộc. Lý Lương dịch ánh mắt nhảy lên, trong nháy mắt, trong tay lại nhiều một thanh trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm mới vừa hiển lộ ra, đông đảo kiếm tu đều là cả người run lên, cảm giác nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống, như rớt vào hầm băng. Bản tôn màu ngân bạch hai tròng mắt, cũng nổi lên một tia ba động. Cái này trên trường kiếm phong mang quá múc, cái này là có thể chịu đựng, phóng thích pháp tác chúa tể cấp thần binh lộ quyền thần sắc ngưng trọng cũng từ trong đan điền rút ra một thanh ba thước thanh phong kiếm khí như xương chung quanh hư không đều xảy ra rõ ràng bóp méo biến hình phía trên hiện ra từng đạo thật nhỏ vết nứt hai người còn chưa chân chính động thủ truyền thừa kiếm thạch trước không gian cũng đã không chịu nổi cổ hơi thở này đối mặt tan vỡ kiếm giới trong tuy rằng tranh đấu chém giết liên tục nhưng chúa tể cấp cường giả trong lúc đó cũng đã có thật nhiều năm không nhúc nhích qua tay mà hôm nay lộ ra Lý ra hai cái xa đại gia tộc gia chủ, nhưng bởi vì một cái huyền hoàng thể đối chọi gay gắt, dương cung bạt kiếm, rất có thể sẽ bạo phát một hồi có một không hai chi chiến. Không ít kiếm tu đột nhiên nghĩ đến bản tôn tại vạn giới sơn làm tất cả. Người này thật là sát tinh A, à, đi tới chỗ nào đều không yên tĩnh. Một vị kiếm tu trong lòng lầm bầm một câu, nhưng vào lúc này, một cái lạnh lùng, có chứa vẻ tức giận thanh âm không có cơ sở vang lên. Các người thật là tiền đồ A, à, lại muốn tại đây truyền thừa kiếm thạch trước động thủ lão tổ tông lưu lại cảnh cáo các ngươi đều quên đến sau đầu đi truyền thừa kiếm thạch nếu là xảy ra vấn đề hai người các ngươi ai làm phải chịu trách nhiệm trách nhiệm ở giữa không trung đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh quần áo huyền sắc trường bào chắp hai tay sau lưng đầu đầy tóc dài mông thượng tầng một xương lạnh hơi lộ ra lão thái người này chợt vừa hiện thân lộ quyền cùng lý lương dịch hai người khí tức trong nháy mắt bị áp chế xuống bái kiến tam trưởng lão lộ quyền cùng lý lương dịch thần sắc nhất biến đồng thời thu trường kiếm, hướng về phía giữa không trung kiếm tu lại một cái. Bản tôn mơ quang khẽ động, tại đây tam trưởng lão trên người dạo qua một vòng lại thu hồi lại, bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, không nói lời nào. Nếu như nói, lộ quyền cùng lý lương dịch khí thức, cho bản tôn cảm giác giống như là một cái cuộn trào mãnh liệt chạy trồng sông, vậy vị này tam trưởng lão khí thức tự như cùng đập vào mặt kinh hãi hải khiếu. Kiếm giới trong có tổ huấn, truyền thừa kiếm thạch trước, không được động đao binh, nếu có trái với người, liền chúa tể cấp kiếm tu đều phải bị trừng phạt. Tương truyền, hơn một ức năm trước, liền có một vị có huyền hoàng thể chúa tể cấp kiếm tu, từng tại truyền thừa kiếm thạch trước đại khai sát giới, sau lại chọc cho đông đảo kiếm giới trưởng lão xuất sơn, mới đưa người này trấn áp. Nhớ cực kỳ huyền hoàng thể huyết mạch tôn quý, dù chưa bị thương hắn tính mạng, nhưng đem người này quanh năm trấn áp tại vạn giới sơn một nơi bí ẩn, giam cầm đến bây giờ. Người này chính là năm đó lộ ra một vị huyền hoàng thể, từ đó sau, lộ ra liền cũng không có xuất hiện nữa huyền hoàng thể. Đông đảo kiếm tu đều trong bóng tối cảm thán, huyền hoàng thể ngay cả là vâng chịu đại khí vận mà sinh người, bị giam cầm hơn ước năm, sợ rằng cả người số mệnh cũng đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Người này hơn phân nửa đã phế bỏ, mà hôm nay một màn, cùng năm đó cực kỳ tương tự. Bất đồng là, bản tôn chỉ là một lục kiếp kiếm tu, so năm đó người nọ còn kém xa lắm. Qua nhiều năm như vậy, chắc chắn các người cũng quên mất tổ hồn ý nghĩa, người gia chủ này là thế nào làm Tam trưởng lão thần sắc nghiêm túc lớn tiếng phẫn nộ Thỉnh Tam trưởng lão bất giận tổ hồn ý nghĩa không dám quên Bị kiếm này giới Tam trưởng lão quát lớn lộ quyền cùng Lý lương dịch dĩ nhiên mặt sợ hãi vội vã biện giải trả lời truyền thừa kiếm thạch trước không được động đao binh một mặt là xuất phát từ đối với kiếm giới tiền bối tôn trọng không đợi lộ quyền nói xong Lý lương dịch cũng liền vội vàng nói về phương diện khác là lo lắng tu sĩ tranh chấp sẽ hủy diệt kiếm giới truyền thừa, gãy ta kiếm giới nguồn gốc. Trên thực tế, truyền thừa kiếm thạch trải qua vô số năm tháng, vô tận kiếm khí rèn luyện, mặt trên còn có vô số kiếm giới tiền bối khắc xuống kiếm ý, kiếm chiêu, từ lâu trở nên không thể phá vỡ. Muốn hủy diệt cả tòa truyền thừa kiếm thạch cũng không hiện thực. Nhưng chúa tể cấp kiếm tu trong lúc đó tranh đấu, lại có thể sẽ hủy diệt truyền thừa kiếm thạch trên một đạo vết kiếm. Phía trên mỗi một cái vết kiếm, đối với kiếm giới đều là khó có thể thay thế tài phú. Lý Lương dịch không người nói, tam trưởng lão, là cái này lâm vũ chém giết Lý Hạ trước đây, ta cũng vậy ái tử sốt ruột, tâm tình mới có hơi không khống chế được. Dựa theo tổ huấn sở nói, cái này lâm vũ lý nên trảm thủ. Lời đừng bảo là được quá lỗ mãn, lộ quyền trầm giọng nói, không biết là người nào nhi tử động thủ trước đây. Tam trưởng lão khoát tay áo, nhìn chung quanh phía dưới đông đảo kiếm tu, trầm giọng nói, lộ văn ngạn, mới vừa chuyện gì xảy ra, người đầu đuôi gốc ngọn cho ta nói ra, nếu dám có điều giấu giếm hoặc không thật giết không tha lộ văn ngạn trong lòng run lên tại ba trước mặt trưởng lão hắn nào dám dối trá liền vội vàng đem trước kia phát sinh tất cả giảng thuật một lần nghe xong lộ văn ngạn nói lộ quyền cười lạnh một tiếng việc này thị phi đúng sai rõ ràng lý hạ động thủ trước đây đem văn ngạn làm trọng thương lại muốn đi khiêu khích lâm vũ hơn nữa theo văn ngạn nói lý hạ xuất thủ không lưu tình chút nào hoàn toàn là phải đem lâm vũ chém giết nơi này bất quá Người nào nhi tử học nghệ không tinh, bị giết ngược lại cũng chẳng trách Lâm Vũ. chương 1738, giam cầm vùng đất. Làm Lý Lương dịch nghe xong lộ văn ngạn nói, hắn lại trong lòng chợt lạnh, ý thức được con trai của mình, lúc này đây xem như là chết vô ích. Vấn thiên cửu thức ngọc giản, Lý Lương dịch bọn người cũng cho kiếm giới các vị trưởng lão nhìn rồi, không có có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, dùng mấy vị trưởng lão tu vi cảnh giới, cũng vô pháp tại trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ vấn thiên cửu thức, buộc lòng phải ra lông, khó hiểu tinh hoa. Mà Lý Hạ Ngàn không nên vạn không nên tại vấn thiên cửu thức vấn đề trên, đến gây sự với Lâm Vũ. Bản thân Lý Hạ xuất thủ, cũng đã chiếm ngừng để ý, còn đối với Lâm Vũ Hạ tử thủ, rơi vào một cái phơi thây tại chỗ kết quả, coi như là kiếm giới trưởng lão cũng nói không nên lời cái gì. trầm mặc hồi lâu, Lý Lương dịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Lý Hạ bỏ mình, không trách Lâm Vũ. Nghe được câu này, sở hữu kiếm tu đều rõ ràng, Lý Lương dịch nói bóng gió, coi như là nhận thua rồi, Lý gia cũng chỉ có thể nuốt vào cái này miệng ác khí. Dừng lại, Lý Lương dịch thoại phong nhất chuyển, bất quá, Lâm Vũ mới vừa gia nhập kiếm giới, lại coi ta kiếm giới tổ huấn làm trò đùa, tại truyền thừa kiếm thạch trước đại động binh đao. Dùng người này thực lực, hoàn toàn có thể đem người mang đi ra bên ngoài chém giết, nhưng người này không chỉ chém giết Lý Hạ, mặt khác còn chém giết ta Lý gia bốn vị cửu kiếp giới vương. Việc này tam trưởng lão nếu không phải cho ta lý ra một cái công đạo, chỉ sợ cũng phải để cho ta lý ra chúng kiếm tu trái tim băng giá. Lý Lương dịch lời nói này, chính là bắt được bản tôn tại truyền thừa kiếm thạch trước đại động binh đao không thả, muốn dùng nơi này đến vãn hồi bộ mặt. Lộ quyền cười lạnh nói, chính như người nói, Lâm Vũ mới vừa gia nhập kiếm giới, đối với kiếm giới tổ huấn còn không coi là rõ ràng, sống chết tồn vong trong lúc đó, bị ép đánh một trận cũng là có tình có nguyên. Bị ép đánh một trận, Lý Lương dịch ngửa mặt cười to, chỉ vào nằm ở trên mặt đất mấy cổ thi thể lớn tiếng chất vấn, lúc nãy nếu không phải ta đúng lúc chạy tới, ta lý ra những thứ này bắt kiếp kiếm tu, cửu kiếp kiếm tu còn có thể còn lại mấy người. Tiếng nói vừa dứt, đông đảo lý ra kiếm tu một hồi khiếp đảm. Lý Lương Dịch nói không sai, cái này nếu không phải chúa tể cấp kiếm tu đúng lúc chạy tới, sợ rằng lý ra cái này mấy trăm vị kiếm tu, cũng không đủ bản tôn giết. Bản tôn trong mắt một mảnh băng lãnh, thân sắc lạnh lùng, nào có nửa điểm cảm tình đáng nói. Lý Lương dịch hướng về phía kiếm giới tam trưởng lão ôm quyền, trầm giọng nói, người này tâm tính lạnh lùng tàn nhẫn vô tình hôm nay nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có nửa phần ăn năn ý tứ ta kiến nghị đem người này nhốt vạn năm tỏ vẻ tỉnh ngộ không thích hợp lộ quyền liền vội vàng nói việc này sai không ở lâm vũ huống chi hắn là huyền hoàng thể mới vào kiếm giới nếu là trực tiếp bị nhốt cái đó và phế bỏ một cái huyền hoàng thể có gì khác biệt lý lương dịch dụng tâm hiểm ác lộ quyền biết rõ một hai vạn kiếm tinh giam cầm vùng đất vô cùng có tiếng bên trong không có chút nào kiếm khí cùng bản nguyên lực có thể hấp thu, nếu là Lâm Vũ bị nhốt vạn năm, đừng nói tu vi cảnh giới vô pháp tiến thêm, ngay cả vạn giới kiếm quyết cũng không có cơ hội tu luyện. Như vậy, Lâm Vũ liền triệt để đánh mất tranh đoạt kiếm giới thiếu chủ tư cách. Kiếm giới hai đại gia tộc gia chủ lẫn nhau tranh chấp, không ai nhường ai, bầu không khí lần thứ hai trở nên khẩn trương. Mà thân là lần này xung đột người khởi sướng, bản tôn từ đầu chí cuối, đều là mặt bình tĩnh, phảng phất chuyện này cùng hắn không có chút nào quan hệ. Người này là không phải là đầu óc có chuyện a, à. có chút kiếm tu một hồi oán thầm, người này không bình thường, lần này hắn nếu không phải chết, sau này có nghìn vạn không thể đi chiêu chọc. Mặt khác một chút kiếm tu trong lòng thầm nghĩ, hành, nhưng vào lúc này, kiếm giới Tam trưởng lão phất phất tay, cắt đứt Lộ Quyền cùng Lý Lương Dịch trong lúc đó khắc khẩu. Song phương đều thối lui một bước, đem Lâm Vũ nhốt vào giam cầm vùng đất, sau trăm tuổi trở ra. Đối với quyết định này, Lý Lương Dịch cùng Lộ Quyền đều là bất mãn trong lòng nhưng hai người lại rõ ràng quyết định đã hạ bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo an bài lý lương dịch lạnh lùng nhìn bản tôn liếc mắt không chút nào che giấu trong đó sát ý lạnh giọng nói hy vọng ngươi sau này không được tái phạm sai bằng không đừng trách ta tự tay đập chết ngươi nói xong lý lương dịch phất tay áo rời đi đông đảo lý gia kiếm tu cũng đều rời khỏi truyền thừa vùng đất lộ quyền vỗ vỗ bản tôn đầu vai an ủi không có việc gì chuyện này không trách ngươi đối với chúng ta người tu đạo mà nói trăm năm bất quá trong chớp mắt, ở bên trong thật tốt nghiên cứu nửa năm qua này sở học kiếm pháp. Lời tuy như thế, nhưng lộ quyền sắc mặt nhưng có chút âm trầm. Lâm vũ tu vi cảnh giới, vốn là so lý mạc thấp ba cái đẳng cấp. Mà hôm nay, tại giam cầm vùng đất, lâm vũ lại bị kéo trăm năm hơn, cái này, hắn cùng với lý mạc tranh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Huống chi, bị giam tại giam cầm vùng đất, lâm vũ uy danh, khí thế cũng sẽ phải chịu lớn tổn thất nặng nề. Mới vừa tại truyền thừa vùng đất đánh một trận đánh ra hung uy, sau trăm tuổi chỉ sợ cũng còn dư lại không có mấy bản tôn thần sắc hờ hứng chỉ là gật đầu tựa hồ đối với cái này an bài căn bản cũng không để ở trong lòng kiếm giới tam trưởng lão huy động tay áo bào trực tiếp cuồn cuộn nổi lên bản tôn thân hình của hai người tiêu thất tại tại chỗ cũng không lâu lắm lý mạc lại chiếm được truyền thừa vùng đất tin tức giam cầm trăm năm cũng cũng không tệ lắm lý mạc thong thả cười biểu hiện ra nhìn Lâm vũ bị giam cầm trăm năm chỉ là tu vi vô pháp đề thăng không có cơ hội tu luyện vạn giới kiếm quyết, nhưng Lý Mạc rõ ràng, đi qua việc này, Lâm Vũ đã triệt để cùng Lý ra trở mặt. Cái gọi là giam cầm vùng đất, ở vào 14 tòa chủ phong ở giữa nhất phiến phúc địa. Đúng là có 14 ngọn núi cao nhất tồn tại, cái này một mảnh ở giữa khu vực kiếm khí cùng bản nguyên lực, mới có thể bị 14 tòa chủ phong hấp thu, cướp đoạt, dần dần tạo thành một cái giam cầm chỗ. Cái này phiến giam cầm vùng đất không có một ngọn cỏ, chỉ có một tòa quang ngốc ngốc đỉnh núi. Bản tôn bị kiếm giới tam trưởng lão dẫn tới trên đỉnh núi một tòa huyệt động ra, tam trưởng lão hai tay liên tục biến ảo pháp quyết, bắn ra ra từng đạo kiếm mang, tiến vào trước mặt không xa trong hư không. Một lát sau, cái động khẩu ở trong lại hiện ra một đạo như nước mạc vậy bình chướng. Tam trưởng lão mang theo bản tôn xuyên qua cái này phiến bình chướng, tiến nhập trong huyệt động. Tam trưởng lão mặt không thay đổi nói ra, vào đi thôi, ở bên trong ngây ngốc trăm năm, ta sẽ lại đem ngươi mang đi ra ngoài. Mặt khác, huyệt động này ở chỗ sâu trong, người tốt nhất đừng đi điều tra. Cũng không sợ nói cho người biết, bên trong giam giữ một cái chúa tể cấp kiếm tu, nhưng người này sinh lực có chuyện, sát tính rất nặng, như là chính người đưa tới cửa, đã đánh mất tính mạng ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Bản tôn cũng không nói lời, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tam trưởng lão nói xong những lời này, lại chuyển thân rời đi. Một lát sau, bản tôn tại tại chỗ cảm thụ một phen, không khỏi nhíu nhíu mày. Nơi đây bản nguyên lực không phải là loãng, mà là một điểm cũng không có, dùng bản tôn huyền hoàng thể, cũng vô pháp hấp thu đến bất kỳ kiếm khí. Ban đầu ở vạn giới sơn, lâm vũ cùng bản tôn chia lìa, bản tôn trên người cũng không có mang theo bất kỳ nguyên thạch. Bản tôn đi tới cửa động ở trong, tiện tay nhặt lên một tảng đá vứt hướng phía ngoài. Thử, một cái lạnh lùng kiếm quang hiện lên, hòn đá kia trong nháy mắt bị đục lỗ. Bản tôn hai mắt híp một cái, này kiếm khí cường độ, đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Đường này không thông, cái này, Bản Tôn thực sự phải ở chỗ này sống uổng trăm năm. Chương 1739, ý nghĩ kỳ lạ. Chỗ này huyệt động cũng không phức tạp, chỉ có một cái lối đi, một chỗ khác u ám âm trầm, dùng bản Tôn ánh mắt cũng không cách nào thấy rõ huyệt động chỗ sâu cảnh tượng. Bên trong giam giữ chắc chắn chính là kiếm giới Tam trưởng lão trong miệng vị kia chúa tể cấp kiếm tu. Nếu là lấy Lâm Dịch tính tình, có thể xuất phát từ hiếu kỳ, sẽ đi vào điều tra một phen, nhưng bản Tôn không phải thế có loại này cử động. Một cái sinh lực không bình thường, lại có đầy đủ thực lực uy hiếp được sự tồn tại của mình, bản tôn không cần thiết khứ chủ động trêu chọc. Nửa năm, quá mức ngắn, bản tôn căn bản không làm được đem vạn giới kiếm quyết toàn bộ tiêu hóa, nhưng dùng bản tôn ký ức, vẫn như cũng nhớ kỹ một phần nhỏ. Bản tôn hai tròng mắt nổi lên một tia ngân huy, hai tay mỗi bên bóp kiếm quyết, dùng chỉ là kiếm, lâm vào buồn chán phân tích, thôi diễn trong. Nếu là có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, bản tôn hai tay phóng thích ra kiếm thuật tuyệt nhiên bất đồng, tả thủ phóng thích ra đúng là vạn giới kiếm quyết, nhưng hữu thủ lại thi triển ra một loại khác kiếm thuật. Loại kiếm thuật này cũng bất đồng vu vấn thiên cửu thức, nhìn qua có chút quái dị, thậm chí một chút chiêu thức thi triển ra, hoàn toàn không hợp đạo lý, giống như là hài đồng loạn vũ giống nhau. Cũng không biết trải qua bao lâu, bản tôn bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ. Người kiếm thuật này có chút ý tứ, thanh âm này không có chút nào dự triệu, hơn nữa ngay bản tôn bên người, Ân, bản tôn trong lòng cả kinh, dùng bản tôn cường đại kinh khủng linh giác, cư nhiên bị người cận thân mà không cảm giác chút nào. Bản tôn thân hình lóe ra, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái tóc tai bù xù, nhất thân lạp tháp trung niên nam tử chính ngồi trồm hổm dưới đất, có nhiều hứng thú nhìn hắn. Đừng chạy, đừng chạy, trung niên nam tử kia hướng về phía bản tôn vẫy tay, bản tôn thân thể cứng đờ, cảm giác có một loại lực lượng khổng lồ hút sát bản thân. Bản tôn dĩ nhiên hoàn toàn không khống chế được thân hình, trực tiếp bị lôi đến trung niên nam tử trước mặt. Trung niên nam tử tu vi cảnh giới không rõ không rõ, phong mang không hiện, nhưng tản ra một cổ vô cùng khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này đã kích thích bản tôn thân thể, chưa phát giác ra đang lúc, bản tôn phía sau lưng đã toát ra tầng một mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy da đầu phát nổ. Nhưng bản tôn từ lâu chặt đứt thất tình lục dục, hoàn toàn cũng không biết khủng cụ là vật gì. Bị trung niên nam tử kéo qua khứ, bản tôn trong mắt cơn sóng không sợ hãi, mặt vô biểu tình, tính táo dọa người, hình như cũng không có ý thức được, sinh tử của mình đã tại người khác trong khống chế. Bản tôn đã mơ hồ đoán được thân phận của người này, nhưng mà theo kiếm giới tam trưởng lão nói, người này phải bị chân áp tại huyệt động ở chỗ sâu trong, như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này. Hắc hắc, thấy bản tôn bình tĩnh, trung niên nam tử thần kinh như vậy cười một tiếng, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái tế không được xem xét tán thưởng. Tại trung niên nam tử xem ra, như bản tôn như vậy trẻ tuổi tu sĩ, có thể tu luyện ra loại tâm tính này, đơn giản là không thể tưởng tượng. Ta xuất kiếm, ngươi như đỡ không được, ta liền giết chết ngươi." Trung niên nam tử thu dáng tươi cười, đột nhiên thần sắc nhất biến, cả người có vẻ đằng đằng sát khí, trong mắt một mảnh băng lãnh. Hiện, trung niên nam tử hóa chỉ làm kiếm, hướng về phía lâm dịch nhẹ nhàng điểm một cái, thử một tiếng, một luồng kiếm khí phun ra nuốt vào muốn ra, đúng là vạn giới kiếm quyết một chiêu. Bản tôn nhíu nhíu mày, trung niên nam tử này vẫn chưa hiển lộ ra thực lực chân thật mà là đem tu vi áp chế tại lục kiếp giới vương cao thấp phóng xuất ra một chiêu này vạn giới kiếm quyết một chiêu này thuộc về vạn giới kiếm quyết chung so sánh tầm thường một chiêu cũng tương đối dễ tu luyện bản tôn từng tại vạn kiếm tinh trên gặp qua rất nhiều kiếm tu thi triển nhưng đều là lục kiếp giới vương thực lực trung niên nam tử phóng xuất ra một chiêu này uy lực lại xa xa lớn hơn người khác liền bản tôn đều cảm nhận được một tia áp lực đồng dạng nhất thức vạn giới kiếm quyết lĩnh mộ trình độ bất đồng sở cho thấy lực sát thương cũng là trời đất khác biệt bản tôn không có dùng vấn thiên kiếm tại trung niên nam tử này trước mặt chỉ cần bản tôn bộc lộ một điểm sát khí cũng có thể có thể đưa tới họa sát thân bản tôn cũng đồng dạng dùng chỉ là kiếm về phía trước một điểm phóng xuất ra một chiêu có chút quái dị kiếm thuật kiếm chiêu quỹ tích không hợp với lẽ thường nhưng vừa vạn phá giải rơi một thức này vạn giới kiếm quyết trung niên nam tử trước mắt sáng ngời động tác liên tục ngón tay biến ảo kiếm quyết lại là một chiêu kiếm thuật bạo phát vẫn là vạn giới kiếm quyết một chiêu bản tôn đầu ngón tay cũng thuận thế nhất biến đâm ra một kiếm trung niên nam tử vạn giới kiếm quyết vẫn chưa thể hoàn toàn thả ra ngoài liền được bản tôn kiếm chiêu phá hỏng toàn thân kiếm thế ý cảnh ầm ầm tán loạn trung niên nam tử tựa hồ sớm có dự liệu không giống kiếm chiêu dùng hết cổ tay nhất chuyển kiếm thuật tái biến mà bản tôn cũng đồng thời biến ảo kiếm quyết song phương dùng mau đánh mau trong thời gian ngắn lại giao thủ hơn trăm lần Đáng sợ là, trên trăm chiêu vạn giới kiếm quyết dĩ nhiên đều bị Bản Tôn phá giải. Phải biết rằng, Vạn Giới Kiếm Quyết địa vị cao quý chư thiên vạn giới tứ đại kỳ công, ngay cả dịch kiếm thuật có thể phá hết thiên hạ kiếm pháp, dùng Bản Tôn Thiên Tư cũng vô pháp trong nháy mắt tìm được Vạn Giới Kiếm Quyết sơ hở. Ở trong mắt người ngoài, Bản Tôn nửa năm qua tựa hồ kẻ vô tích sự. Nhưng trên thực tế, Bản Tôn tiêu hao đại bộ phận tâm thần tinh lực, lại chỉ làm một việc, chính là phá giải Vạn Giới Kiếm Quyết bản tôn hành sự khắp nơi ngoài dự đoán mọi người rất lâu ngay cả lâm dịch đều sờ không rõ ý nghĩ của hắn phá giải vạn giới kiếm quyết biểu hiện ra nhìn tựa hồ là ý nghĩ kỳ lạ hoang đường không kiềm chế được sợ rằng từ xưa đến nay liền bất hủ thần linh đều không có suy nghĩ qua những thứ này nhưng biết rồi vạn giới kiếm quyết kiếm chiêu pháp quyết lại phối hợp dịch kiếm thuật lại để cho cái này chuyện bất khả tư nghị biến thành làm được chỉ cần kiếm thuật có chiêu liền tất nhiên có thế có thế liền tất nhiên có thích khả tuần cũng liền tất nhiên tồn tại sơ hở. Khác nhau chỉ ở vu, cái này sơ hở có hay không dễ bị phát hiện, hoặc lớn hoặc nhỏ. Dịch kiếm thuật sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì năm đó dịch kiếm tổ sư sáng tạo ra dịch kiếm thuật thời điểm, lại lĩnh ngộ được điểm này. Không chiêu không thử, vô tích có thể tìm ra, cũng không có sơ hở, người khác càng là không thể nào phá giải. Đương nhiên, chính vì vậy, muốn lĩnh ngộ dịch kiếm thuật, lại khó như lên trời, không có cái loại này chợt lóe lên linh quang cùng đối với kiếm đạo quá mức mẫn cảm hoàn toàn vô pháp lý giải dịch kiếm thuật trong tinh hoa lý mạc tại châm đối với bản tôn đồng thời bản tôn cũng ở đây chủ mưu phản kích một màn này nếu là truyền tới vạn kiếm tinh trên sợ rằng sẽ khiến một mảnh ổ lên thậm chí là khủng hoảng trung niên nam tử tuy rằng một mực xuất thủ nhưng trên người sát ý nhưng dần dần trở thành nhạt trong mắt trái lại bắn ra ra một loại cực nóng quang mang hơn một ước năm qua rốt cục có một việc có thể để cho hắn sinh ra hứng thú trăm chiều sau trung niên nam tử ra lại kiếm bản tôn chống đỡ lên lại có vẻ trứng trọi đá, cũng không cách nào phá giải kiếm chiêu, chỉ có thể liên tục lui về phía sau. Vạn giới kiếm quyết, dù sao cũng là kiếm giới vô số tiền bối trí tuệ kết tinh, dùng bản tôn tư chất, nửa năm, phá giải rơi trên trăm chiêu kiếm thuật, đã là cực hạn. Mà vạn giới kiếm quyết càng đi về phía sau, uy lực lại càng lớn, pháp quyết kiếm chiêu cũng càng phức tạp, bản tôn muốn phá giải, càng là khó càng thêm khó khăn. Trung niên nam tử đại nhíu, kiếm thế vừa thu lại, Trầm giọng nói, phía sau kiếm chiêu, ngươi làm sao phá giải không được? Ta không có phía sau kiếm chiêu." Bản Tôn lạnh lùng nói. Trung niên nam tử sửng sốt một chút, chợt cười to nói, "Vô Phương, ngươi không có, ta luyện cho ngươi xem. Ngươi phải làm, chính là đem phía sau kiếm chiêu tất cả phá hỏng." Nguyên bản, đối với Bản Tôn vấn đề khó khăn lớn nhất chính là bị giam cầm nơi này, vô pháp biết vạn giới kiếm quyết phía sau chiêu thức cùng pháp quyết. Nhưng hôm nay, cái vấn đề khó khăn này, tựa hồ Nginh Nhận nhi giải.